Chương 3350, hắn xứng đáng sao? Cảm ơn Khuynh Thành, đời này anh đã nợ em quá nhiều. Diệp Phàm vẻ mặt đầy cảm kích. Hai chúng ta còn nói như thế làm gì, em chỉ là hy vọng anh có thể chữa được bệnh cho ông, em vì ích kỷ bản thân chứ không phải vì anh. Phương Khuynh Thành cứng rắn nói lại. Đúng đúng, như thế này thì cũng được. Diệp Phàm nói, còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể ôm chặt lấy người mà ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Phàm lại trở thành gấu mèo thứ hai. Buổi sáng Diệp Phàm vội vàng đem chuyện này báo cáo với tỉnh ủy. Ninh Chí Hòa vì có việc phải về thủ đô họp, cho nên bố trí chủ tịch Khúc Chí Quốc cùng với Phượng Lão và ủy viên Phượng xuống. Phượng Lão có chỉ thị, không cần phải làm phô trương gì cả, ông ta chỉ xuống tùy ý đi xem một chút, đồng thời trị bệnh. Vì thế, buổi sáng ngày thứ ba chỉ làm một nghi thức tiếp đón đơn giản ở tập đoàn Hoành Không. Dù sao Phượng Lão cũng có thể sắp xếp được như thế. Nhưng Phượng Triều Phong người ta không chỉ là bí thư thành ủy Tân Môn, mà còn là ủy viên của Ủy ban Bộ Chính trị Quốc gia. Đồng chí cấp bậc thứ trưởng cùng cấp với Kiều Viễn Sơn. Phượng Lão bước đi như đang tản bộ. Tuy nhiên, dù không tạo nên sự ồn ào lớn, nhưng việc Phượng Lão và Phượng Triều Phong xuống đã được truyền đi. Mà đi theo trong đoàn của Phượng Lão còn có đồng chí của tỉnh Điền Nam. Ôi, lại một đồng chí nói thành lập khu kinh tế Hoành Không là hợp lý, hơn nữa phải nên thành lập ngay. Bí thư Trần thở dài, lần này ngay cả chủ tịch tỉnh Dương cũng chẳng nói lời nào. Phượng Lão nói, ủy viên Phụng cũng nói, đây lẽ nào thực sự là sự trùng hợp sao? An Bình Phong ngồi không yên. Đồng chí Khai Thành, hai vị ủy viên cộng thêm người đã từng có ảnh hưởng đối với nước Cộng Hòa. Anh thấy chuyện này thế nào? Bí thư Trần có chút suy tư. Ba vị lãnh đạo đều nói khu kinh tế Hoành Không thành lập là tốt, có phải chúng ta cũng nên có thế độ như thế? Bằng không, địa khu Giang Hoa chúng ta sáp nhập vào đó, mà chúng ta lại cứ mãi là thân phận ông chủ thứ hai của tập đoàn Hoành Không thì chẳng có tiếng nói nào cả. Việc này, nếu phản đối thì chẳng phải là tạo cho người ta cảm giác khó chịu hay sao? Vẻ mặt của chủ tịch tỉnh Dương nặng nề. Việc này tôi cảm thấy giống như một họng súng đang bắn về phía tỉnh Điền Nam chúng ta vậy. An Bình Phong thở dài. Không phải là một họng súng mà là nhiều hơn thế. Ủy ban Quốc tư, tỉnh Thiên Vân, chính vụ viện đều có đồng chí xuống, bây giờ cả Phượng Lão cũng xuống. Nếu nói đây là sự bạo tay của đồng chí Diệp Phàm, đó cũng chưa hẳn là sự bạo tay lớn. Dương Khai Thành tôi cũng không thể tạo ra được ưu thế như thế. Sắc mặt của chủ tịch tỉnh Dương trầm xuống. Nhất định là sự trùng hợp, có lẽ là mấy vị lãnh đạo đã nhìn thấy tính tất yếu phải thành lập khu kinh tế Hoành Không. Tôi thấy nếu là đồng chí Diệp Phàm mời đến thì điều đó là không thể nào. Ngay cả Kiều Gia Đại Viện cũng chẳng có thực lực để mời được ba vị lãnh đạo này ấy chứ. Trương Thương Hòa nói. Nói những việc đó thì có ý nghĩ gì nữa, cho dù là ai ra mặt, cho dù là có ý hay vô ý, dù sao cũng đã đến lúc tỉnh Điền Nam chúng ta cũng phải tỏ thái độ rồi. Bí thư Trần khoát tay. Buổi tối Phượng Lão đi Chu Tước Sơn Trang, Diệp Phàm đang lo lắng cho Phượng Lão kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, Diệp Phàm nói. Ủy viên Phượng, tôi có thể thử, nhưng không thể ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa, trong đó còn có sự nguy hiểm nhất định. Ví dụ như khi tôi giải trừ đi những tế bào ung thư ở tim cho Phượng Lão thì liệu có thể dẫn đến phản ứng ngược lại bệnh tình sẽ trở nên xấu hơn hay không? Hơn nữa, tế bào ung thư cũng còn có ở mười mấy vị trí. Chúng ta chỉ có thể tạm thời thử giải quyết đi những vị trí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ví dụ như ở tim, ngực. Thử đi, dù có chết ngay lập tức thì cũng là gì hết. Đại quy hoạch Hoành Không tôi cũng đã xem qua rồi. Sống thêm 3 tháng nữa hay bớt đi 3 năm nữa thì có gì khác nhau. Nếu ông trời có thể để cho tôi thấy được mặt trời thêm 2 năm nữa thì tôi càng vui. Bởi vì, tôi muốn được nhìn thấy Khuynh Thành lấy chồng, để tôi được bế cháu. Phụng Lão nói. Bố. Việc này, hay là tính toán một chút đã. Phượng Triều Phong có chút do dự, chỉ sợ không cẩn thận nguy hiểm đến tính mạng của bố. Không cần phải tính toán, con nói với Húc Quốc, đây là quyết định của ta. Hơn nữa, dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng không trách. Các con phải nhớ, đây là chúng ta yêu cầu đồng chí Tiểu Diệp chữa trị, không thể trách người ta được. Vẻ mặt Phượng Lão nghiêm túc nói. Thế thì con hỏi trước bọn họ đã nhé. Phượng Triều Phong đi ra gọi điện thoại, rất lâu sau mới quay trở lại gật đầu. Con rơi đi vào trong cơ thể của Phượng Lão không lâu sau đến vị trí tim, Diệp Phàm khống chế con rơi lúc này biến hình thành một thứ hình dạng giống như viên đá mài nhẹ nhàng xoa lên cục u. Hai tiếng sau,
cuối cùng đã mài hết lớp vỏ màu thịt ở bên ngoài. Diệp Phàm toàn thân vã mồ hôi, Phượng Khuynh Thành cẩn thận lấy khăn lau mặt cho hắn. Hai tiếng sau, cục u màu xanh ở bên trong dưới tác động của Diệp Phàm cuối cùng đã bị mòn đi một phần. Tuy nhiên, bên trong tiếp giáp với tim cho nên Diệp Phàm rất cẩn thận. Cuối cùng đã đến phần màu của tim. Diệp Phàm phát hiện, tim của Phượng Lão đã bị màu xanh của tế bào ung thư này xâm nhập vào một chút. Con rơi đem chất cao dinh dưỡng yêu xâm vương trước kia hút được phun vào tim của Phượng Lão. Diệp Phàm phát hiện, dưới sự xâm nhập của chất cao dinh dưỡng thì màu xanh kia đã có sự biến đổi. Xem ra đã có chút hiệu quả. Hắn tinh thần rất tốt, lại tiếp tục dùng phương pháp hấp thu. Những tế bào ung thư này cũng là một loại độc tố biến dị mà thôi, Diệp Phàm là bán độc nhân đã dùng độc công hút ra. Không lâu sau, phát hiện đã hút vào được khoảng một nửa. Tuy nhiên, nếu tiếp tục hút nữa thì Phượng Lão sẽ có phản ứng mãnh liệt hơn. Diệp Phàm biết chỉ có thể được đến thế. Nếu tiếp tục hút nữa thì có lẽ đến cả máu trong tim của Phượng Lão cũng sẽ bị hút mất, thế thì tính mạng của Phượng Lão cũng sẽ nguy hiểm. Tiếp theo Diệp Phàm lại lợi dụng con rơi để phun chất yêu xâm vương vào, phát hiện màu sắc của tim đã tốt hơn một chút. Tốt hơn nhiều rồi. Phượng Lão nói. Điều này chứng tỏ việc trị liệu cũng có hiệu quả. Phượng Triều Phong vui mừng nói. Chỉ có thể nói là mới giải quyết được phần ngọn chứ chưa trị được phần gốc. Đương nhiên, nếu cứ tiếp tục trị liệu thêm vài ngày nữa, chờ sau khi tôi đều rửa sạch qua tất cả hơn chục vị trí kia trên người Phượng Lão một lượt. Theo tôi suy đoán, ít nhất Phượng Lão có thể sẽ lại thấy mặt trời thêm được một năm nữa. Diệp Phàm rất tự tin nói. Được, được. Phượng Lão gật đầu nói, quay sang nhìn con trai, nói. Ta sẽ ở lại Chu Tước Sơn Trang thêm một thời gian nữa, con trở về trước, buổi tối Diệp Phàm đến đây chữa bệnh cho ta là được rồi. Chỉ có điều làm vất vả đồng chí Tiểu Diệp mà thôi. Phượng Triều, con phải nhớ lấy. Con ở lại với bố thêm một ngày nhé. Phượng Triều Phong nói rồi liếc nhìn Diệp Phàm. Không cần đâu, con đã ở đây với ta hai ngày rồi, không thể kéo dài nữa. Việc bên tân môn nhiều. Phượng Lão khoát tay, cười. Yên tâm, Diệp Phàm đã nói rồi, Diêm Vương đã cho ta thêm hơn một năm tuổi thọ nữa rồi. Không thể chết ngay được đâu. Phượng Triều Phong đành gật đầu. Sớm sớm ngày hôm sau Phượng Triều Phong đi đến cổng Chu Tước Sơn Trang. Phượng Triều Phong bắt tay Diệp Phàm rất chặt, nói. Lão nhân gia phải nhờ cậu rồi. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phàm thận trọng gật đầu. Khu kinh tế Hoành Không làm rất tốt. Về việc của Cảng Tân Môn các anh phải nắm cho chắc là được. Phượng Triều Phong nói xong liền bước vào xe. Anh Diệp, cảm ơn anh. Phượng Khuynh Thành khoác tay Diệp Phàm. Hai người đứng trước cổng giống như một cặp tình nhân. Thắm thiết lắm. Lúc này phía sau truyền đến một giọng nói. Quay đầu nhìn lại, Phượng Khuynh Thành lại ép sát người vào người Diệp Phàm, hừ nói. Liên quan gì đến cô? Tôi muốn thế. Anh Diệp. Mộc Nguyệt Nhi nghiến răng một cái, tay vòng qua cổ Diệp Phàm, rồi nửa người giống như đang treo trên ở một bên người Diệp Phàm vậy. Phượng Khuynh Thành vừa nhìn. Tức giận cũng làm y hệt như thế và treo người ở bên còn lại trên người Diệp Phàm. Khiến cho Mộc Chu Lệ đứng phía sau nhìn thấy muộn bật cười, đưa tay gõ trán Khương Quân, y muốn nói anh ta không được giống Diệp Phàm như thế. Khương Quân vội vàng giơ tay làm động tác tư thế đầu hàng. Phượng Lão đến rồi. Diệp Phàm nói, hai cô gái vừa nghe thấy quả nhiên đã tách ra khỏi người Diệp Phàm cách cả mét. Uy tín của Phượng Lão đúng là tốt. Đi thôi Khương Quân. Cậu không làm việc có phải thế không? Diệp Phàm vội vàng bước nhanh về phía trước mấy bước rồi chui vào trong xe, Khương Quân chạy vào lái xe đi. Xem anh có thể trốn đến khi nào. Không ngờ Mộc Nguyệt Nhi và Phượng Khuynh Thành lại cùng nói, khiến cho Mộc Chu Lệ thiếu chút nữa thì nghẹn họng, thầm nghĩ hai người này sao mà giống nhau thế. Hai ngày sau, Diệp Phàm lại nhận được thông báo ngoài ý muốn của tỉnh Điền Nam. Đồng chí Trương Tương Hòa đã chuyển cho Diệp Phàm một bản thông báo xóa bỏ việc xử phạt đối với đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa, trên thông báo một chỉ ra một số nguyên nhân. Ví dụ như đồng chí Diệp Phàm đã quản lý rất tốt tập đoàn Hoành Không, gần đây đã có những thể hiện tốt, vì thế xóa bỏ. Xem ra, ảnh hưởng lời nói của lãnh đạo vẫn có uy lực không hề nhỏ. Bao Nghị vẻ mặt vui vẻ. Việc này cũng là bình thường mà, lãnh đạo đều khen việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không rất tốt. Các đồng chí ở Điền Nam còn cứng rắn sao được, thế chẳng phải là nói các vị lãnh đạo không có tầm nhìn mà chỉ có các đồng chí ở Điền Nam mới có tầm nhìn hay sao? Ngũ Vân Lương cười nói.
dưới xu thế tất yếu như thế thì các đồng chí ở Điền Nam cũng phải theo thôi có phải thế không nào? Diệp Phàm nói, sao lại xóa bỏ, có chuyện gì thế? Dương Chí Thăng rất hoài nghi. Ôi, người này gây sức ép lung tung đã xóa bỏ được việc kỷ luật. Các đồng chí ở tỉnh Điền Nam cũng thật là, việc nhỏ thế này mà cũng không làm được. Ngưu Đắc Toàn vẻ mặt bực bội. Bí thư Dương Anh nói xem, hắn đã được đề cử là phó chủ tịch tỉnh rồi. Nghe nói bố vợ của hắn là nhân vật quan trọng trong ban tổ chức trung ương. Việc đề cử này bây giờ đã đưa trình lên ban tổ chức rồi. Vận khí của hắn có phải là sắp đến rồi không? Phó chủ tịch tỉnh, ha ha, việc này không cần phải lo lắng gì cả. Dương Chí Thăng vẻ mặt trầm ngâm rồi lại cười. Sao lại không lo lắng, bố vợ của hắn mà giúp thì chẳng phải sẽ được lên hay sao? Ngưu Đắc Toàn có chút không hiểu. Lên, hắn xứng sao? Dương Chí Thăng hừ nhạt, nói. Đắc Toàn, dù là bố vợ của hắn là nhân vật quan trọng ở ban tổ chức trung ương, nhưng Diệp Phàm hắn mới bao nhiêu tuổi? Cũng đúng, là một chức ngang với phó bộ ở nhà máy đã là giỏi lắm rồi. Dựa vào tuổi tác của hắn thì giao cho cấp chức phó sở là đã vượt cấp rồi. Thăng lên phó tỉnh, tôi thấy cũng không có nhiều khả năng. Tuy nhiên, bố vợ của hắn ở đó, việc này, liệu có xảy ra nhiều việc phức tạp hơn hay không? Chương 3351, quyền nhân sự và quyền hành chính. Hắn chắc chắn chẳng có gì, hơn nữa, lãnh đạo của tỉnh Thiên Vân cũng biết hắn chẳng có gì. Chỉ là khen ngợi để an ủi hắn mà thôi. Nhìn chung trong cả nước, làm gì có vị phó chủ tịch tỉnh nào 30 tuổi. Nếu có thì những cán bộ già tóc hoa tiêu còn đang ở cấp sở, phòng làm sao mà chịu được. Có lúc, uy lực của dư luận cũng khủng khiếp, Kiều Viễn Sơn là người hiểu rõ nhất điều này. Hơn nữa, chính vì Diệp Phàm là con rể của ông ta lại càng không dám làm quá tay. Hơn nữa, Kiều Viễn Sơn vừa mới đưa con trai Kiều Báo Quốc lên xong, mời chưa đầy một tháng lại đưa con rể lên nữa, thế thì ban tổ chức trung ương chẳng phải trở thành vườn sau nhà ông ta hay sao? Thực ra, những người nhắm vào chức phó bộ, phó tỉnh thì quá nhiều, hơn nữa được khống chế từ cấp trên. Sức nặng lời nói của Kiều Viễn Sơn chẳng phải là rất lớn. Đương nhiên, nếu tuổi tác của Diệp Phàm đã đủ thì Kiều Viễn Sơn hoàn toàn có thể giúp được. Tuy nhiên, lần này lại là tuổi tác của Diệp Phàm vẫn còn quá trẻ, Kiều Viễn Sơn cũng không thể giang tay ra được. Bởi vì, Kiều Báo Quốc vừa lên. Không thể không nói, Dương Chí Thăng cũng thực sự có chút đau đầu, phân tích rõ ràng ra khiến cho Ngưu Đắc Toàn khâm phục không ngớt. Hai, tỉnh Thiên Vân cũng chỉ là vẽ một các bánh thật lớn cho Diệp Phàm mà thôi. Nếu cứ như thế 2 năm nữa thì con đường làm quan của Diệp Phàm thực sự sẽ rộng mở. Ngưu Đắc Toàn cảm thán. Cũng chưa chắc. Dương Chí Thăng lắc đầu. Nói thế là sao? Ngưu Đắc Toàn hỏi. Nếu bây giờ tuổi tác và kinh nghiệm của Diệp Phàm đã đủ, vị trí phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân thiếu cũng sẽ chẳng đến lượt hắn. Ít nhất, tỉnh cũng sẽ không đề cử. Vì sao lần này lại thuận lợi như thế, trong vòng mấy ngày đã quyết định xuống? Đó là bởi vì các lãnh đạo trên tỉnh đều hiểu Diệp Phàm sẽ chẳng có gì cả, chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi. Dù sao cũng chẳng mất gì, bằng không, tỉnh đã sớm phản đối rồi. Dương Chí Thăng cười nói. Nhận xét này đúng là cao. Ngưu Đắc Toàn giơ ngón tay cái lên. Tuy là được chọn nhưng không được dùng, nhưng ít nhất cũng thể hiện được thái độ của tỉnh Thiên Vân. Hơn nữa, đối với cậu mà nói vẫn là có lợi. Lúc này Thiết Chiêm Hùng cũng đang gọi điện cho Diệp Phàm. Có lợi, đó là được vinh dự phải không? Diệp Phàm nói. Không chỉ là thế, cậu nghĩ xem, năm nay tỉnh Thiên Vân đề cử anh. Ít nhất về mặt lựa chọn người vào chức phó chủ tịch tỉnh thì cũng đã có hồ sơ trên ban tổ chức trung ương rồi. Thêm 2 năm nữa nếu có người đề cử cậu, đó sẽ là lần thứ hai. Uy lực của lần thứ hai này sẽ được nâng lên không ít. Đến lúc đó, những quan hệ của cậu đứng ra ủng hộ cho anh nữa, người nào đó 2 năm trước đã được đề cử rồi, điều này chứng tỏ người đó thực sự xuất sắc. Lại thêm thành tích cậu tạo ra ở 2 năm đó nữa làm chất xúc tác, cậu lên chức phó chủ tịch tỉnh cũng có thể đã đến lúc rồi. Lần này tuy tỉnh Thiên Vân tiến cử vô hiệu, nhưng lại đã trải ra cho cậu một con đường. Điểm hay đó mới là lớn. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Có lý đấy. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, khu kinh tế Hoành Không phát triển chính là sự bảo đảm lớn nhất để Diệp Phàm cậu thăng chức lên phó chủ tịch tỉnh. Vì thế lão đệ cậu nhất định không được khinh suất. Lúc nào cũng phải quan tâm, bây giờ phạm vi đã lớn rồi, chuyện rắc rối cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa, bây giờ cậu là người tin cậy của tỉnh.
phải chú ý yên lặng một thời gian. Quá kiêu ngạo thì sẽ không tốt, nhưng yếu đuối quá cũng không tốt. Cậu khiêm tốn thì ai cũng biết cậu, cậu quá kiêu ngạo thì sẽ gây ra lòng đố kỵ của người ta. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi hiểu rồi anh Thiết. Diệp Phàm nói. Ngày 2 tháng 8, Diệp Phàm nhận được thông báo của tỉnh ủy. Yêu cầu hắn lập tức về kinh, vì Phó Thủ tướng Quốc vụ viện đồng chí Ứng Nhất Thu muốn nghe hắn báo cáo về khu kinh tế Hoành Không. Đúng 8 giờ sáng đến Trung Viên Hải. Bởi vì trước kia đã từng làm việc ở ban tổ chức, cho nên dù các cơ quan, ban ngành trong Trung Viên Hải rất nhiều, nhưng Diệp Phàm cũng dễ dàng tìm được nơi làm việc của Ứng Nhất Thu. Vì Phó Thủ tướng Ứng đang chủ trì một cuộc họp, cho nên Diệp Phàm phải ngồi ngoài chờ. Mãi cho đến 9 giờ mới được thông báo vào phòng làm việc của Phó Thủ tướng Ứng. Phải nói là phòng làm việc của Phó Thủ tướng Ứng chẳng có gì đặc biệt cả, đặc điểm duy nhất chính là mộc mạc. Dường như còn không bằng phòng làm việc của nhân vật số 1 dưới tỉnh, địa phương. Quốc vụ viện trước giờ luôn chủ trương làm việc đơn giản, mộc mạc, không làm khoa trương, không làm xa hoa. Tất cả lấy thực dụng làm chính. Phó Thủ tướng dáng vóc bình thường, mặt gầy, mặc một bộ vest đen. Diệp Phàm cũng lần đầu tiên được ngồi gần Phó Thủ tướng Ứng như thế này. Tuy đã từng ăn cơm với Phó Thủ tướng Ứng, nhưng lần đầu nhìn thấy Phó Thủ tướng Ứng trong lòng vẫn có một chút kích động khó hiểu. Chào Phó Thủ tướng Ứng. Diệp Phàm chào. Ha ha ha, ngồi đi đồng chí Diệp Phàm. Phó Thủ tướng Ứng gật đầu, tuy nhiên, ông nhìn chằm chằm Diệp Phàm mấy giây sau mới chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt chiếc cặp đựng tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống. Mấy hôm trước tôi đã xem qua tài liệu đệ trình xây dựng khu kinh tế Hoành Không của các cậu. Theo tài liệu của các cậu cung cấp, việc thành lập khu kinh tế Hoành Không tương đối phù hợp với đại quy hoạch Hoành Không. Tuy nhiên, một số việc cụ thể tôi vẫn muốn nghe đích thân cậu báo cáo. Phó Thủ tướng Ứng nói. Tuy nhiên, lời ông ta nói lại làm cho Diệp Phàm phấn chấn. Bởi vì, Phó Thủ tướng Ứng đầu tiên đã khẳng định việc thành lập khu kinh tế Hoành Không là phù hợp với đại quy hoạch Hoành Không. Diệp Phàm căn cứ tình hình thực tế báo cáo tỉ mỉ với Phó Thủ tướng Ứng và nói về tính tất yếu phải thành lập khu kinh tế Hoành Không trên nền tảng đại quy hoạch Hoành Không. Từ lời của cậu nói có thể nhìn thấy, khu kinh tế Hoành Không lấy tập đoàn Hoành Không làm cơ sở. Mà gần đây sự gia nhập của tập đoàn cơ khí TQ vào đại quy hoạch Hoành Không cũng là vì tăng cường sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Liên kết mạnh mẽ, quy mô, tài chính và nhân tài kết hợp đều được nâng lên. Đương nhiên cũng sẽ tăng cường sức cạnh tranh cho tập đoàn. Còn khu du lịch núi Thiên Thông cũng là công ty phát triển chủ lực của tập đoàn Hoành Không. Việt Đông còn có nhà máy đóng tàu, còn có sơn trang kiểu dịch vụ nằm trong vòng kinh tế thuộc thành phố. Hoành Không đã thâm nhập sâu vào rất nhiều lĩnh vực trước kia vốn không liên quan. Ví dụ công ty công trình kiến trúc Thiên Mã thuộc Hoành Không sau khi khởi động đại quy hoạch Hoành Không thì quy mô cũng không hề nhỏ nữa. Có lẽ trong tương lai không xa kiến trúc Thiên Mã sẽ trở thành một công ty công trình kiến trúc số 1 thậm chí có cả tài sản lớn nhất nữa. Còn xưởng cơ khí và thiết bị điện lực là hai nhà máy chính của tập đoàn Hoành Không gần đây đơn đặt hàng không ít, có thể bảo đảm hai công ty lớn này trong năm tới sẽ càng phát triển. Phát triển càng nhanh, tài chính thu về cũng sẽ càng lớn. Phó Thủ tướng Ứng có lẽ đã từng thực sự nghiên cứu qua đại quy hoạch Hoành Không, thế mới thuộc như lòng bàn tay như thế. Từ lời nói của Phó Thủ tướng Ứng, tôi cảm thấy hình như ông còn hiểu tập đoàn Hoành Không hơn cả tôi. Diệp Phàm cười nói. Ha ha ha. Phó Thủ tướng Ứng cười sảng khoái, sau đó nói. Đó đương nhiên là không thể, tôi chỉ là tìm hiểu qua tài liệu của các cậu nộp lên mà thôi. Đương nhiên, tôi cũng đã nói chuyện qua với đồng chí Trịnh Tùng Tiền, được bọn họ nói qua tình hình. Tuy nhiên, việc sáng lập khu kinh tế Hoành Không cũng có chỗ chưa toàn diện. Đó chính là ban quản lý rất lớn, ban ngành thuộc khu kinh tế liên quan đến rất nhiều phương diện. Còn bao gồm cả hai địa phương hành chính khu vực và một tập đoàn có thực lực hùng hậu ở bên ngoài gia nhập nữa. Thoạt nhìn thì có vẻ phức tạp, dường như cái gì cũng muốn nhúng tay vào. Có điều, tuy phức tạp. Nhưng, điểm mấu chốt chính là ở ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không sau này thành lập sẽ làm thế nào để chỉnh đốn lại. Còn không đến mức phát sinh ra quá nhiều những mâu thuẫn mới. Mâu thuẫn nhất định sẽ cùng tồn tại, nhưng càng nhiều sẽ càng phức tạp. Điều này liên quan đến việc tổ chức cơ cấu của khu kinh tế Hoành Không, nếu chỉ là một cơ cấu rời rạc thì việc quản lý sẽ tương đối rối loạn. Nếu muốn làm cho cơ cấu này chặt chẽ thì phải có mối quan hệ lệ thuộc.
Thực ra, nói trắng ra một chút chính là Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành không phải có quyền quản lý những tập đoàn con và khu hành chính cấp dưới này mới được. Nói rõ hơn một chút đó là Khu Kinh tế Hoành không phải có chức năng quản lý của chính phủ và quyền nhân sự của đảng ủy mới được. Bằng không, mất đi quyền quản lý cấp dưới thì sẽ tan rã. Anh không nghe tôi cũng không nghe anh, như thế thì không những không thể thúc đẩy được tác dụng phát triển của đại quy hoạch Hoành không, ngược lại còn trở thành một sự cản trở mới. Mà quyền nhân sự và quyền hành chính trong quyền quản lý đều rất quan trọng. Diệp Phàm nhìn Phó Thủ tướng Ứng rồi nói tiếp. Tôi hao tâm tổn sức nhất chính là vấn đề quyền quản lý. Quyền quản lý trên hành chính có lẽ hai tỉnh Thiên Vân, Điền Nam và Ủy ban Quốc tư đều sẽ giao cho. Chỉ là vấn đề quyền nhân sự sẽ gặp phải sự cản trở rất lớn. Bởi vì, đơn giản mà nói, làm một phép so sánh, quyền miễn nhiệm nhân sự của cán bộ từ cấp phó sở ở địa khu Giang Hoa đều nằm ở tỉnh Điền Nam. Thành phố Hạng Nam thì ở tỉnh Thiên Vân, còn tập đoàn cơ khí Hoa Hạ thì càng phức tạp, chức danh số 1, số 2 đều do ban tổ chức trung ương. Quyền miễn nhiệm đối với cán bộ cấp dưới của tập đoàn thuộc về Ủy ban Quốc tư. Điều này trở thành bốn đầu quản lý. Làm thế nào để bốn đầu quản lý hợp nhất thành một thì mới có thể thể hiện được quyền lợi nhân sự của Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành không? Ban tổ chức trung ương chúng tôi không cần phải nói đến nữa, nhân vật số 1, số 2 khẳng định rằng chúng tôi không có cách nào để tiến hành miễn nhiệm nhân sự đối với bọn họ được. Nhưng địa khu Giang Hoa và Hạng Nam thì sao? Đây thực sự là một vấn đề rất hóc búa, dựa theo cách nói của các đồng chí phụ trách ở Thiên Vân, Điền Nam và Ủy ban Quốc tư thì giao quyền hành chính cho các cậu. Còn liên quan đến việc miễn nhiệm cán bộ cấp phó sở trở lên thì bọn họ đều phải giữ lại. Tuy nhiên, bọn họ cũng đã thuyết minh trong tài liệu rồi. Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành không các cậu có quyền đề cử và kiến nghị. Phó Thủ tướng Ứng khẽ gật đầu nói. Chỉ một chút quyền lực này vẫn là quá nhỏ, cái gì gọi là quyền kiến nghị và đề cử chứ? Người ta có thể tiếp thu hoặc có thể không, quyền quyết định vẫn là ở trong tay bọn họ. Hơn nữa, mất đi quyền hành chính mà mất đi quyền miễn nhiệm thì hiệu quả chấp hành sẽ còn được bao nhiêu chứ? Người ta không lo lắng chiếc mũ trên đầu sẽ bị anh giật mất, cho nên làm việc có thể có tranh cãi, có thể có đùn đẩy trách nhiệm, có thể. Diệp Phàm nói. Đồng chí Diệp Phàm, ý kiến của cậu là yêu cầu có quyền lực như thế nào? Phó Thủ tướng Ứng vẻ mặt nghiêm túc. Yêu cầu của tôi chính là ba bộ ngành Thiên Vân, Điền Nam và Ủy ban Quốc tư trao quyền nhất định cho cấp dưới. Chương 3352, thành lập Khu Kinh tế Hoành không. Yêu cầu của tôi chính Thiên Vân, Điền Nam và Ủy ban Quốc tư phải cho cấp dưới một quyền lực nhất định. Ví dụ như, liên quan đến việc miễn nhiệm của cán bộ từ cấp phó giám đốc sở trở xuống thì do ngành tổ chức Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế quyết định. Nếu không, quyền hành chính này về cơ bản sẽ rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử. Đối với nhân vật số 1, 2 của tập đoàn lớn và khu hành chính cấp dưới chúng tôi không đưa ra yêu cầu. Những quyền này đương nhiên phải trả lại cho cấp trên chủ quản rồi. Về những vấn đề này thì tôi cũng luôn suy nghĩ, thực ra không phải không có cách nào. Ví dụ, Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế được thành lập bởi những đồng chí do một bộ hai tỉnh phái ra. Còn ban tổ chức của Khu Kinh tế cũng có thể do những đồng chí được một bộ hai tỉnh điều động ra. Điều này chẳng phải thể hiện được quyền nhân sự của một bộ hai tỉnh hay sao? Đương nhiên, trong Ủy ban Quản lý Tập đoàn Hoành không cũng phải chiếm một tỷ lệ quyền quản lý nhất định. Bằng không, làm sao thể hiện được sự sáng lập Khu Kinh tế Hoành không trên cơ sở Tập đoàn Hoành không chứ? Diệp Phàm nói, suy nghĩ của cậu tương đối phù hợp với Khu Kinh tế Hoành không, tuy nhiên, muốn thực sự làm được những việc này các đồng chí của một bộ hai tỉnh phải cùng ngồi lại với nhau để thương lượng mới được. Đương nhiên, việc này vẫn có thể từ từ, Khu Kinh tế các cậu có thể thành lập trước, có điều, việc tổ chức thành viên trong ban quản lý thì không thể kéo dài. Khu Kinh tế mà không có Ủy ban Quản lý thì chẳng phải là trở thành loạn hay sao? Hơn nữa đó cũng chỉ là một bộ khung rỗng. Cho nên, ban phải được thành lập trước, Ủy ban Quản lý phải được quyết định trước thì mới có thể thành lập Khu Kinh tế Hoành không. Sau khi cậu quay về phải lập tức bắt tay vào làm việc này. Về việc thành lập Khu Kinh tế Hoành không chúng tôi không có nhiều ý kiến. Còn việc đệ trình xin công trình trọng điểm 115 đối với đại quy hoạch Hoành không đã được phê duyệt rồi. Quốc vụ viện không lâu nữa sẽ phái người xuống tuyên bố việc này. Phó Thủ tướng thẳng thắn nói rõ, Diệp Phàm cuối cùng cũng được thở phào. Ngày 8 tháng 8 đối với tất cả người Hoành không mà nói đó là một ngày tốt đẹp, bởi vì, đồng chí Trương Cổ Khánh Phó Bí Thư Quốc vụ viện dẫn theo mấy đồng chí khác đã đến tổng bộ của tập đoàn Hoành không.
Ngày này, tập đoàn Hoành Không lại một lần nữa chống rong cờ mở. Mấy nghìn người tập trung ở tổng bộ tập đoàn Hoành Không, tất cả những người không làm việc đều đến, còn nhân dân đứng xem ở ngoài cổng tổng bộ tập đoàn cũng không dưới 2-3 nghìn người. Hiện trường rất hoành tráng náo nhiệt. Khách mời đều đã đến, có cả chủ tịch của hai tỉnh Thiên Vân, Điền Nam và phó chủ nhiệm thường trực cao nhất Thiên của Ủy ban Quốc tư. Còn thành viên ban lãnh đạo hai địa phương Hạng Nam, Giang Hoa và tập đoàn cơ khí TQ cũng đều đến. Ngồi trên khán đài chủ tịch hôm nay đều là những nhân vật quan trọng. Bốn người cao nhất Thiên, Dương Khai Thành, Khúc Chí Quốc và Trương Cổ Khánh ngồi ở chính giữa, vốn Trương Cổ Khánh không có tư cách ngồi ở đó, chỉ có điều bởi vì gã xuống là để tuyên bố quyết định của Quốc vụ viện. Cũng xem như là đặc sứ được Quốc vụ viện phái xuống, cho nên mới có thể được ngồi cùng với các lãnh đạo cấp bộ, tỉnh. Còn những đồng chí cấp tham chiếu phó bộ Nạp Mãi Đề Lâm, Kiều Báo Quốc chỉ có thể ngồi ở hàng thứ hai của hàng chủ tịch nhìn gáy mọi người mà thôi. Ngay cả cái Thiệu Trung một cán bộ phó tỉnh chính hiệu cũng phải ngồi ở ra khu vực bên cạnh. Đương nhiên, Diệp Phàm đồng chí cấp tham chiếu phó bộ bởi vì là người sáng lập ra đại quy hoạch Hoành Không cho nên hắn mới là chủ nhân đích thực. Vì vậy hắn ngồi bên cạnh bốn nhân vật quan trọng nhất của hôm nay. Qua nữa mới là những nhân vật nằm trong thường vụ tỉnh ủy Bố Hoa Thanh và An Bình Phong. Các đồng chí như Dương Chí Thăng, Lam Tồn Quân của Hạng Nam và lãnh đạo cấp sở của địa khu Giang Hoa chỉ có thể ngồi ở vị trí khán giả xem biểu diễn mà thôi. Đương nhiên, vị trí của bọn họ ở hàng đầu tiên. Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí, các anh em. Tôi xin thay mặt cho tập đoàn Hoành Không, thay mặt cho toàn thể công nhân viên của Đại Quy hoạch Hoành Không hoan nghênh sự có mặt của các vị. Diệp Phàm đứng dậy đọc diễn văn, hàng loạt trang pháo tay vang lên. Hàng loạt những ánh đèn máy ảnh của các phóng viên báo, đài cũng đồng loạt hướng về phía khu vực khán đài chủ tịch sáng lên. Chương trình kinh tế của đài truyền hình Trung ương cũng cử người xuống quay phim tuyên truyền đối với tập đoàn Hoành Không. Việc này đương nhiên cũng là kết quả hoạt động của Diệp Phàm. Bằng không, nhiều lắm cũng chỉ cho được một bản tin dài mấy chục giây được phát vào bản tin buổi tối là tốt lắm rồi. Sau đây Phó Tổng Thư ký Trương Cổ Khánh đến từ Quốc vụ viện tuyên bố quyết định của Quốc vụ viện. Hôm nay Khổng Ý Hùng cũng rất được nở mày nở mặt, bởi vì gã là người chủ trì chương trình. Cơ hội xuất hiện còn cao hơn cả Diệp Phàm. Đương nhiên, sau khi Phó Tổng Thư ký Trương đọc xong quyết định của Quốc vụ viện, không khí tại hiện trường dâng cao hết sức. Đến cả mấy chục nghìn người dân đứng xem ở bên ngoài cổng cũng vỗ tay. Đương nhiên, có người đắc ý cũng có người thất vọng. Như Cố Hữu Thành và Ô Vân Sơn của tập đoàn điện khí Tây Nam nở nụ cười và ngượng ngùng vỗ tay. Ra vẻ cái quái gì chứ? Ô Vân Sơn nói thầm bên tai Cố Hữu Thành. Tiểu nhân đắc chí, ông để ý hắn làm gì? Cố Hữu Thành hừ nhạt. Ôi! Có đồng chí bên cạnh thở dài. Buổi tối. Sau khi tiễn khách ra về, Diệp Phàm rất mệt mỏi. Hôm nay nở mày nở mặt thì có, tuy nhiên thực sự là cũng rất mệt. Tuy nhiên, đám người Lam Tồn Quân vẫn ngồi uống trà tán chuyện phiếm trong phòng ở của Diệp Phàm. Lần này Vương Long Đông cũng đi cùng với Phó Tổng Thư Ký xuống, tuy nhiên, gã đã ở lại một tối. Khương Quân, bên đó không có việc gì chứ? Diệp Phàm hỏi chính là Chu Tước Sơn Trang, bên đó có vợ của Khương Quân Mộc Châu Lệ trông coi. Cũng ổn. Hai người thỉnh thoảng cũng đấu khẩu, nhưng về tổng thể mà nói thì cũng hài hòa, đặc biệt là có Phụng Lão ở đó, Mộc Nguyệt Nhi rất tôn trọng ông ta, giống như là đối xử với Vân Lão vậy, hai người thực sự là hợp ý. Khương Quân cười nói, thế thì tốt. Diệp Phàm cười nói thoải mái, nếu hai người phụ nữ làm loạn ở Chu Tước Sơn Trang thì chẳng phải mình lại phiền phức hay sao? Bước tiếp theo chính là thành lập Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành Không. Việc này phải chờ tập hợp ba bên một ngành ngồi lại với nhau bàn bạc cụ thể. Phiền phức quá. Diệp Phàm xoa đầu tỏ vẻ buồn bực. Chắc chắn là phiền phức rồi, như những đồng chí của tỉnh Điền Nam tuy là đã xóa bỏ kỷ luật đối với anh, nhưng lòng dạ họ không phục. Đến lúc đó không biết sẽ lại làm gì để gây khó cho anh nữa. Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm nói rồi hỏi. Ý của anh Diệp đối với ủy ban quản lý như thế nào? Thành viên đảng ủy của ủy ban quản lý nhất định phải là người của hai tỉnh, một bộ, ba phía hợp thành, tỉnh Thiên Vân đứng đầu. Ví dụ, giả dụ nếu như ủy viên đảng ủy của ủy ban quản lý có tổng cộng 11 người thì tỉnh Thiên Vân nhất định phải chiếm phần lớn. Ngoài ra thành phố Hạng Nam 2 người, địa khu Giang Hoa 2 người, tập đoàn cơ khí Hoa Hạ 2 người. Tính ra là 6 đồng chí, cộng thêm 4 đồng chí của tập đoàn Hoành Không là 10 người, có lẽ một bộ,
hai tỉnh cũng phải phái xuống một đồng chí để quản lý trực tiếp ủy ban quản lý khu kinh tế. Diệp Phàm nói, tính như thế thì ít nhất ban đảng ủy của ủy ban quản lý phải là 13 đảng ủy viên. Vương Long Đông nói, những vị trí phía dưới ban đảng ủy của ủy ban quản lý ai vào thì cũng dễ giải quyết thôi, thực ra chính là do nhân vật số 1, số 2 của địa phương tổ thành. Hơn nữa, hai địa phương Giang Hao, Hãng Nam và tập đoàn cơ khí TQ cách tổng bộ tập đoàn Hoành Không cũng không xa, đi xe nhiều lắm cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ là đã đến rồi. Mở một cuộc họp giải quyết vấn đề gì đó cũng tiện có phải không nào? Diệp Phàm nói, anh Diệp cảm thấy bây giờ khó khăn nhất là vấn đề gì? Lam Tồn Quân hỏi, chính là vấn đề quyền nhân sự, quyền hành chính đối với ủy ban quản lý mà nói thực ra chính là quyền quản lý. Vấn đề này ba bên đều sẽ trao cho. Chỉ là vấn đề quyền miễn nhiệm nhân sự sẽ nảy sinh vấn đề tương đối lớn. Vì sao nhân vật số một quyền lực rất lớn, chính là bởi vì ông ta nắm quyền nhân sự trong tay. Ủy ban quản lý mất đi quyền nhân sự thì quyền hành chính cũng rất khó chấp hành được. Vì thế ủy ban quản lý nhất định phải có quyền nhân sự nhất định. Bây giờ tôi đau đầu chính là việc này. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, có lẽ muốn một bộ, hai tỉnh trao cho quyền nhân sự sẽ rất khó. Quyền này mà cũng trao cho anh rồi thì người ta còn quản lý cái gì nữa chứ? Thế chẳng phải là mất đi mức độ quyền uy của bọn họ hay sao? Điều này dù là cấp lãnh đạo nào cũng không muốn thấy việc này xảy ra. Vương Long Đông nói. Gần đây tôi luôn suy nghĩ vấn đề này. Hơn nữa, tôi cũng đã bàn bạc qua với Phó Thủ tướng về vấn đề này, hy vọng có thể tranh thủ được sự ủng hộ của ông ấy. Có điều, ông ấy cũng đã nói, vấn đề này tương đối khó khăn. Các đồng chí của một bộ một tỉnh cần phải ngồi lại với nhau để bàn bạc thì mới được. Bởi vì yêu cầu của tôi là xây dựng một ban tổ chức có quyền miễn nhiệm cán bộ từ cấp phó sở trở xuống cho khu kinh tế Hoành Không. Diệp Phàm nói, có quyền miễn nhiệm cán bộ từ cấp phó sở trở xuống, thế thì quy mô của ban tổ chức này cũng cao rồi. Nhìn chung trong cả nước, ngay cả là cấp phó chủ tịch tỉnh ban tổ chức của thành phố cũng không có đãi ngộ đặc biệt như thế. Còn việc miễn nhiệm cán bộ từ cấp phó sở xưa nay đều do ban tổ chức tỉnh ủy. Anh như thế là muốn khiêu chiến với ban tổ chức tỉnh ủy để đòi quyền rồi, người ta sẽ mà vui vẻ thì mới là lạ đấy. Lam Tồn Quân hít một hơi dài. Đúng vậy, chính là bởi vì liên quan đến những vấn đề này nên tôi mới đau đầu. Nếu ban tổ chức khu kinh tế không có quyền này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền hành chính của khu kinh tế. Cũng chính là vấn đề quan hệ giữa quyền nhân sự và quyền hành chính mà tôi mới vừa nói. Diệp Phàm nói, thế cũng đúng, ủy ban quản lý khu kinh tế tuy quản lý nhiều khu hành chính và ban ngành cấp dưới, nhưng không hề có sức uy hiếp đối với những cán bộ cấp phó sở trong phạm vi. Người ta sẽ nghe lời anh mới lạ. Hơn nữa, những cán bộ cấp phó sở này là nhân vật tai to mặt lớn của các ban, ngành cầu dưới do khu kinh tế quản lý. Bọn họ không nghe lời thì việc này thực sự không dễ triển khai. Vương Long Đông nói, không sai. Có thể lấy được chiếc mũ của bọn họ thì bọn họ mới sợ. Bằng không, bên ngoài thì nghe lời đằng sau thì đùn đẩy, anh muốn nắm được bọn họ cũng chẳng có cách nào. Lam Tồn Quân nói. Sáng ngày hôm sau, khi Diệp Phàm đang chuẩn bị đi lên tỉnh ủy Thiên Vân thì nhận được điện thoại của Đường Thành. Nói là đã phát hiện được tung tích của Tiêu Sắt Nhất. Thế là Diệp Phàm vội vàng trở về biệt thự Hồng Diệp. Vừa vào trong phòng thì phát hiện Hồng Tà Nhị Lão cũng đều ngồi ở trong phòng chờ mình trở về. Tiêu Sắt Nhất phát hiện ra ở đâu? Diệp Phàm vừa ngồi xuống liền hỏi. Phạm vi thì lớn, nếu nói nơi phát hiện ra thì chính là Kinh Thành. Lão đã dẫn theo mấy người rất có năng lực đi ra ngoài. Giống như là đến Kinh Thành để giải sầu vậy, chúng ta theo nhưng cũng không theo được, dù sao, trước kia lão đã có thực lực bán tiên thiên. Có điều, chúng tôi phát hiện, lão đã đến dạo quanh biệt thự Hồng Diệp của chúng ta mấy vòng. Giống như đạo tặc thời cổ trước khi muốn hành sự vậy. Đường Thành nói, người lão mang theo ông đã điều tra qua chưa? Diệp Phàm hỏi, chương 3353, động thủ. Đã kiểm tra rồi, chúng ta biết tên cái phi dương đó, có hai đệ tử trẻ tuổi khác là đệ tử phái Hoa Sơn. Nhưng còn có một lão già tóc dài chúng ta không biết là ai. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết được bản lĩnh ra sao. Đường Thành nói, hơn nữa, hiện giờ quan trọng là không hiểu mục đích của hắn đến thủ đô làm gì. Người ta đi lại ở khắp nơi, cũng không thể bắt bọn họ lại có đúng không? Ha ha, Tiêu Sắt Nhất dù thế nào cũng không dám làm bậy lần nữa đâu. Dù sao hắn cũng là người của phái Hoa Sơn.
nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phái Côn Lôn có Võ Vệ Sơn, phái Vũ Đường có Dương Trưởng Lão thần bí, mà phái Hoa Sơn theo lý mà nói ngày xưa là môn phái lớn cùng với hai phái kia, sao lại chỉ có một cao thủ Tiêu Sắt nhất? Mấy năm trước không qua được cảnh giới tiên thiên, hiện giờ mặc dù là đột phá vào được tiên thiên nhưng cũng chỉ là đệ tử tiên thiên tầng thứ nhất mà thôi. Chẳng lẽ phái Hoa Sơn thật sự không có cao thủ? Không hẳn là vậy, phái Hoa Sơn cũng là môn phái võ lâm có nội tình phức tạp, không có khả năng là không có cao thủ. Tiêu Sắt nhất chúng ta biết là một trong các cao thủ. Giống như các môn phái lớn đều có các cao thủ không lộ diện. Phải chờ đến khi nguy hiểm liên quan đến sự tồn vong của môn phái mới xuất hiện, giống như Tàng Thư Lâu phái võ đang cũng là một tên đáng sợ. Hồng Tà nói, trước kia, mặc dù chúng tôi được mệnh danh là ba ác nhân trong 11 người. Thật sự, đây chẳng qua là danh hiệu trên giang hồ gọi thôi, trong giới võ thuật truyền thống của Trung Hoa này, những người đó mới là những người mạnh thật sự. Người xem, chúng ta cũng không có cách nào làm lay động vị trí của những môn phái lớn này, hơn nữa. Họ thường coi thường những người lưu lạc trong giang hồ như chúng ta. Chứng minh rằng ngay cả những môn phái lớn, hiện tại càng có thể vẫn có cao thủ. Hồng Tà nói. Hồng Lão Tà, bây giờ lại khiêm nhường như thế. Lệ Vô Nhai cười nói. Đây là sự thật, không phải ta khiêm tốn. Con người tôi tuy rằng có chút không đứng đắn, nhưng dù có không đứng đắn cũng phải tìm hiểu nội tình bên trong. Nếu không tôi lại không biết vì sao tôi chết, có thể là vì gặp phải người của đại môn phái nào đó. Hồng Tà nói, uy lực của môn phái chính là ở nhân mã đông đảo, hơn nữa, cao thủ ở các cấp bậc đều có. Từ giai đoạn 2 đến tiên thiên đều có. Hơn nữa, nếu chúng ta tấn công bọn họ còn có thể liên thủ nổi dậy. Đây chính là lý do vì sao các đệ tử của các môn phái khi ra ngoài không ai dám vi phạm quy định. Song quyền khó địch tứ thủ, người ta mà cùng đánh, chúng ta cũng khó thừa nhận. Lệ Vô Nhai nói. Có phải Tiêu Sắt nhất đã phát hiện sự đề phòng của chúng ta, cho nên, tạm thời vẫn trong giai đoạn chờ đợi. Ví dụ, chúng ta mai phục cũng rất dễ bị phát hiện. Đối mặt với uy lực của súng ống hiện đại, Tiêu Sắt nhất cũng có chút rụt rè. Hay là chúng ta phòng bị mọi mặt, chờ Tiêu Sắt nhất đến để gậy ông đập lưng ông, thế nào? Diệp Phàm nói. Cách này hay. Hồng Tà vỗ đùi cười nói, Đường Thành và Lý Cường lập tức đi ra ngoài sắp xếp. Để cho chắc chắn. Phí Thanh Sơn, Vương Nhân Bàng đều tới để tăng cường thực lực. Nhưng, hai người đều đã cải trang nên không sợ bị Tiêu Sắt nhất phát hiện ra. Trời lặng lẽ về đêm. Mấy bóng đen thân thủ nhanh nhẹn tiến vào Hồng Diệp Bảo. Nhớ kỹ, chúng ta phải khống chế vợ con tên Diệp Phàm trước rồi mới nói điều kiện sau. Bóng đen hừ lạnh nói. Hiểu rồi. Có người nhỏ giọng đáp lại. Các vị, đêm hôm vào Hồng Diệp Bảo muốn làm gì? Đang lúc sắp tản ra bỗng nhiên một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Tiêu Sắt nhất quay đầu lại nhìn, phát hiện hóa ra là Diệp Phàm. Người này quả thật đúng là lớn mật, dám một mình đứng trước một đám người. Tôi tới để lấy lại đồ của mình. Tiêu Sắt nhất liền trở nên thoải mái. Đồ của ông, cái gì là của ông? Nơi này là Hồng Diệp Bảo, là nhà của Diệp Phàm tôi. Diệp Phàm hừ lạnh. Cậu quên rồi sao, cái hòm kia chính là do cậu cướp đi từ tay tôi. Lúc đó nếu không có cái tên đầu to xấu xí kia ra tay. Chỉ dựa vào mình cậu, thật là không biết trời cao đất dày. Vẻ mặt Tiêu Sắt nhất tràn ngập sự coi thường và khinh miệt. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi tản ra chung quanh ở phía sau để làm nhiệm vụ canh gác. Cái hòm đó là của Sử Vô Đoan, có liên quan gì đến ông? Ông vốn dĩ cũng là cướp đi từ tay chúng tôi. Diệp Phàm tôi lại đồ của mình thì có gì là sai? Diệp Phàm thản nhiên nói. Diệp Phàm. Đã muộn thế này sao còn chưa ngủ? Lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh của bánh xe, hai tên đệ tử đang định tiến lên động thủ. Tiêu Sắt nhất khoát tay. Không cần, làm cho bọn họ đi đi, hai tên tản phế thôi. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai lăn xe tới. Nhưng hai người vừa đến, đã bị các đệ tử phái Hoa Sơn vây quanh. Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoắt, Diệp Phàm, chạy đi báo động mau. Hồng Tà này còn muốn chơi đùa người khác một chút, phát hiện có người vây quanh, bộ dạng của ông ta vô cùng kích động kêu lên. Đường Thành và Vương Nhân Bàng trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn thiếu chút nữa là cười ra thành tiếng. Không thể ngờ được Hồng Tà rất biết đóng kịch. Vương Nhân Bàng nói thầm. Bẩm sinh đấy. Đường Thành nhỏ giọng cười nói. Lão già này, có người bị đùa muốn chết rồi.
báo được không, lão tàn phế, nói thật cho ta biết, nếu không. Câu nói của tên đệ tử phái Hoa Sơn còn chưa xong, một tiếng kêu giòn vang. Tên này biểu diễn một màn bay người trên không, người đập vào thân cây ở hậu viên nhà Diệp Phàm, miệng phun máu tươi. Nhất thời, Tiêu Sắt Nhất hai mắt trợn tròn. Lão tàn phế, giấu nghề hả? Tiêu Sắt Nhất hừ nói, cũng không xem Hồng Tà là cao thủ hạng nhất. Dầm. Hồng Tà ngồi xe lăn tung một quyền thẳng đến bụng Tiêu Sắt Nhất, Tiêu Sắt Nhất cũng một quyền xông tới. Bởi vì lão Tiêu rất muốn nghe tiếng xương vỡ vụn của lão tàn phế dâu ria xồm xoàm này. Nhưng, giết giết, Tiêu Sắt Nhất liên tục lui vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nhất thời, đồng tử co rút lại, cả người sững sờ. Bởi vì chính mình mới là người bị đánh. Thế giới này làm sao vậy? Một tên tàn phế cũng có thể tự nhiên đánh được một người xuống núi tự nhận là cao thủ hạng nhất trở nên thảm hại như vậy. Hơn nữa, Tiêu Sắt Nhất cảm thấy da đầu ngứa ran, hai chân có cảm giác bị gãy. Có thể thấy được một quyền vừa rồi của lão tàn phế mạnh như thế nào. Tiêu Sắt Nhất, không, chắc chắn là vừa rồi do mình khinh địch mà thôi. Vì thế, lần này sẽ chuẩn bị cẩn thận. Đây là do Tiêu Sắt Nhất dùng một chút nội khí để ngưng kết cỏ cây và bùn lại với nhau. Đừng thấy đây chỉ là cỏ và bùn, nhưng dưới sự ngưng hợp của nội khí, nó tuyệt đối cứng không thua gì sắt thép. Ha ha ha, đã lâu lắm rồi không như thế này. Hồng Tà càn rỡ cười lớn, người mang theo cả xe lăn bay lên không. Lại quỷ dị trượt qua chỗ Tiêu Sắt Nhất đang ngưng tụ bùn với cây cỏ. Nói thì chậm nhưng thật sự thì rất nhanh. Trong chớp mắt, Tiêu Sắt Nhất cảm giác trước mắt có một bóng người đi đến, một tiếng kêu giòn vang, Tiêu Sắt Nhất phun ra một ngụm máu tươi, người bị Hồng Tà đánh bay đi đến mấy chục thước, rơi xuống trượt thêm 3-40 thước mới có thể ngừng lại được. Tiêu Sắt Nhất choáng váng rơi xuống, trên mặt dính đầy máu tươi. Hiển nhiên, vẻ mặt của Tiêu Sắt Nhất trở nên đỏ bừng. Bởi vì vừa rồi bị ma sát như vậy, vải vóc gì cũng không thể chịu được. Đương nhiên, toàn bộ mông máu chảy đầm đìa lộ ra ngoài. Mà Hồng Tà lạnh lùng ngồi trên xe lăn cách đó mấy chục thước trừng mắt nhìn lão Tiêu. Lão tàn phế, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Sắt Nhất bị mất mặt, không còn nhớ tới sự lợi hại của lão tàn phế nữa. Mông này so với dung mạo còn quan trọng hơn, bị như vậy trước mặt đệ tử, còn gì mất mặt hơn. Lúc này, Tiêu Sắt Nhất nhảy lên không cao chừng hơn 10 thước. Sau đó lao xuống, quỷ dị co người lại, nhìn trên không giống như bộ dạng của một người mang bảo kiếm đâm về phía Hồng Tà. Không khí xung quanh đều hơi ấm lên, không khí bao quanh Tiêu Sắt Nhất giống như bị cái gì bổ ra, liều mình bỏ chạy ra xung quanh. Người kiếm hợp nhất, tuyệt học phái Hoa Sơn cũng không có gì hơn. Hồng Tà ngẩng đầu, khinh thường nói, sau đó lại tung một quyền hướng lên không trung, giống như từ bên trong phóng ra một trái bom. Âm thanh lần này lại không quá vang, chỉ giống như tiếng sấm rền. Máu tươi Tiêu Sắt Nhất bắn tung tóe quanh mình cả trăm mét giống như mưa. Còn Tiêu Sắt Nhất giống như chiếc cối xay gió bị Hồng Tà một tay quay tròn trên không, không biết bị xoay bao nhiêu vòng, sau đó hét lên ném xuống đất. Sư phụ! Cái Phi Dương vừa nhìn, liều mình lao lên cứu sư phụ Tiêu Sắt Nhất. Cút sang một bên. Hồng Tà hừ một cái, vung tay tát một cái khiến cái Phi Dương bay đi mấy chục thước, lộn người và rơi xuống đất. Nhìn thấy Tiêu Sắt Nhất bị đánh cho tơi bời, chính lúc này, một lão già đầu tóc bù xù nãy giờ đứng nhìn không nói tiếng nào bỗng duỗi tay, nhấc cả người Tiêu Sắt Nhất đang bị thương đi. Hả? Hồng Tà vừa nhìn thấy, lên tiếng, chờ tung chiêu hút Tiêu Sắt Nhất trở lại, không để người mang Tiêu Sắt Nhất đi mất. Toàn thân Tiêu Sắt Nhất đứng ở trong không trung, nhưng áp lực đối diện rất lớn. Xe lăn của Hồng Tà rên rỉ, dưới áp lực, một tiếng răng rắc phát ra, cuối cùng gãy vụn ra. Cả người Hồng Tà ngồi dưới đất. Nhưng Tiêu Sắt Nhất vẫn chậm rãi mà đi về phía Hồng Tà. Lệ Vô Nhai vừa thấy, một bóng đen bay đến bên cạnh Hồng Tà, tung ra một chưởng, hai người cùng hợp lực để đánh lại Tiêu Sắt Nhất. Chương 3354, Thiệp Bái Sơn. Lần này, bên nào mạnh bên nào yếu đã rõ ràng, hai lão già bởi vì không có chân nên khó để đánh lâu dài. Nhưng nội khí vẫn đủ để đánh mấy quyền. Tiêu rồi. Tiêu Sắt Nhất giống như trái bom bay trở lại. Người tóc bù xù tức giận phát trưởng hướng về phía Hồng Tà. Một cây nhỏ cách đó không xa bị hắn kéo lên, đánh về phía Lệ Vô Nhai. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai vừa nhìn thấy, hai chiến hữu đã cùng nhau đánh nhiều năm như vậy đương nhiên là phối hợp ăn ý. Hai tay chéo nhau, đem Tiêu Sắt Nhất làm binh khí để đối đầu với thân cây.
Lão đầu nhìn thấy, chạy nhanh đá thân cây ra xa. Nhất thời ba người chiến đấu với nhau. Diệp Phàm lạnh lùng đứng một chỗ không nhúc nhích, những đệ tử Hoa Sơn khác cũng không nhúc nhích ngón tay, giống như một đám trẻ ngơ ngác nhìn ba đại cao thủ đánh nhau giống như xem diễn xiếc. Phải biết rằng, lão nhân này chính là sư phụ của Tiêu Sắt Nhất, Tiêu Dương Thiên. Từ 30 năm trước, sau khi ra nước ngoài tìm một đồ vật vẫn chưa trở về. Cho đến thời gian gần đây mới trở lại, nhưng công lực đã đạt tới cảnh giới thiên tiên đại viên mãn cực kỳ hiếm thấy. Điều này khiến cho người phái Hoa Sơn mừng như phát điên. Bởi vì, Tiêu Sắt Nhất cũng chỉ mới đạt tới tiên thiên mà thôi. Nháy mắt được tăng cường thêm hai cao thủ tuyệt đỉnh, sao không khiến người ta vui mừng. Sau 100 hiệp, Tiêu Dương Thiên đã dần cảm thấy mệt mỏi. Dù sao, trong các cao thủ cũng không có ai đánh thắng được Hồng Tà và Lệ Vô Nhai. Tuy rằng hai người không có chân, nhưng hai người lại có thể kỳ tích phối hợp với nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai người lại chờ mình phát lực để bay lên, do đó cả người từ đầu đến cuối vẫn không rơi xuống đất. Sau khi liên tiếp các đường nội khí trong không trung chạm vào nhau, Tiêu Dương Thiên cuối cùng bị hai lão nhân hợp lực đánh ngã, bay đi hơn mấy chục thước. Đến khi đứng lên, bên miệng đều là máu tươi. Đi! Tiêu Dương Thiên vừa nhìn, liền chạy nhanh đến nhấc Tiêu Sắt Nhất người đầy máu đặt lên người mà chạy. Nhưng cảm thấy trước mắt có bóng người thoáng vụt qua, hóa ra chính là chủ nhân Hồng Diệp Bảo, Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh như băng đứng trước mặt mình. Tiêu Dương Thiên không tin người thanh niên này lại có thể phẫn nộ đánh chúng mình một chưởng. Tuy rằng hiện giờ mình chỉ còn lại ba thành công lực. Một tên thanh trẻ tuổi như vậy là có thể có công lực cao hơn sao? Nhưng điều khiến cho Tiêu Dương Thiên bất ngờ chính là chính mình vừa rồi đánh một chưởng cương mãnh như vậy lại giống như đánh lên một bức tường băng. Tiêu Dương Thiên nhất thời ngây người vài giây, bởi vì, khoảng không trước mặt quỷ dị xuất hiện một bức tường băng. Mấy đệ tử Hoa Sơn cũng ngơ ngác nghi ngờ không biết thứ này ở đâu tới. Không lẽ tiểu tử này dùng băng để làm binh khí? Nhưng Tiêu Dương Thiên cũng biết, chính là do cao thủ ở đây dùng công lực làm ngưng tụ phân tử nước trong không khí mà thành. Để làm được điều này, không có thiên tiên thực lực tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, còn phải có võ công đặc biệt, thiếu một thứ cũng không được. Hồng Tà, Lệ Vô Nhai cùng với Diệp Phàm đứng thành hình tam giác vây quanh đám người Hoa Sơn. Lúc này, Phí Thanh Sơn mang theo đám người Đường Thành đã bao vây ở bên ngoài. Tiêu Dương Thiên biết, hôm nay thua rồi, nhưng Tiêu Dương Thiên là người không dễ chịu thua, kêu lên một tiếng. Đánh! Các đệ tử theo y phá vỡ vòng vây bên phía Hồng Tà. Một hồi hỗn chiến, Phí Thanh Sơn dễ dàng thu phục cái Phi Dương. Còn Đường Thành cùng Vương Nhân Bàng chưa đánh mấy quyền đã không còn người để đánh. Hai người còn tương đối tiếc nuối, thổi nắm tay, giọng nói khó chịu. Ai, tới ít như vậy, không đủ đánh mà. Tiêu Dương Thiên bị ba đại cao thủ bao vây tấn công ở Hồng Diệp Bảo, không lâu sau, vài tiếng răng rắc giòn vang, toàn bộ xương ngực và xương sườn bị đánh gãy, không lâu sau, lại một tiếng răng rắc vang lên, tay trái của Tiêu Dương Thiên bị gãy. Đừng đánh nữa, chúng ta nhận thua. Cái Phi Dương hét lớn. Ngươi nói không đánh thì sẽ không đánh nữa. Ngươi là cái gì? Vương Nhân Bàng tiến đến. Người này như mãnh hổ xuống núi nhìn Tiêu Dương Thiên đang nằm dưới đất đá xuống mấy đá. Đường Thành cũng giơ tay tát cái Phi Dương mấy bạt tai, đánh cho hắn mặt mày sung như đầu lợn. Đủ rồi, băng bó vào một chút. Thả một người về nói trưởng môn Hoa Sơn đến đây. Chúng ta nói chuyện một chút. Diệp Phàm hừ lạnh vung tay lên, lấy vài sợi dây xích đến trói bọn người Hoa Sơn lại. Hay là báo cảnh sát, để cảnh sát tới thu nhập bọn họ. Lúc này, Đường Thành cười hi hi nói, đùa giỡn Diệp Phàm. Không cần thiết, chúng ta tự mình giải quyết. Diệp Phàm khoát tay. Tên đệ tử Hoa Sơn giống như chó chết chủ, tập tễnh chạy ra ngoài. Đột nhiên Diệp Phàm lại bắt hắn quay lại, nói. Phong cảnh Hoa Sơn không tồi, chúng ta lên Hoa Sơn một chuyến, các vị thấy thế nào? Diệp lão đại phải tắm máu nỗi nhục lần trước. Được. Đi ra ngoài ngao du rất tốt. Đường Thành vẻ mặt vui mừng, Vương Nhân Bàng cũng không khác gì. Được, đi ra ngoài một chút cũng tốt, cả ngày ở Hồng Diệp Bảo chán ngấy rồi. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều gật đầu. Sau khi hai người trở về thay chân giả, mọi người đi thẳng về phía Hoa Sơn. Buổi chiều ngày hôm sau cuối cùng cũng đến thiên nhai của phái Hoa Sơn. Làng xóm cổ kính đều vẫn làm theo phong cách cổ xưa. Ở cổng làng có một ông già đầu đội nón lá, đang ngậm điếu thuốc lá. Thật ra hắn chính là cửa ải đầu tiên để đi vào Hoa Sơn. Ta là Diệp Phàm, muốn gặp trưởng môn của các ngươi.
Dương Phàm lạnh lùng nói. Muốn gặp trưởng môn, ngươi có thiệp Bái Sơn không? Người này vẫn ngồi, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ngậm điếu thuốc. Đây chính là thiệp Bái Sơn. Vương Nhân Bàng ném tiêu sắt nhất toàn thân băng bó xuống đất. Hả, sao lại thế này? Lão già ngậm điếu thuốc lá rốt cuộc không nhịn được, cả người nhảy dựng lên, lau mắt nhìn tiêu sắt nhất, môi run rẩy khiếp sợ, giống như cả chân cũng đang run rẩy. Không lâu sau, hắn bình tĩnh trở lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi. Không lâu, trong thôn truyền đến âm thanh dồn dập. Ha ha, đây là báo động đỏ của phái Hoa Sơn. Đường Thành biết điều này, quả nhiên, không lâu sau, hơn 1.000 người tay cầm vũ khí theo 4 phương 8 hướng hùng hổ đi đến. Ghê quá, bọn họ muốn kéo cả đám người ra đánh nhau sao? Vương Nhân Bàng cười nói. Lạ thật, không phải nghe nói phái Hoa Sơn tính cả đàn bà con gái cũng không quá con số 300. Sao mấy năm không gặp đã xuất hiện thêm hơn 1.000 rồi? Xem ra, phái Hoa Sơn thật sự rất hưng thịnh. Lý Cường nghi hoặc nói. Hưng thịnh cái con khỉ, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi xem, 8 phần trong số hơn 1.000 người này đang cầm binh khí gì trong tay? Vương Nhân Bàng châm chọc cười nói. Ồ, thì ra là thế, đều là thôn binh hả? Lý Cường giật mình, bởi vì, binh khí trong tay 8 phần những người này đều đặc biệt như nhau, có cuốc, gạch, hòn đá, cành cây, thậm chí có 2 người trên vai còn khiêng bình nước tiểu. Toàn dân Hoa Sơn đánh nha. Đường Thành vừa cười không ngớt, vừa nhìn. Qua, hình như đi phía trước còn có một cô em xinh đẹp. Ta nói Đường Thành ngươi, mắt ngươi kìa, như vậy cũng gọi là em gái, ít nhất cũng ngoài 30 rồi, là bác gái, biết không? Vương Nhân Bàng hừ nói. Các hạ, người chính là trưởng môn hiện giờ của phái Hoa Sơn chúng ta, Tiêu Thanh Hồng. Lão già ngậm thuốc lá chỉ vào cô gái kia giới thiệu. Tiêu Thanh Hồng lại lịch không rõ ràng, có người nói nàng chính là con riêng ở bên ngoài của Tiêu Sắt Nhất. Nhưng lại không có cách nào để kiểm chứng. Nhưng nghe nói cô cũng không phải là học võ công từ Tiêu Sắt Nhất mà là có sư phụ khác, rốt cuộc sư phụ là ai, chúng ta cũng không rõ. Lúc 10 tuổi, cũng là một thiên tài luyện võ, lúc đó công lực đã đạt tới tầng thứ 10. Đường Thành thuộc như lòng bàn tay tư liệu của phái Hoa Sơn, nhìn Diệp Lão Đại liếc mắt một cái, nói. Hơn nữa. Người này đến nay vẫn còn độc thân. Vậy Đường Thành ngươi đúng lúc cũng không phải là đang độc thân sao? Vương Nhân Bàng ở bên cạnh cười nói. Nhưng ta không muốn kết hôn với một phụ nữ như gai thép. Đường Thành nhún vai, 10 phần ý vị. Các hạ chính là Diệp Phàm của Hồng Diệp Bảo. Tiêu Thanh Hồng đi tới trước mặt Diệp Phàm, nhìn vài lần mới hỏi. Ừ, âm thanh hừ ra từ trong mũi Diệp Phàm. Ngươi muốn làm gì? Đang đứng trước mặt trưởng môn chúng ta mà. Một đệ tử Hoa Sơn nhìn không được, lớn giọng nói. Nhưng còn chưa nói xong, lão già ngậm thuốc lá sợ tới mức vội vàng kêu lên. Đừng nói bừa. Ngay cả Tiêu Sắt Nhất cũng bị người ta đánh cho thành ra như vậy, đừng nói là một lính mới lớn giọng hỏi tội. Quá muộn rồi, một tiếng báp giòn vang, tên đẹp trai kia bị Vương Nhân Bàng cho một bà tai ngã về phía sau, khiến cả đám người cùng ngã xuống. Không nhìn thấy Tiêu Sắt Nhất như thế nào sao, đến lượt ngươi ở đây nói chuyện sao? Vương Nhân Bàng hung hăng nói. Ra vẻ hả? Tiêu tổ. Một số đệ tử Hoa Sơn nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thật Tiêu Sắt Nhất bị trói, cả người quấn băng như xác ướp. Tuy rằng cả mặt bị sưng to, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra chính là anh hùng phái Hoa Sơn, Tiêu Sắt Nhất. Với các đệ tử Hoa Sơn mà nói, Tiêu Sắt Nhất gần giống như thần, uy quyền không khác gì vô trần của phái võ đang. Tuy rằng công lực của Tiêu Dương Thiên cao hơn Tiêu Sắt Nhất, nhưng vừa trở về, cũng không có tiếng tăm lắm. Tiêu Thanh Hồng lại nhìn lên, nhất thời biến sắc. Bởi vì tình trạng của Tiêu Dương Thiên cũng không khác mấy, tuy có đỡ hơn với Tiêu Sắt Nhất, toàn thân không bị băng bó, nhưng trên ngực cũng bị quấn băng, tay trái còn đeo nẹp. Các hạ, đến Hoành Điện uống trà nào. Tiêu Thanh Hồng lại có thể nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Diệp Lão Đại cũng âm thầm khâm phục người con gái này. Nếu là người bình thường ở tình huống như vậy đã sớm rối loạn rồi, điều này chứng minh người này được rèn luyện tâm lý rất tốt. Nguyên nhân thứ hai có thể là do phái Hoa Sơn còn có người có thực lực rất mạnh đang chống lưng. Nhưng Diệp Lão Đại tin rằng khả năng này khó mà có. Từ trước đến nay, ngay cả cao thủ thần cảnh đều cũng gặp qua rồi, nhưng những người này cũng chỉ là người chết làm trò, cũng không có ai. Chương 3355, ép lên Hoa Sơn. Hoành Điện là điện chính của phái Hoa Sơn,
Kết cấu của nó có điểm giống với cung cũ của đập Thiên Thủy, có điều phía sau không phải là tượng Bồ Tát mà là tượng khắc gỗ của sư tổ phái Hoa Sơn. Diệp Phàm là kẻ tài cao gan cũng lớn nên ngồi ở ghế thượng khách. Tiêu Sát Nhất và Tiêu Dương Thiên cùng lên Hoa Sơn đều bị trói nằm ở sau lưng, nhưng Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Tiêu Thanh Hồng không biết. Nhưng Tiêu Thanh Hồng đã nhìn qua hai người vừa lịch sự vừa thô lỗ này để lên kế hoạch đối phó. Phỏng đoán là Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sát Nhất chính là đấu cùng hai người này. Còn về phần Dương Phàm, Tiêu Thanh Hồng tin tưởng hắn sẽ không gây khó dễ cho mình. Nhưng Tiêu Thanh Hồng có chút nghĩ không thông, hai lão già này lại ngồi dưới Diệp Phàm, và Diệp Phàm mới giống như là thủ lĩnh của bọn họ. Nghe nói, họ Diệp này chẳng qua chỉ là một quan chức chính phủ, hay hắn còn có một thân phận thần bí khác, ví dụ như là một công tử của một đại gia tộc nào đó. Và hai lão già này chỉ là người bảo vệ mà thôi. Nhưng có thể mời cao nhân như vậy là người bảo vệ, thật sự cũng rất đáng sợ. Tiêu trưởng môn, người có biết tiền bối và hậu bối Hoa Sơn mọi người phạm tội gì không? Lời nói của tiên sinh tôi không hiểu. Tiêu Thanh Hồng nhất định là giả ngốc, nếu như biết chuyện này thì sẽ thành hành động của phái Hoa Sơn rồi, vậy thì càng mất mặt hơn. Nếu như là bọn họ lén hành động, thì cũng lắm cũng chỉ là cùng thương lượng mà thôi. Tiêu trưởng môn, chúng ta đều hiểu cả, không cần thiết phải ở đây quanh co. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tôi thật sự không hiểu có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, hai vị trưởng lão của phái tôi bị các người đánh cho thành như vậy, tôi còn muốn hỏi các người muốn làm gì. Tại sao hại người phái Hoa Sơn chúng tôi? Miệng của Tiêu Thanh Hồng này đúng là lợi hại. Bản lĩnh phản công của Tiêu trưởng môn, Diệp Mỗ đã lĩnh giáo rồi. Diệp Phàm châm chọc nói, chuyển qua hỏi. Tiêu trưởng môn nhận định những người này có phải đều là người của phái Hoa Sơn không? Đương nhiên, điều này tôi không phủ nhận. Bọn họ đích thực là trưởng lão và đệ tử của phái Hoa Sơn. Ta nghĩ Diệp tiên sinh ngài đánh người của phái Hoa Sơn chúng tôi thành như vậy, nếu chúng tôi báo cảnh sát, các ngài sẽ gặp phiền phức. Tiêu Thanh Hồng gật đầu nói. Báo cảnh sát, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát. Đường Thanh, cậu nói lại sự tình cho Tiêu trưởng môn nghe, nếu nghe xong Tiêu trưởng môn vẫn muốn báo thì chúng ta cùng báo. Diệp Phàm hừ nói, Đường Thanh kể lại mọi chuyện. Đương nhiên Tiêu Sát Nhất và Tiêu Dương Thiên trong lời nói của Đường Thành đều trở thành cường đạo, tội phạm cướp bóc. Nghiêm trọng như vậy sao? Tôi nghe nói bọn họ chỉ là đến Hồng Diệp Bảo thương lượng với mọi người. Hơn nữa cũng chỉ làm nát cây cối thôi, trong bảo cũng không có tổn thất gì. Tiêu Thanh Hồng nói, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Thương lượng mà phải đục tường như vậy sao? Hơn nữa, còn hùng hùng hổ hổ, gặp người là đánh. Tiêu trưởng môn nói chúng tôi không có tổn thất. Người dựa vào điểm nào để chứng minh? Chúng tôi tổn thất rất nghiêm trọng, đừng thấy đó chỉ là cây cối bình thường, vườn cây này đã lớn lên ở kinh thành từ rất lâu rồi. Mỗi cây phải mất mấy chục năm thậm chí cả trăm năm để lớn như vậy. Vì những cây này đều là do Diệp Môn chúng tôi bỏ số tiền lớn ra chăm sóc. Là bảo địa để Diệp Môn chúng tôi luyện công, là căn cứ vào cửu cung bát quái mà xây dựng nên. Có tác dụng đẩy mạnh hiệu quả luyện công của Diệp Môn chúng tôi. Tổ tông Diệp Môn vì muốn xây dựng khu vườn này để luyện công đã mất rất nhiều công sức và mất hơn 100 năm. Hiện giờ bị các người làm hư, chúng tôi còn luyện công ra sao? Tiêu trưởng môn, phái Hoa Sơn các người cũng là môn phái lớn của võ thuật truyền thống Trung Hoa. Võ thuật truyền thống Trung Hoa lấy võ làm chủ, Diệp Môn mất đi võ thuật thì còn có thực lực gì nữa? Giống như hôm nay đến đây nói chuyện, nếu không có thực lực, đã sớm bị các người đánh cho tàn phế rồi. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ai, Diệp lão đại đùa giỡn dọa nạt một hồi, Vương Nhân Bàng cảm thán một câu ở trong lòng. Lập tức từ một cái vườn cây bị Diệp lão đại nói thành bảo địa luyện công, trong lòng Đường Thành cũng thầm khâm phục. Diệp tiên sinh, nếu muốn đòi tiền cũng không phải dùng cách này. Vườn cây đó của ngài cũng không phải rất bình thường sao. Hơn nữa, chúng tôi có kiểm tra qua, vườn cây đó trước kia cũng không phải là của Hồng Diệp Bảo, chỉ là mua lại của người khác mà thôi. Ngài nói xem. Làm sai có thể thành cái gì bảo địa luyện công của tổ tông họ Diệp các ngài mất trăm năm xây nên. Tiêu Thanh Hồng châm chọc nói. Lợi hại, Tiêu Thanh Hồng này quả là lợi hại, xem Diệp lão đại ngươi làm sao trả lời. Vương Nhân Bàng thầm nghĩ trong lòng. Kỳ lạ, không phải Tiêu trưởng môn nói là không hiểu chuyện này như thế nào sao? Tại sao lại tìm hiểu cả gốc gác của Hồng Diệp bảo chúng ta, ngay cả nhà chúng tôi có mấy gốc cây cũng biết, điều này nói lên cái gì, Nhân Bàng, cậu nói xem. Diệp Phàm cười hỏi. Còn cần nói sao, người ta đã sớm chuẩn bị rồi.
chính là phái Hoa Sơn chuẩn bị để đến nhà chúng ta cướp của, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vương Nhân Bàng kéo dài giọng, cười nói. Có lẽ là Tiêu trưởng môn sợ chúng ta mai phục ở trong vườn. Đường Thành bổ sung một câu. Nói bậy, tất cả đều là nói bậy, ta cũng chỉ là mới biết mà thôi. Tiêu Thanh Hồng nhất thời lời, làm lộ ra, nổi nóng đập bàn, trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Dầm một tiếng, tất cả ấm chén đều bay lên. Các ngươi đến đó cướp của, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, các ngươi không biết Hồng Diệp bảo là đâu sao? Diệp lão đại đập bàn trà. Không phải ngươi chính là bí thư tập đoàn Hoành không sao? Ha ha, nếu tôi đem việc này nói với ủy ban kỷ luật. Một cán bộ lại có một căn biệt thực vài trăm triệu, lại nuôi một đám cao thủ, người nghĩ nhà nước sẽ như thế nào, Diệp Tổng? Tiêu Thanh Hồng có chút thẹn quá hóa giận, quay lại uy hiếp Diệp Phàm. Ngươi nói nhà nước sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Phàm đột nhiên cười thần bí là cho Tiêu Thanh Hồng sửng sốt, nghi ngờ liệu có phải mình đang rơi vào một cái bẫy nào đó không? Ủy ban kỷ luật trừng trị tham quan mà, mũ quan của Diệp Tổng ngươi không những mất, hơn nữa, trường hợp này thuộc tình huống đặc biệt nghiêm trọng, xử tử cũng không quá đáng. Cho nên, Diệp Tổng ngươi chỉ cần bồi thường cho chúng ta tiền thuốc men, việc này coi như xong. Tiêu Thanh Hồng ra vẻ rất đại lượng. Ha ha, Tiêu trưởng môn, các người đã kiểm tra rất kỹ trước khi hành sự, nhưng ta đoán là các người chỉ kiểm tra ở trong sân mà đã quên mất kiểm tra phía bên ngoài bức tường. Diệp Phàm cười nói. Muốn lừa ta sao, Tiêu Thanh Hồng ta không phải là kẻ ngốc. Tiêu Thanh Hồng cười lạnh nói. Ngươi đương nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng ngươi rất ngốc. Trước khi vào các người không thấy trước cổng còn có treo biển hiệu khác sao? Diệp Phàm nói. Tiêu Thanh Hồng nhìn về phía cái phi dương. Dường như là có biển hiệu, nhưng không lớn, khoảng 17 tấc, màu sắc lại gần giống với cổng, nếu không cẩn thận sẽ không nhìn thấy. Cái phi dương ấp úng nói. Cái này đương nhiên là do Diệp lão đại cố tình chỉnh thành như vậy. Để ta nói cho ngươi biết, đó là biển tên do Bộ Quốc phòng cấp cho Viện Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo, giờ đã biết chưa? Đường Thành cười một tiếng. Tiêu Thanh Hồng vừa nghe liền biến sắc. Trong lòng cũng hiểu được, hèn gì ở trong đó nhiều khi có quân nhân ra vào. Hóa ra là một viện khoa học quân sự của quốc gia, vậy là lớn chuyện rồi. Còn nói về hạng mục nghiên cứu của viện thì Diệp Mỗ không thể trả lời được. Còn vườn cây kia đúng là có tác dụng dùng để làm nơi nghiên cứu. Về phần dưới đất còn có gì hay không, tôi không thể nói, đây là, hơn nữa, khu vườn này đã tiêu tốn của chúng tôi 3 triệu để xây dựng. Tuy các người điều tra trước đây nó là của người khác, kỳ thật, đã sớm thuộc về Viện Khoa học Quân sự Hồng Diệp bảo rồi. Chỉ là giữ bí mật mà thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói. 3 triệu, nói khoác thì cũng vừa vừa thôi. Tiêu Tuế Tùng trưởng lão hừ lạnh nói. Bởi vì y chính là trưởng lão trông nom việc hậu cần trong phái, giống như người quản lý trong các đơn vị nhà nước, đương nhiên tiếc số tiền này rồi. Việc này chúng tôi không cần thiết phải thông báo với các người, nếu các người vẫn cứ điều tra, chúng tôi hoàn toàn có thể làm theo pháp luật. Hơn nữa, hành vi của Tiêu Dương Thiên, Tiêu Sát Nhất và đệ tử Hoa Sơn hiện giờ lại khác, không phải đến Hồng Diệp bảo cướp của mà là tấn công vào cơ sở của quốc gia, âm mưu phá hoại Viện Khoa học Quân sự Quốc gia. Tội này phải đưa lên tòa án quân sự. Diệp lão đại quy kết, mấy vị trưởng lão đang có mặt lập tức biến sắc. Bởi vì, tội này quả thực quá lớn, lớn đến nỗi khiến toàn bộ phái Hoa Sơn đều không có cách nào thừa nhận nó. Diệp tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn giải quyết vấn đề như thế nào? Tiêu Thanh Hồng biết lần này ai là người nắm đằng chui, không còn cách nào khác. Nếu là người ta gài bẫy, ngươi chui vào, chắc chắn người ta đã sớm chuẩn bị tốt chứng cứ. Đến lúc đó, bằng chứng như núi. Nếu như thật sự đấu đến cùng, chuyện này bị đưa lên tòa án quân sự thì rất phiền toái. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Phàm vang lên, đành phải vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Ta nghe nói ngươi trừng trị người phái Hoa Sơn rồi. Cung Khai Hà vui mừng hớn hở. Ngươi lại muốn giở bài cướp người có đúng không? Diệp Phàm hơi tức giận, biết rằng chuyện lớn như vậy cũng không thể giấu được. Tại sao có thể gọi là cướp người? Hồng Diệp bảo chính là cơ quan của Bộ Quốc phòng Quốc gia, là Viện Khoa học Quân sự trọng điểm của quốc gia, mà ta là phó bộ trưởng thứ nhất của Bộ Quốc phòng, xảy ra việc nghiêm trọng như vậy không lẽ tôi lại phải nhắm mắt cho qua, vậy chẳng phải Cung Khai Hà tôi không làm tròn trách nhiệm sao? Cung Khai Hà thao thao nói. Diệp lão đại bỗng nhiên nghẹn lời một chút. Ngươi nói rất có lý, nhưng dù như thế nào, chuyện lần này ngươi tự mình đi hỏi bọn họ đi, ta không muốn xen vào.
ngày ngày làm tay chân của các nhân vật quan trọng rất là phiền. Diệp Phàm, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải thành viên đảng ủy sao? Chúng tôi không phải vì bản thân mình, đều là vì sự lớn mạnh của đảng, sự phân cực trên thế giới đã bắt đầu, ra đời chủ nghĩa khủng bố, các loại bạo lực khác cũng tăng nhanh. Các nước trên thế giới đều đổi mới, thực lực của đảng trước kia đã quá yếu, đã không thể thích ứng với yêu cầu an toàn của tình hình mới của thế giới. Chúng ta phải cố gắng theo kịp, nếu không, lạc hậu sẽ bị chịu đòn. Cung Khai Hà nghiêm túc. Chương 3356, phản cảm. Tôi nói nhé đồng chí Khai Hà, anh cũng đừng lấy điều đó chèn ép tôi. Tôi nghe nhàm tai lắm rồi, chuyện lần này là chuyện riêng của tôi không muốn tổ đặc nhiệm A nhúng tay vào. Đương nhiên, các anh nhúng tay vào cũng đúng, chờ tôi đi rồi các anh muốn làm như thế nào thì làm. Tôi tuyệt đối không can thiệp. Thái độ Diệp Phàm kiên quyết, cúp điện thoại. Đồng chí này, sau khi đặt điện thoại xuống Cung Khai Hà nhăn mày lại. Như thế nào, cậu ta không đáp ứng có phải hay không? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Cậu ta muốn tự mình giải quyết, không muốn chúng ta nhúng tay vào. Cung Khai Hà nói. Ha ha, việc này cũng bình thường. Mọi lần chúng ta cũng như vậy, người ta không phiền mới là lạ. Diệp Phàm gần như là giám đốc về nhân sự của chúng ta. Đây không phải là tuyển người, cơ bản là lợi dụng sự dọa nạt của những môn phái này để buộc họ phái người gia nhập vào trong tổ chúng ta. Kế Vĩnh Viễn cười nói, quay người nói. Tuy nhiên, nếu việc này Diệp Phàm nhất định kiên quyết, thật sự sẽ không dễ làm. Tại sao có thể nói là dọa nạt? Đều là vì quốc gia mà. Chẳng qua, đây là cơ hội hiếm có, chúng ta không thể bỏ qua được. Cung Khai Hà nói. Phải làm sao bây giờ? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Nếu Diệp Phàm đưa ra yêu cầu nói rằng chúng ta chờ bọn hắn đi đã rồi chúng ta hãy di chuyển, thì chúng ta cứ làm như vậy đi. Đến lúc đó Bộ Quốc phòng sẽ lấy danh nghĩa là đi Hoa Sơn, quân đội của chúng ta bị bọn hắn phá hủy. Chúng ta phái người đến Hoa Sơn bắt người cũng bình thường có phải không? Diệp Phàm muốn xảy ra chuyện ở khu nhà cấp cao thôi, đối với chúng ta đó là hai chuyện khác nhau. Tự nhiên Cung Khai Hà cười gượng một tiếng. Ha ha, mọi người không muốn ai bị bắt, chủ ý này không tồi. Tuy nhiên phái Hoa Sơn chắc sẽ căm tức muốn chết, Diệp Phàm dọa nạt một hồi, hiện tại còn có khách đến thăm. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Bình thường thôi, Diệp Phàm dọa nạt bọn họ là vì mình, đó là bọn hắn muốn tự mình giải quyết chuyện, chúng ta ra mặt là vì quốc gia, không thể nói là dọa nạt được. Ai bảo bọn họ làm tổn hại đến quân đội của chúng ta? Theo lý mà nói còn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe nói Tiêu Sắc Nhất đã lên tiên thiên rồi. Còn người thần bí Tiêu Dương Thiên là tiên thiên đại viên mãn cường giả. Cùng với trình độ của Hoành Đoạn Thiên Hà. Lão Kế, anh có phát hiện ra cái gì không? Cung Khai Hà cười nói. Hiện tại tiên thiên đại viên mãn cường giả trước mặt Diệp Phàm cũng chẳng là gì. Diệp Phàm có đủ thực lực để đánh bại tiên thiên đại viên mãn cường giả. Phỏng chừng phải có hai lão này giúp đỡ Diệp Phàm mới có thể làm được. Bằng không, nếu chỉ có mỗi Diệp Phàm, hẳn là sẽ không có khả năng. Đương nhiên. Thay đổi tất cả đều là việc tốt, Diệp Phàm mạnh, tổ đặc nhiệm chúng ta cũng sẽ mạnh thôi. Kế Vĩnh Viễn nói, lão Kế, có một số vấn đề anh còn chưa thấy được. Lần trước Diệp Phàm đánh nhau cũng với Võ Vệ Sơn cũng không có hai lão già này ở bên cạnh. Võ Vệ Sơn cũng đi trước Tiêu Dương Thiên một bước, lần đó hình như là Diệp Phàm làm một mình. Cung Khai Hà nói, cũng kỳ lạ, tuy nhiên, tôi cảm thấy có chút không phù hợp với tình hình. Diệp Phàm vừa mới đột phá tiên thiên. Không thể nào trong vòng một năm có thể đánh bại được tiên thiên đại viên mãn. Tuy nói đều là tiên thiên, nhưng một đại viên mãn cường giả có thể đánh được 4-5 người vừa mới đột phá tiên thiên. Kế Vĩnh Viễn lắc lắc đầu. Không nói nữa, anh chuẩn bị một chút đi. Tốt nhất là kêu tướng Lâm Đống Quốc đi làm việc này. Cung Khai Hà nói. Chúng ta cần phải xử lý công bằng việc này. Đương nhiên, việc quân đội bị tổn thất 300 triệu là không ít. Tôi chính là đồn trưởng, bằng không. Không có biện pháp để lãnh đạo giao phòng ngự trên bộ. Diệp Phàm nói. 300 triệu quá nhiều, chúng ta lấy không được. Tiêu Thanh Hồng lắc đầu. Trưởng môn Tiêu, đừng nói với chúng tôi là ngay cả 300 triệu phái Hoa Sơn cũng không lấy được. Ở trong nước các anh còn có vài công ty lớn. Chúng tôi vừa mới điều tra xong. Tổng tài sản đạt được vài trăm triệu. Tôi nói có thể sai phải không? Hơn nữa, còn chưa tính các đồ cổ ở đó của các anh. Phái Hoa Sơn đã có từ mấy ngàn năm, không thể có chuyện các tiền bối trong phái chưa lưu lại cái gì. Đường Thành Lâm bầm nói.
Xem ra, các anh thật là có tâm. Tiêu Thanh Hồng tức giận, nghiến răng trừng mắt lên nhìn Đường Thành. Nếu muốn lên tới núi, đương nhiên chúng tôi phải biết một chút về tình hình của các anh. Hơn nữa, nếu chúng tôi bị tổn thất phải có thứ để bồi thường. Không điều tra tận gốc các anh làm sao có hướng để đưa ra tòa chứ phải không? Đường Thành hừ nói. Có thể cho 300 triệu, nhưng những tài liệu đặc biệt chúng tôi không có. Tiêu Thanh Hồng cắn răng trả lời đồng ý. 300 triệu này chúng tôi thu hồi lại chi phí bị tổn thất, còn tài liệu đặc biệt dùng để đổi lấy tự do cho bọn họ. Giống như nhân sâm mấy trăm năm trên núi, giá trị dinh dưỡng rất cao. Một số còn có thể dùng để chế tạo sản xuất vũ khí. Đương nhiên, nếu như các anh thật sự không có, chúng tôi cầm 300 triệu để rời khỏi đây là được. Tuy nhiên, không thể trả lại bọn họ cho anh được. Chờ đến khi các anh có tài liệu thì tính tiếp, cho các anh thời gian 3 ngày, nếu như không có tài liệu đừng trách Diệp Phàm tôi không khách khí. Bởi vì, mấy người bọn họ còn vi phạm pháp luật. Diệp Phàm dọa nạt. Mặt Tiêu Thanh Hồng xanh mét, liếc mắt nhìn mấy trưởng lão một cái. Cho bọn họ những đồ vật này là được. Mặt Tiêu Tuế Tùng âm trầm nói. Cái gì vậy? Diệp Phàm chạy nhanh hỏi, biết rõ là có hàng tốt. Chúng tôi cũng không rõ lắm, đồ vật đó là do sư thúc tổ Tiêu Dương mang về. Nghe nói độ cứng và bền của đồ vật đều đạt tới cao độ. Có thể dùng để chế ra bảo kiếm. Từ trước phái Hoa Sơn chúng ta đều lấy kiếm thuật để xưng tôn, nếu không làm sao lại gọi là phái kiếm Hoa Sơn. Một bảo kiếm tốt có thể phát ra uy lực rất lớn. Sư thúc tổ Tiêu Dương đi ra ngoài đã vài chục năm, chính là để tìm ra tài liệu chế tác một bảo kiếm. Tiêu Thanh Hồng nói. Diệp Phàm điểm vài cái trên người Tiêu Dương Thiên, một lúc sau Tiêu Dương Thiên tỉnh dậy. Đại sư Tiêu mang cái gì về, lấy từ đâu? Diệp Phàm hỏi. Tuy nhiên, Tiêu Dương Thiên không phối hợp, hừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác. Việc Tiêu đại sư không nói cũng đúng, đến lúc đó, chúng tôi có một phiên xử công khai ở Hồng Diệp bảo các anh đến quấy rối vụ án. Diệp Phàm tôi sẽ làm cho mọi người trong thiên hạ phải chiêm ngưỡng khí phách của đại sư Tiêu Dương Thiên tổ sư gia của phái Hoa Sơn chúng ta. Diệp Phàm bất âm bất dương, nói. Quả nhiên, Tiêu Dương Thiên nhịn không được. Lão già này thở dài, nói. Được rồi, Tiêu Dương Thiên tôi đã sống vài chục năm, lần này xem như đã thất bại. Dù sao cũng mất hết cả mặt rồi. Tôi rời khỏi phái Hoa Sơn đã mấy chục năm, vẫn có một khát vọng là có thể tìm được một cây bảo kiếm hợp ý. Bởi vì, Hoa Sơn lấy kiếm vi tôn, mà một bảo kiếm tốt có thể bảo đảm để giết địch, hơn nữa, chủ yếu vẫn là, một bảo kiếm tốt có thể giúp chúng ta đột phá. Bảo kiếm có thể giúp ông đột phá, điều này làm sao có thể chứ? Đường Thành nhịn không được, thốt ra. Thật ra Diệp Phàm cũng muốn hỏi một chút về vấn đề này, chẳng qua ngại không muốn mở miệng. Ra vẻ mình là người hiểu biết. Có gì là không có khả năng chứ, cậu nhóc, kiến thức của cậu đúng là nông cạn. Khí thế Tiêu Dương Thiên bùng lên. Tôi là người kiến thức nông cạn, tuy nhiên, ông sống đã vài chục năm không phải vẫn là bại tướng dưới tay chúng tôi. Những lời này của Đường Thành giống như châm đâm vào người. Mặt Tiêu Dương Thiên nhất thời đỏ bừng, còn tất cả mọi người của phái Hoa Sơn đứng tại đây đều trợn trừng mắt nhìn Đường Thành. Cậu nhóc, tôi chấp cậu một bàn tay, chúng ta thử xem. Tiêu Dương Thiên hừ lạnh nói. Đánh với ông, tôi có phải là thằng khờ đâu. Đường Thành không hơn việc này. Cậu nhóc, biết không, bảo kiếm và cậu mà tâm đầu ý hợp sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của cậu. Nó chính là trợ lực từ bên ngoài, vì cái gì mà mấy trăm năm lão tham vương mới có thể giúp đỡ tôi đột phá, đó cũng là một loại ngoại lực. Ví dụ như phương pháp khai đỉnh quán khí, đó cũng là một loại ngoại lực. Mà bảo kiếm có thể tượng trợ cậu, đó cũng là một loại ngoại lực. Tuy nhiên, tương trợ thế nào đó là bí mật của phái Hoa Sơn chúng tôi. Lão Phu đã tìm vài chục năm, công phu không phụ người có tâm, rốt cục cũng tìm được ở trên núi tuyết của Nhật Bản rồi. Nguyên liệu này bọn họ gọi là cây tuyết nham, là một loại gỗ đặc biệt, gỗ này cũng được đắm mình trong tuyết ở bên trong nước thiết xa. Những năm tháng sinh trưởng của loại gỗ này đã hấp thu được tinh hoa của sắt thép, khiến cho loại gỗ này có thể chứa được tính rắn của sắt thép. Mà nó lại là gỗ, cho nên, lại có thêm cả tính dai của gỗ nữa. Tuy nhiên, gỗ tuyết nham chính là bảo bối của người ta, tôi cũng thừa dịp cao thủ của bọn họ không có nhà bất ngờ đánh úp vào. Tuy nhiên, vài chục năm lão phu mới tìm về, bây giờ còn không chế được thành bảo kiếm. Đương nhiên vừa muốn cho mọi người. Điều này cũng chính là số mệnh. Đương nhiên,
lại tìm được tài liệu, lão phu từ 12 đẳng cũng có thể đạt tới trình độ đại viên mãn của tiên thiên. Đáng tiếc là mệnh số của lão phu không tốt, vừa được một chút đã lại gặp chuyện như vậy. Vốn là muốn biết điều thần bí trong hòm của cậu có thể cải thiện được bảo kiếm của tôi. Không thể tưởng được kết quả lại như thế này. Tiêu Dương Thiên kể toàn bộ. Nói thật cho anh biết, trong hòm có cái gì, tuy nhiên, chỉ là chỉ thị ra một chỗ thôi. Tôi lấy được vật kia, kỳ thật cũng không có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là ba cái huyết trích tử. Diệp Phàm vừa nói tay vừa cử động, triển khai huyết trích tử trên không trung, không lâu sau Diệp Phàm thu tay lại. Khi Ung Chính bị dính vương khí của huyết trích tử, quả nhiên là rất. Đồng chí Tiêu Dương Thiên trừng lớn, còn kém tí nữa không chảy nước miếng. Năm đó thiếu chút nữa tôi chết ở trong động núi, còn có cả Sử Vô Đoan và người của thủ động cùng chết. Tuy nhiên, vài năm sau, tự nhiên Sử Vô Đoan lại sống lại. Lúc trước cơ bản là tên kia không toàn bộ, mà dùng thuật quy tức giả chết để lừa gạt tôi. Tên kia, tự nhiên lại đem chuyện này đổ trên đầu tôi. Kết quả các anh biết nó đưa tới ai sao? Diệp Phàm cười thần bí. Ai cơ? Tiêu Sắc Nhất cũng hứng thú, khó khăn cũng hỏi miệng. Nghe nói Sử Vô Đoan là bán tiên thiên, vậy người ông ta đưa đến đây nhất định là tiên thiên. Tiêu Dương Thiên nói. Đúng vậy, trước kia có phải có 11 đại cao thủ hay không? Mà người nọ chính là cổ tà một trong ba tam tà. Một bên nói một bên đánh trống dưới trời đất u ám. Tiếng trống có thể giết người ở cách đó trên 100 mét. Quả nhiên là lợi hại. Diệp Phàm nói. Quả nhiên là cổ tà lợi hại, nghe nói năm đó người này giết 10 mấy người. Có thể thấy được tiếng lợi hại của tiếng trống. Tiêu Sắc Nhất cảm thán nói. Tiếng trống lợi hại như vậy sao? Tiêu Thanh Hồng có chút không tin. Chương 3357, thủ đoạn công kích. Tiếng trống có thể đánh nát tảng đá, thật ra đây chỉ là một loại sóng âm công kích thôi. Cũng giống như là chúng ta sử dụng kiếm thôi, chẳng qua là cổ tà lại dùng âm thanh. Thế giới vạn pháp, vũ khí cũng có nhiều loại. Dùng cách nào để ngăn địch, anh nhìn thích hợp hay không thích hợp thôi. Tiêu Sắc Nhất nói, phỏng chừng cuối cùng Hồng Diệp Bảo vẫn không thể nào chiếm được ưu thế. Tiêu Dương Thiên châm chọc nói, đương nhiên, các anh nghĩ Hồng Diệp Bảo đơn giản như vậy sao? Cho dù là đại sư Tiêu ông có thua cũng không oan. Còn về bí mật của Hồng Diệp Bảo đương nhiên tôi cũng sẽ không tiết lộ ra. Tuy nhiên, tôi muốn cảnh cáo các anh, lần sau không được viện cớ vào điều này nữa. Nói cách khác, là tôi sẽ không trực tiếp diệt Hoa Sơn, mà trực tiếp diệt các anh. Diệp Phàm thể hiện khí phách thần tình. Diệp tiên sinh bỏ lấy đồ vật này. Tiêu Dương Thiên nói, cũng không muốn trở nên rối rắm trong việc này nữa rồi, càng rối rắm hơn nữa thì càng mất mặt. Người Diệp Phàm nóng như lửa đi theo Tiêu Thanh Hồng, vòng vo mấy vòng sau đó tới vườn sau. Tiêu Thanh Hồng đi về phía vườn sau một lúc mới mở cửa sân ra, Diệp Phàm thò đầu vào thấy trong hậu viện cũng không có nhà cửa gì, mà chỉ là một cái đầm nước. Đầm nước cũng không lớn, phạm vi chỉ có mấy chục mét. Hơn nữa, dường như còn rất cạn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy. Trong này đều không có gì, ngay cả con cá cũng chưa nhìn thấy, thật là kỳ lạ. Đường Thành nói thì thầm một câu. Chỗ nào càng không có lại càng có vấn đề. Tiêu Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy đột nhiên Tiêu Thanh Hồng xuất trưởng hướng vào trong nước. Một tiếng nổ giòn vang, cột nước dâng lên cao chừng hơn 10 thước. Tiêu Thanh Hồng liên tục vỗ lên mặt nước không ngừng, mà hơi nước càng lúc càng lớn. Có một cảm giác mông lung. Bên trong cột nước bay lên, bên trong cột nước bên trong toát ra đồ vật và rễ cây. Dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm, đột nhiên trong lòng hắn kinh sợ. Tuy nhiên, vật kia bị Tiêu Thanh Hồng dùng tay hút lên. Đây là gốc tuyết nham. Diệp Phàm dùng tay lấy, đột nhiên sửng sốt, liền rút tay lại. Có phải rất nặng hay không? Tiêu Dương Thiên cười cười. Ừ, nặng hơn rễ cây bình thường gấp 10 lần. Điều này chứng tỏ ở bên trong có chứa thiết tố tự nhiên. Diệp Phàm hỏi. Lão Phu có được nhất tiệt như vậy phải mất mấy chục năm, tuy nhiên, dùng để chế một thanh bảo kiếm cũng đủ. Tiêu Dương Thiên nói. Chúng ta đi. Diệp Phàm cầm lấy rễ cây quay đầu bước đi, hơn nữa còn không một chút do dự. Trong lòng Đường Thành và Vương Nhân Bàng buồn bực, nhưng Diệp Phàm đã cất bước đi rồi, hai người cũng chỉ biết đuổi theo. Thật ta là hắn chạy trốn rất nhanh. Tiêu Sắt Nhất nói, có phải hắn cảm giác được cái gì không? Tiêu Thanh Hồng hỏi, hẳn là không có khả năng, nếu như không nói trước, ngay cả tiên thiên đại viên mãn đều khó có thể phát hiện ra được. Tiêu Dương Thiên lắc lắc đầu,
người này làm việc đúng là rất quyết đoán, đạt được mục đích liền quay đầu đi luôn, tuyệt đối không hàm hồ. Trong Hồng Diệp Bảo thực sự có bí mật sao? Tiêu Thanh Hồng hỏi. Phỏng chừng còn có cao thủ trấn giữ, họ Diệp này đúng là thần bí. Là một thanh niên thực sự đáng sợ. Tiêu Sắc Nhất nói. Có đáng sợ hôm nay cũng bị nhục rồi. Bây giờ tôi bắt đầu bế quan, không khôi phục nguyên trạng tôi sẽ không xuất quan. Các cậu đừng tới đây quấy rầy tôi. Mặt Tiêu Dương Thiên âm u tĩnh mịch. Ôi, sư thúc ơi, mất gỗ Tuyết Nham phải làm sao bây giờ? Tiêu Sắc Nhất hỏi. Cứ từ từ rồi tính, tuy nhiên, gỗ Tuyết Nham của tôi không phải lấy dễ như vậy. Tiêu Dương Thiên hừ lạnh nói. Mấy người bước đi rất nhanh, không lâu sau ngồi vào trong xe bắt đầu đi Hoa Sơn. Diệp Phàm, sao phải vội vàng đi như vậy? Chúng ta vẫn còn chưa khoe khoang đủ mà. Đường Thành nhịn không được hỏi. Trong thủ đàm có điều kỳ lạ. Diệp Phàm nói. Dường như có chút vấn đề, lúc đầu thấy nước trong đàm rất cạn, có thể nhìn thấy tận đáy. Hơn nữa, bên trong đều không có gì. Tuy nhiên, Tiêu Thanh Hồng chỉ vỗ một cái, tự nhiên trong nước hiện ra cả rễ cây. Nơi này lúc đầu xây dựng nhà giam thiết trí. Vương Nhân Bàng hỏi. Vừa rồi Tiêu Thanh Hồng liên tiếp vỗ tay các anh không nhìn thấy có hơi nước đang nhảy múa a hát. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, có hơi nước, điều này cũng không có gì, nếu chúng ta bắn cũng có tác dụng như vậy. Đường Thành nói. Có tác dụng như vậy, tuy nhiên, sau đó anh không có cảm giác hơi nước ở trong đàm giống như có một năng lượng nào đó hướng tới ép chúng ta sao? Tôi thấy anh còn bị lùi lại mấy bước, chẳng lẽ lại không phát hiện ra điều gì? Diệp Phàm nói. Đúng rồi, tôi bị quên mất, lúc đó còn tưởng rằng đó là dư âm nội khí của Tiêu Thanh Hồng làm cho tôi bị lùi về phái sau. Đường Thành giật mình. Không phải là dư âm của nội khí, thân thủ của Tiêu Thanh Hồng cùng lắm là thập đẳng, làm sao có thể khiến cho Vương Nhân Bàng cũng bị lui về phía sau chứ? Diệp Phàm lắc lắc đầu. Quái, đó là lực ép. Đường Thành nghi hoặc hỏi. Tôi nghi ngờ là phong giới. Diệp Phàm nói một câu, mấy người ở đó đều có chút kinh hãi. Kỳ thật, đôi mắt ưng của Diệp Phàm đã được thăng cấp bây giờ có thể nhìn thấy được ở bên trong, chẳng qua vẫn còn không rõ. Không thể nào, phong giới là do cao thủ thần cảnh tạo ra. Mà ngay cả phái võ đang cũng chưa từng có phong giới, chẳng nhẽ phái Hoa Sơn còn mạnh hơn so phái võ đang. Vương Nhân Bàng cũng không tin. Các anh không nhìn thấy được, nhưng tôi có thể cảm giác thấy. Sau khi hơi nước bốc lên sẽ hình thành một màng nước. Màng nước xanh biếc này phỏng chừng chính là phong giới. Nước trong đàm này có phải có thể nhìn thấy hay không, như thế nào có thể giấu rễ cây, bởi vì trong tiếng vỗ tay của Tiêu Thanh Hồng rất có học vấn. Phỏng chừng chỉ có ở các trưởng môn phái Hoa Sơn, nếu chúng ta đi chụp nữa là không có khả năng mở ra nước phong giới. Còn đồ vật nọ chỉ là để làm mê mắt người thôi, còn màng phong giới liền giấu ở bên trong hơi nước. Nhìn qua hơi nước bay ra từ giữa rễ cây, nhưng thực ra là phong giới mở ra từ một cái miệng nhỏ. Hơn nữa, cho dù là có người thấy nước đàm, nhưng bởi vì thấy nước đàm không có chỗ đặc biệt để đi. Hơn nữa, không có thực lực mạnh mẽ của phong giới không mở ra được phong giới. Trừ khi chúng ta vẫn dùng tên lửa đạn đạo để nốt, mà tên lửa đạn đạo là không tốt. Diệp Phàm nói, nhóm người già của phái Hoa Sơn đúng là lợi hại, lại có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy. Đường Thành cảm thán nói. Hơn nữa, tôi còn cảm giác được lúc phong giới mở ra là lúc có khí ép tới thanh kiếm. Cho nên, tôi mới quyết định ngay sau khi cầm đồ vật này sẽ đi ngay lập tức. Chỉ sợ sau đó sẽ phát sinh là điều gì ngoài ý muốn. Phong giới là của cao thủ thoát thần cảnh, bên trong có cái gì chỉ có trời mới biết được. Lúc trước chúng tôi đi Hàn Quốc nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của người kia. Mà lão tổ tông của phái Hoa Sơn nấp hồn khí của mình ở bên trong kiếm khí để công kích. Diệp Phàm nói. Gỗ Tuyết Nham có thể làm được cái gì? Vương Nhân Bàng vuốt đầu gỗ hỏi. Tôi nghĩ, nếu như có thể luyện vậy, có lẽ có thể chế tạo chân giả cho hai vị tiền bối Hồng Tà. Thứ này có thể chế tạo thành hai cái chân giả cho hai vị tiền bối. Hơn nữa, theo phương pháp của cao thủ cổ đại có thể tạo ra chân giả gần như thật. Con rối ở núi Xương Bối là một ví dụ. Diệp Phàm nói. Mẹ nó ơi, nếu như vậy không phải trên thế giới sẽ không có người tàn phế sao? Đường Thành cười meo meo. Được, Đường Thành cậu chờ thử xem nhé. Diệp Phàm cười nói. Tôi có thể được không? Đường Thành hỏi. Ít nhất người luyện vật giả phải đạt tới trình độ niệm khí. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Yêu cầu cao như vậy, có
còn luyện cái rắm gì chứ? Đường Thành tức giận như một quả bóng cao su, nhất thời liền yên rồi. Phỏng chừng cả đời này tôi còn không nghĩ tới đạt được trình độ niệm khí. Còn luyện cái gì? Cố gắng nha. Vương Nhân Bàng cười nói. Anh cố gắng trước đi, tôi không có ý tưởng này. Đường Thành nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm có cơ hội này. Khó khăn đó. Diệp Phàm thở dài. Tiền bối, gỗ tuyết nham có luyện được thành chân giả hay không? Diệp Phàm hỏi. Chất liệu gỗ không tồi, hơn nữa, lại có tính bền và rắn đều rất thích hợp. Tuy nhiên, không đủ để luyện chân giả. Thứ hai, gỗ như vậy vẫn còn thiếu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện thành cặp đùi. Lô Định Tông nói. Tôi cùng với Hồng Tà, Lệ Tiền Bối, và Tiền Bối hợp lại, lực của bốn người có thể luyện thành hai cái chân giả hay không? Diệp Phàm hỏi. Không chắc, bốn người cùng niệm khí mạnh so với căn bản là hai khái niệm. Một cái niệm khí cường giả có thể tập trung lực lượng của chính mình, hơn nữa thuộc tính của nội khí là giống nhau. Nếu như bốn cao thủ tiên thiên cùng kết hợp, cho dù nội khí có thể dung hợp cùng một chỗ, nhưng sẽ rất lẫn lộn. Cho dù có thể luyện ra được thì chất lượng cũng kém, xem như là vật phẩm hạng 2. Lô Định Tông nói, hạng 2 thì hạng 2, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc dùng công nghệ cao tạo ra chân giả. Diệp Phàm nói, điều đó là chắc chắn rồi. Sản phẩm luyện ra cho dù chất lượng có kém nhưng so với dùng công nghệ hiện đại cao vẫn còn tốt hơn một chút. Dù sao, nội khí là khí tinh thuần nhất thiên hạ. Hơn nữa lại là do người luyện công mà ra. Lô Định Tông nói. Tiền bối, trước mắt chúng ta còn có vài môn phái thậm chí một số đại gia đình đều tìm ra phong giới. Tôi nghĩ, có phải các môn phái đều thiết lập phong giới như vậy? Chẳng qua nhất thời chúng ta còn chưa phát hiện ra cái gì phải không? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng nghĩ, nghìn năm trước môn phái nào hoặc đại gia tộc nào cũng có cao thủ thoát thần cảnh. Không chỉ là một hai người. Mà lúc đó kỹ thuật phong giới đã hoàn thiện, ngay cả chính mình cũng sẽ không dùng cái này để đổi lấy bí thuật này. Cho nên, có phong giới cũng không hề kỳ lạ. Lô Định Tông nói. Tuy nhiên, khi cao thủ cổ đại luyện vật đều dùng công cụ để thi triển, cứ như vậy sẽ kìm nén việc xuất lực ít hơn một chút. Công cụ gì? Diệp Phàm hỏi. Ví dụ như các loại bếp lò có thể dùng để hỏa thiêu thứ gì đó, giống như việc Thái Thương Lão Quân dùng lò bát quái đó. Cho vật cần luyện vào, sẽ cho thêm vật liệu vào, dùng nội khí của cao thủ để tạo lửa luyện, có thể thành công. Lô Định Tông nói, việc này, chưa tìm ra được, hiện tại anh có làm bếp lò được không? Diệp Phàm hỏi, ví dụ như, chúng ta có thể sử dụng các loại máy móc trong nhà máy sản xuất thép lớn được không? Việc này tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên. Trước kia cổ nhân dùng bếp lò để luyện vật thường dùng nội khí để tạo ra. Các anh luyện trong lò sản xuất thép hẳn là không có nội khí rồi. Lô Định Tông nói. Cái này khó làm lắm, trước mắt tôi cũng chưa tìm ra loại phương pháp nào. Diệp Phàm nói. Kiếm của anh không có can tương. Lô Định Tông hỏi. Có, thật ra ở đó có cái bếp lò. Trước kia ở trong đàm nước dưỡng long, có lần tôi vô tình đi vào bắt cát mới phát hiện ra. Hơn nữa. Can tương liền ẩn ở bên trong bếp lò. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng rằng cái đó dùng để luyện đan. Diệp Phàm nói. Chương 3358, nửa thành phẩm. Điều đó có thể thành, can tương có thể được tinh chế ra, nó cũng có thể dùng để luyện vật. Bây giờ can tương của tôi chính là một sản phẩm vật liệu. Chẳng qua là chế độ chênh lệch, xem như là loại thứ hai thôi. Lô Định Tông nói. Suốt vài ngày, Diệp Phàm đều suy nghĩ cách để luyện vật. Loại bí thuật này nói thì dễ còn để làm được cũng tương đối khó khăn, hơn nữa, còn phải đem thuật luyện vật kết hợp với thuật rối mới có thể làm cho chân giả giống như chân thật, khó khăn liền tăng lên gấp mấy lần. Vật liệu rất khó tìm, cần mấy chục vật liệu để phối liệu. Tuy nhiên, may mà có tổ đặc nhiệm A, có thể thông qua bọn họ để tìm vật liệu trên toàn thế giới, chỉ cần 2 ngày là có thể tìm ra. Đây là lực lượng quốc gia. Tuy nhiên, cho dù là đồng chí cung khai hà rất đau lòng. Diệp Phàm chỉ cần ra điều kiện cho hai cao thủ trình độ bát đẳng gia nhập vào đội là đồng ý ngay. Tất nhiên, vì năng lực của hai lão già cũng có thể trợ giúp cho tổ đặc nhiệm A, mới khiến cho Cung Khai Hà sẵn sàng bỏ công sức ra để giúp đỡ. Còn một nguyên nhân nữa là Cung Khai Hà muốn biết được phương pháp luyện vật này, nếu như có thể thành công sẽ tương trợ rất nhiều cho tổ đặc nhiệm A. Có thể làm thành một đề tài nghiên cứu cho tổ khoa học năng lượng. Nếu như tổ đặc nhiệm A muốn làm. Sau này chẳng phải việc di chuyển các đội viên bị thương sẽ có tin vui sao?
4 ngày sau, đoàn người Diệp Phàm về tới đập nước. Tuy nhiên, công việc chưa hoàn thành Diệp Phàm đã lặng lẽ trở về trước, cả khu Lâm Tuyền không ai biết được Diệp Phàm đã trở về. Ngay cả lão Diệp Kim Liên cũng không rõ ràng lắm. Lần này tiến vào bên trong Đàm Thủy Động thật dễ dàng, bởi vì tất cả mọi người đều là cao thủ. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng rất xúc động. Ngay cả Chu Chân Chân và Nhất Diệp Đại Sư cũng đi theo đến đây. Đương nhiên là hai bà vợ đều hy vọng người đó có thể đi lại được bình thường. Cũng không hiểu được là lão già Hồng Tà này dùng cách nào để khiến Nhất Diệp Đại Sư cảm động, tuy nói bây giờ hai người còn chưa ở chung cùng nhau, nhưng ít ra bề ngoài đã muốn có thể cùng chung sống với nhau. Phỏng chừng là Nhất Diệp Đại Sư vẫn còn muốn giữ thể diện, đều đã hơn 50 tuổi hơn nữa đều là người có danh tiếng trong giới võ thuật truyền thống Trung Quốc, bây giờ còn muốn hoàn tục. Việc này là chuyện khá xấu hổ. Đường Thành, Trường Ấn Hào, Bao Nghị, Vương Long Đông đều hoạt động rất mạnh mẽ, mấy ngày hôm trước bọn họ xuống đây đã sớm thu dọn sạch sẽ động rồi, hơn nữa, còn mang máy phát điện đến. Lúc Diệp Phàm cùng Lão Nhị và vợ Lão Nhị đến trong động đã có đèn sáng rực. Cái bếp lò thật lớn vẫn còn ở đó, vốn là muốn mang đi, sau đó Diệp Phàm nghĩ lại không mang đi nữa. Nó quá nặng để có thể di chuyển được. Diệp Phàm kiểm tra qua còn phát hiện bên trong vẫn còn chưa hỏng, cho dù bên ngoài bếp lò đã có phần bị hỏng. Tuy nhiên bên trong vẫn còn rất tốt. Bếp lò này thật đúng là sẽ luyện ra được sản phẩm, chẳng qua cũng là hàng loại 2. Bằng không, căn bản là sẽ không bị thối ở giữa. May mà là luyện vật, bằng không. Hơn 1.000 năm trước đã sớm trở thành đống sắt vụn. Lô Định Tông kiểm tra một chút rồi nói. Bắt đầu dùng đuốc để thử làm bếp lò ấm lên một chút. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm bắt đầu chỉ huy. Vương Long Đông cùng Bao Nghị làm lửa bùng lên. Ước chừng khoảng 3 giờ, sờ lên trên bếp lì mới cảm giác có phần nóng lên. Được rồi, bên dưới từ Chu Tiền Bối cùng với Sa Thái Nhất Diệp đều bắt đầu nhóm lửa. Diệp Phàm nói. Bởi vì, công lực của Bao Nghị và Vương Long Đông không đủ, đốt lửa ở phía dưới chính là muốn dùng nội khí để gỗ cháy thành than. Mà như vậy trong mộc than mới có thể phát ra nhiệt để chứa nội khí. Mà nội khí trong lửa này có thể rất tốt cho bếp lò. Dù sao, tất cả đều ở trong vòng là việc hính. 2 giờ trôi qua, Chu Chân Chân và La Nhất Diệp đều đầy mồ hôi, Lô Định Tông nói là có thể đem vật liệu cho vào trong bếp lò rồi. Ngay sau đó... Mấy chục loại vật liệu phụ được Diệp Phàm đưa vào, còn Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cùng với Diệp Phàm nhanh chóng tạo thành hình tam giác phát ra nội khí hướng vào bên trong bếp lò. Dường như có thanh âm Chu Ai Nép đến, vật liệu dần dần được dung hợp. Bởi vì, nếu không điều khiển được lượng nhiệt, vật liệu đó sẽ sớm bị ngọn lửa phá hủy. Cho nên, nhất định phải nắm được sức nóng. Lô Định Tông giúp đỡ Diệp Phàm trên đầu cũng đầy mồ hôi. Như thể từ nước vừa lao ra. Tuy nhiên, lúc này không thể dừng, còn phải tiếp tục. Dần dần, tất cả các vật liệu đó đều biến thành chất lỏng bị nội khí của ba người giữ lại trong nồi. Giống như một miếng bánh nướng dán đầy nồi. Tuy nhiên, mở chiếc bánh nướng ra thấy màu sắc cũng rất hỗn độn. Các anh phải dung hợp thành cùng một màu lúc đó mới có thể cho gỗ tuyết nham vào, bằng không. Màu sắc càng lẫn lộn thì chất lượng sản phẩm luyện ra lại càng thấp hơn. Cho nên, phải kiên trì. Lô Định Tông nói. Hơn nữa, khi anh cho gỗ tuyết nham vào anh muốn dung hợp màu sắc sẽ không khác biệt mấy. Chẳng qua là cấp bậc kỹ thuật rối rất cao, không có kỹ thuật rối anh có luyện ra sản phẩm vẫn không thể giống như chân bình thường được. Chỉ có thể nói là giống thôi, nhưng vẫn cứng, tính dẻo dai và sự đàn hồi sẽ kém xa. Chẳng qua bây giờ công lực của các anh không đủ, có thể làm ra hàng thứ phẩm đã là tốt lắm rồi. Không có biện pháp, đành phải như thế vậy. Thấy màu sắc đã giống nhau. Tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng. Cả ngày trôi qua, tất cả mọi người gần như đều sụp đổ. Tất cả mọi người đều phải dùng nhân sâm ngàn năm để bổ sung năng lượng. Ngày hôm sau, cuối cùng màu sắc cũng chuyển sang màu vàng và màu xanh. Tuy nhiên, mất cả một ngày, vẫn là hai màu đó. Không được rồi, không thể trụ được rồi. Tôi muốn cho gỗ tuyết nham vào. Diệp Phàm nói. Được rồi, công lực của các anh vẫn chưa đủ. Lô Định Tông chủ trì việc này cũng cảm thấy khá mệt mỏi, giống như cũng sắp ngục gã. Diệp Phàm cho gỗ tuyết nham vào để khống chế màu sắc bên trong bên lò, không lâu sau, chất lỏng xung quanh bếp lò giống như dạng bánh kem. Có âm thanh cành cạch vang lên, dường như vật liệu không thích hợp thì phải. Bánh kem và gỗ tuyết nham ở trong bếp lò, hai thứ giống như đang nhảy vào đánh nhau, chúng loại trừ lẫn nhau không thể dung hợp được. Lại mất thêm nửa ngày, mọi người đều mệt mỏi,
lúc Diệp Phàm cảm thấy lần luyện đầu tiên này đã thất bại, chính là lúc mỹ nhân ngư bay từ không trung đến. Hướng về phía bếp lò rồi phun vài hớp chất lỏng. Két két, cuối cùng có kết quả. Mảnh gỗ cùng với vật liệu bắt đầu dung hợp lại với nhau, Diệp Phàm liền hiểu được. Phỏng chừng là mỹ nhân ngư đã phun ra nguyệt âm chi lô ngàn năm, nó có tác dụng dung hợp. Nửa ngày sau, hai cái chân giả bắt đầu thành hình. Diệp Phàm liều mạng muốn khống chế màu da. Còn có thể phun không? Diệp Phàm hỏi. Tôi sẽ phun thêm. Mỹ nhân ngư nói xong lại phun vài hớp về phía bếp lò. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, cả người nàng giống như bị lui về sau một chút. Dừng lại, cô không thể phun thêm nữa, phun thêm sẽ bị thương nặng đó. Diệp Phàm vội vàng nói, mỹ nhân ngư mới nhảy vào trong nước gần vách tường để khôi phục. Diệp Phàm hiểu được, mỹ nhân ngư phun ra nguyệt âm chi lộ chính là tinh khí trong cơ thể nàng, đó chính là nguyên vật liệu. Phun ra một chút sẽ thiếu đi một chút, bởi vì, nguyệt âm dương lâu ngàn năm đến từ đảo Thủy Tinh, mức độ quý giá của nó không thể nói hết được. Cho nên, tạm thời Diệp Phàm không thể tìm được loại nguyên liệu này để bổ sung cho mỹ nhân ngư. Diệp Phàm dùng nội lực khống chế bếp lò. Lúc này muốn vận khí, lại mất thêm nửa ngày nữa, đột nhiên, bếp lò giật mạnh, sau đó nồi trong bếp lò phát ra một tiếng nổ rất mạnh. Ngay cả nắp lò cũng bắn lên đập vào mái nhà rồi rơi xuống đất, còn bếp lò cũng nứt ra kêu răng rắc. Chạy mau, sắp nổ rồi. Diệp Phàm hét lớn, mọi người nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nếu như nổ thật, có rất nhiều cao thủ sẽ bị nổ tung do áp lực của nội khí, phỏng chừng núi này sẽ bị sụp trong chốc lát. Lúc trước cũng đã nghĩ đến kết quả này, việc bị nổ là chuyện thường xảy ra. Thấy Lô Định Tông là sư phụ trong môn phái luyện đồ vật ở thời cổ đại và đồ đệ cũng thường xuyên làm việc này. Cho dù là bậc thầy có chuyên môn về luyện chế nhưng bởi vì không có đủ nguyên liệu và việc khống chế không được tốt cũng sẽ xảy ra việc nổ lò. Một tiếng nổ ầm vang, mọi người nhanh chóng chạy đến trong đàm nước vẫn còn cảm giác được tiếng nổ trong sơn động làm đất rung núi chuyển. Ôi mẹ nói chứ, đúng là công cốc rồi. Mọi người lùi lên bờ, một đám người đều giống như lũ chó, không một ai có sắc mặt dễ nhìn. Nhiều nguyên liệu như vậy, đúng là phí quá. Đáng tiếc. Thiếu chút nữa đường thành bị dẫm lên ngực, Diệp Phàm nằm trên bờ đàm vẻ mặt u ám đứng lên. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai ủ rũ, cảm thấy vài ngày thật vất vả, kết quả khiến cho họ bị vỡ mộng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt tất cả mọi người đều đen như bao công. Có phải là biện pháp luyện của chúng ta có vấn đề? Lúc này, Chu Chân Chân nói thật. Không rõ nữa. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hỏi Lô Định Tông, ông ta cũng nói không hiểu lắm. Việc này thật khó nói, việc luyện vật quá khó khăn. Nguyên nhân có thể do sức nóng cũng có thể khiến cho lò bị nổ, hay nguyên liệu không hòa hợp được với nhau, tạp chất trong nguyên liệu còn nhiều, còn có nhiều thứ trộn lẫn vào. Hơn nữa, chuyên môn của tôi cũng không phải là luyện vật, hay nói cách khác tôi chỉ là bán chuyên nghiệp. Lúc trước tôi cũng đã nói qua, anh vẫn yêu cầu muốn thử một lần. Lần này đã xảy ra chuyện. Hai, không trong nghề không biết được tình hình của nghề đó. Bao Nghị cũng Vương Long Đông mang đồ ăn đến mọi người chỉ ăn qua loa rồi đi vào, tự nhiên cảm thấy không có chút mùi vị gì. Tôi thử vào xem lại, cho dù như thế nào, cũng phải kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân là gì. Diệp Phàm khôi phục được một chút nội khí lại tiến vào bên trong động. Tuy trong động có nhiều chỗ đã bị đổ, nhưng Diệp Phàm là cao thủ, những tảng đá nhỏ đều bị hắn mở ra. Hơn nữa, hiện tại công lực thiên huyễn trừ cốt công của hắn rất khá. Chỉ 3 giây. Thân thể có thể thu nhỏ lại bằng một nửa như lúc đầu, như vậy, việc chui vào trong động cũng sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng cũng tới được chỗ bếp lò, lục soát một chút, sớm phát hiện ra bếp lò đã bị nổ thành những mảnh đá vụn hỗn độn. Tuy nhiên, Diệp Phàm vui mừng phát hiện, đúng là kỳ tích, hai cái đùi đã được luyện thành công. Hơn nữa, dường như cũng không bị tổn thương, đang ở phía dưới một khối các tảng đá. Cũng không hiểu có bị phá hủy không, hắn nhanh chóng chạy tới kéo ra. Hắn mừng như điên cầm lấy hai cái chân giả chạy đi ra ngoài. Chương 3359, không tồi. Chui ra đầm nước. Nhìn thấy cưa, bếp lò tuy rằng đã nổ rồi, nhưng chân này lại thành công rồi. Diệp Phàm nhấc hai chân trên tay lên đắc ý cười nói. Màu sắc này. Hồng Tà nhìn nhìn, nhất thời sắc mặt chuyển thành màu đen. Bởi vì, màu da chỉ có chút ít mang màu hồng, còn đại bộ phận đều là màu tím xanh, trông rất khó coi. Cái này, giống như màu chân của cương thi trên TV vậy. Đường Thành nhún vai,
vẻ mặt như vui vẻ khi người khác gặp họa, nói. Cậu cút ra một bên đi, đây mà là chân cương thi à? Cậu nhìn xem độ màu mà xem, còn cả hình chân này nữa, chân của cương thi được như vậy à? Thật đúng là, cậu không nói có ai bảo cậu câm đâu cơ chứ? Diệp Phàm tức giận giáo huấn. Tôi cút là được chứ gì, tuy nhiên, đúng là có chút giống thật mà, anh xem đi, màu sắc còn biến thành màu đen, còn có chút xanh tím kìa. Đường Thành còn muốn giải dòng, bị Diệp Phàm trừng mắt nhìn một cái, liền sợ hãi chạy sang một bên. Hai vị tiền bối, tuy nói màu sắc có khó coi một chút. Nhưng các vị còn mặc quần bên ngoài nữa mà, có đúng không, dù sao cũng không nhìn thấy. Nếu là mùa hè, thì có thể đeo một lớp tất chân, cũng giống màu da bình thường ấy mà. Trương Ẩn Hào động viên nói, tuy nhiên kết quả lại bị Hồng Tà giáng cho một cú bạt tai. Còn đeo tất chân nữa chứ, mày nghĩ ông đây là đàn bà à? Hồng Tà tức giận nói lớn, râu đều nhếch lên. Hi hi, tiền bối, tôi nói đúng là có chút không ổn, thật ra còn có một cách khác, đó là dùng sơn màu da bôi lên một chút là được. Hoặc là bảo anh Diệp đem về xưởng mạ điện đánh bóng một chút, như vậy cũng ok thôi. Trương Ẩn Hào cười gượng nói. Hai vị tiền bối, cứ thử trước đã. Tôi vừa thí nghiệm qua rồi, tuy rằng chân giả này có khó coi một chút, nhưng độ dai và độ cứng không tệ lắm. Tôi vừa rồi dùng 5 thành khí lực cũng không làm nứt được. Về sau đeo vào cũng có thể đánh nhau, còn hơn chân giả hiện tại của ông nhiều. Còn nếu như tiền bối cảm thấy cả đời ở tại Hồng Diệp Bảo này thì đổi hay không cũng không làm sao cả. Diệp Phàm nói. Ha ha, thử một chút cũng được. Hồng Tà vừa nghe cũng thấy động lòng. Ông ta nhìn Trương Ẩn Hào một cái, hừ nói. Thấy không, tiểu tử Diệp này mới thật biết nói chuyện làm sao, đâu giống như hai ngươi, vừa mở miệng ra là thối hoắc rồi. Đúng đúng, miệng chúng tôi thối. Tiểu Trương và tiểu Đường vội gật đầu, không muốn nói nhiều với lão già này làm gì. Nếu để lão ta tức giận, có khi mình lại tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên, hai người đương nhiên cũng oán thầm, lời Diệp Phàm nói Hồng Tà chấp nhận không phải vì nắm đấm của Diệp Phàm mạnh hay sao, nếu không Hồng Tà để ý đến hắn mới là chuyện lạ. Hai lão già cuối cùng cũng lắc lắc chân giả rồi đeo vào, sau đó dậm mạnh xuống đất thử, hiệu quả đúng là rất tốt. Cũng được, ít nhất vẫn có thể đánh. Hồng Tà đá một nhát, cát đá liền bay tứ tung. Lão già này lại vào trong nước thử một chút. Còn Lệ Vô Nhai cũng không chậm, hai lão già, một chân trái một chân phải phối hợp với nhau trong nước. Sự phối hợp của hai người khi có chân, uy lực tuyệt đối không thua kém cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Nhất thời, bọt nước bắn tung bốn phía, hai người đánh từ trong nước lên trên tường đá, sức mạnh bình thường không có bây giờ dùng được rồi. Đương nhiên, cũng tạo cho đám người Đường Thành, Tiểu Trương một cơ hội học tập đáng quý. Có thể nhìn thấy hai người từng là cao thủ tiên thiên đại viên mãn luận bàn, đúng là không hề dễ dàng. Hai, đáng tiếc, nếu có hai cái thì tốt biết bao. Hồng Tà lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Phàm bỗng chuyển thành màu đen. Còn muốn nữa sao, lấy ở đâu ra chứ? Chỉ mỗi người một cái thôi đã đủ khiến người ta mệt lắm rồi, hơn nữa còn rất tốn kém, gần 200 triệu mới được hai cái chân này đấy. Bao Nghị vẻ mặt cay đắng nói. Ấy thế mà có được như ý đâu, màu sắc này. Đường Thành cười gượng một tiếng. Ta thích, ngươi quản được à, tin rằng đồng chí Tiểu Diệp sẽ không tiếc chút tiền đó đâu. Lúc nào đó nhất định sẽ làm ra một cái chân nữa, có đúng không? Hồng Tà lầm bầm nói, lão già này ở Hồng Diệp Bảo đã gặp qua không ít cán bộ, từ đồng chí cũng học được rồi. Đúng vậy, không có gì, tuy nhiên, chính là không tìm ra nguyên liệu. Diệp Phàm sửng sốt. Cố nặn ra một nụ cười nói. Tại sao lại không có, đại tuyết sơn của bọn Nhật không phải có sao? Một thời gian nữa chúng ta đi lấy là được. Hồng Tà vẻ mặt đầy khí phách nói. Ông ta nhìn Lệ Vô Nhai một cái, cười nói. Hay là đồng chí lão Lệ, ông cho tôi mượn một cái kia trước đi, chờ đến lúc tôi lấy được nguyên liệu về thì sẽ trả lại cho ông. Chỗ Nhật Bản kia một mình tôi đi là được, ông cứ ở nhà với vợ đi. Thôi, ông cho tôi mượn đi. Có chân thật là tốt, trước kia đâu được như thế này, hơi hoạt động chút là gãy rồi, bây giờ khác hẳn. Lệ Vô Nhai thiếu chút nữa thì trợn mắt lên mắng. Nếu thật sự muốn đến Đại Tuyết Sơn tìm cây tuyết nham, thì còn phải có Tiêu Dương Thiên của phái Hoa Sơn đi cùng mới được. Bởi vì, chỉ có ông ta mới biết cây tuyết nham ở chỗ nào. Nhật Bản tuy là đảo quốc, nhưng cũng không nhỏ mà. Diệp Phàm nói, chúng ta xử hắn thảm như vậy, hắn không hận chết chúng ta mới là lạ. Đâu có dễ dàng chịu đi cùng chứ.
Vương Long Đông có chút lo lắng nói. Cũng chưa chắc, Tiêu Dương Thiên mấy chục năm nay vẫn tìm tài liệu luyện kiếm. Với việc giúp đỡ y đột phá lên giai đoạn niệm khí, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Đột phá lên giai đoạn niệm khí, có khi còn giúp ông ta tăng thêm tuổi thọ, sức hấp dẫn quá lớn đối với Tiêu Dương Thiên. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, sống đúng là rất tốt, đặc biệt là đối với những lão già như bọn ta, càng cảm nhận được ý nghĩa của sinh mệnh. Lệ Vô Nhai cảm thán nói. Ý nghĩa cuộc sống của người chỉ là để luyện công, đột phá tìm hiểu huyền bí võ học mà. Chu Chân Chân đứng cạnh lầm bầm nói. Đâu nói như vậy được Chân Chân, con xem, chúng ta hiện tại mới tốt làm sao, luyện công hay không đâu còn quan trọng nữa. Lệ Vô Nhai hiện lên vẻ cười nịnh hiếm hoi. Vậy thì, người đi cùng con về Chu gia một chuyến, một tháng không được động chân động tay, có được không? Chu Chân Chân cười nói. Hai, cái này, đúng là có chút khó khăn. Lệ Vô Nhai vẻ mặt cay đắng. Ha ha ha. Hồng Tà cười lớn, La Nhất Diệp thì vẫn ở bên cạnh. Có Tiêu Dương Thiên gia nhập thì thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh. Theo lời của ông ta nói thì đến Đại Tuyết Sơn cũng phải chú ý, hình như còn phải nhân lúc cao thủ của người ta không có nhà mà lấy trộm. Nhật Bản này xuất hiện nhân vật lợi hại này từ khi nào? Không phải lão Tiêu nói quá lên chứ? Đường Thành nói. Điều này cũng là bình thường, Nhật Bản cũng có 100-200 triệu dân, chúng ta đâu thể biết chi tiết của người ta được. Xuất hiện một vài cao thủ cũng đâu có gì là khó hiểu. Bao Nghị nói, những gia tộc bên ngoài chúng ta biết rồi, còn những gia tộc bí ẩn thì không thể biết rõ được. Diệp Phàm nói, Tiêu Dương Thiên bị thương nặng, phỏng chừng phải mất mấy tháng mới có thể hồi phục ấy nhỉ. Đường Thành nói, có thể liên lạc trước với bọn họ, đến lúc đó cùng thống nhất thời gian đi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải âm thầm điều tra tình hình của Đại Tuyết Sơn mới được, cũng phải đề phòng Tiêu Dương Thiên dở trò chứ. Diệp Phàm nói, đó là điều đương nhiên. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà. Vương Long Đông gật đầu nói. Ha ha, đồng chí Long Đông trở thành chuyên gia quân sự từ khi nào vậy? Trương Ẩn Hào cười khan nói. Chỉ có cậu mới được phép xem chương trình quân sự trên TV thôi hả? Tôi cũng từng tham gia nhiệm vụ đấy. Vương Long Đông đáp trả. Ồ, cũng vênh váo nhỉ, xem ra đãi ngộ của cổ gia đối với cậu tăng cao rồi. Trương Ẩn Hào cười nói. Hiện tại cổ gia đã nghe tôi. Vương Long Đông bất mãn nhìn Trương Ẩn Hào nói. Đây là thực lực, hiện tại thực lực của Long Đông tăng rồi. Cổ gia trước kia khinh thường cậu ấy giờ phải tôn kính cậu ấy. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, thực lực chỉ là một phương diện, cổ gia chủ yếu là nể mặt anh Diệp thôi. Vương Long Đông khiêm tốn nói, sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Ẩn Hào một cái, cười nói. Chú em, một nửa kia của cậu hiện giờ vẫn mất tăm mất tích kìa, cũng muộn rồi đấy, đi mà tìm đi. Sao có thể nói như thế được, phu nhân của Trương Ẩn Hào này là tiểu thư Khuê Các, nàng tuyệt đối là đang ở nhà chờ tôi. Chỉ dựa vào cậu, muốn lấy tiểu thư Khuê Các, cũng khó đấy. Đường Thành châm chọc nói. Chương 3360, nhân tình khắp nơi đều đã đến. Về nhà nghỉ ngơi một ngày. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm bay đến thành phố Thành Vinh tỉnh Thiên Vân. Lần này Diệp Phàm đi thẳng đến tỉnh ủy. Sau khi nghe Diệp Phàm báo cáo xong, Ninh Chí Hòa nói. Lần này cậu đến là đòi quyền lực, liên quan đến. Cái này, việc thực thi phải theo trình tự tương đối lớn. Hơn nữa, còn phải có sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban Quốc tư và tỉnh Điền Nam thì mới được. Tuy nhiên, điểm mấu chốt chính là không có chính sách nào để mà ủng hộ đề nghị của cậu. Cậu nghĩ mà xem, chủ yếu là phương diện định vị cấp bậc của khu kinh tế Hoành không có vấn đề. Nó cũng không phải là một khu hành chính mới, mà là một khu kinh tế do một bộ và hai tỉnh cùng quản lý mà thôi. Còn có quyền lực quản lý hai thành phố Giang Hoa và Hạng Nam vậy thì chỉ có khu hành chính cấp tỉnh mới đủ tư cách này, cho dù là ban tổ chức của thành phố cấp phó tỉnh cũng không có quyền như vậy. Vì vậy các cậu không có đủ tư cách này. Cháu biết, cho nên mới đến xin sự ủng hộ, xem có thể tìm được con đường nào hợp pháp hóa việc thành lập của ban tổ chức khu kinh tế Hoành không được hay không. Diệp Phàm gật đầu nói. Suy nghĩ của cậu thì hay đấy, nhưng việc thực hiện lại rất khó. Hơn nữa, còn phải phối hợp với một bộ và hai tỉnh. Đồng chí ở Điền Nam sẽ nghĩ như thế nào, còn cả trên bộ nữa. Ninh Chí Hòa hỏi. Chính là vì việc này cháu mới tìm chú mà, đầu tiên phải được người đứng đầu tỉnh Thiên Vân ủng hộ mới được. Diệp Phàm nói. Chuyện này tỉnh Thiên Vân không có ý kiến,
chẳng qua là không có chương trình phù hợp. Đừng nói là khu kinh tế Hoành Không, mà ngay cả thành phố cấp phó tỉnh như Thành Vinh, ban tổ chức của họ cũng chỉ có quyền cấp cục mà thôi. Việc phân công cán bộ cấp phó giám đốc sở thì phải do ban tổ chức tỉnh ủy quyết định. Nếu để tập đoàn Hoành Không các cậu có quyền lực lớn như vậy, không phải quyền của các cậu còn hơn cả ban tổ chức tỉnh ủy hay sao? Cái này, cậu nghĩ lại xem, có phải có vấn đề hay không? Ninh Chí Hòa nói, đích xác là có vấn đề rất lớn, nhưng việc này có thể từ từ làm mà. Tuy nhiên, bộ máy đảng ủy Hoành Không phải được thành lập trước. Lần trước Phó Thủ tướng Ứng cũng nói với cháu rồi, muốn thành lập khu kinh tế Hoành Không thì trước tiên phải xây dựng được bộ máy đảng ủy. Cho nên, cháu hy vọng một bộ hai tỉnh có thể nhanh chóng điều phối thành viên. Còn về vấn đề quyền lực của ban tổ chức khu kinh tế thì có thể thao tác một chút. Ví dụ như, một bộ hai tỉnh chỉ cần qua loa, lấy đề cử của bọn cháu là cũng có thể thành công. Diệp Phàm nói, dựa vào cáo khung mà vừa rồi cậu báo cáo mà nói, tuyệt đại bộ phận thành viên bộ máy đã được định đoạt rồi. Ví dụ như hai thành phố Hạng Nam và Giang Hoa, cùng với tập đoàn cơ khí TQ, nhân vật số 1 số 2 của bọn họ chắc chắn phải vào bộ máy của ủy ban quản lý rồi, cộng thêm 4 đồng chí của tập đoàn Hoành Không nữa, như vậy cũng đã có chục người rồi. Cháu không biết là có kiếm được vị trí gì cả. Diệp Phàm nói đùa. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, cậu muốn vị trí như thế nào? Ninh Chí Hòa thần bí nhìn Diệp Phàm, mỉm cười hỏi. Có thể làm nhân vật số 1 đương nhiên là tốt nhất. Diệp Phàm cười nói. Cậu cũng tham nhỉ. Ninh Chí Hòa cười, sau đó nói tiếp. Hiện tại KTK Hoành Không vẫn chưa thành lập, nhưng mặt quản lý đã có đồng chí động tay vào rồi. Đương nhiên, cho cậu một vị trí thích hợp là điều bắt buộc. Bởi vì cậu là người sáng tạo nên khu kinh tế Hoành Không mà. Rốt cuộc là vị trí gì, chắc chú Ninh đã nghĩ sẵn trong đầu rồi nhỉ? Diệp Phàm muốn biết. Ha ha, trước khi có quyết định thì cậu đừng hỏi dò nữa. Tôi sẽ không nói đâu. Hơn nữa, yên tâm đi, tỉnh cũng có suy tính mà, sẽ không xem nhẹ đồng chí nào đâu. Ninh Chí Hòa cười thần bí, khiến Diệp Phàm buồn bã đi ra tỉnh ủy. Tuy nhiên, vừa về đến tập đoàn Hoành Không, Dương Chấn Đông liền vội chạy tới báo cáo công tác, Diệp Phàm cũng chăm chú lắng nghe, nhưng phát hiện không có ý gì mới. Diệp Phàm biết, phỏng chừng là Dương Chấn Đông cũng muốn vào ủy ban quản lý. Giờ phút này là đang tích cực tỏ thái độ với mình. Không chỉ như vậy, Dương Chấn Đông vừa đi, Tào Nguyệt từ Việt Đông trở về cũng vội đến báo cáo công tác ở Việt Đông Sơn Trang cho Diệp Phàm. Nghiêm Phương Long cũng báo cáo chuyện ở xưởng đóng tàu. Nhiều thành viên như vậy trong bộ máy. Trừ Ngũ Vân Lượng ra thì tất cả đều đã tới. Bí thư Diệp, lão Ngũ mấy ngày nay thật sự rất tích cực, ngày nào cũng ở núi Thiên Thông, cùng ăn cùng ở với công nhân. Khổng Ý Hùng cầm tài liệu vào cười ha hả nói. Đồng chí Vân Lượng có nhiệt tình mà. Diệp Phàm cười nói. Mấy hôm nay tôi cũng tán gẫu với cậu ấy, nói là tất cả mọi người đều đang hoạt động, sao cậu ấy lại không có động tác gì. Cậu ấy chỉ nói không muốn để anh thêm phiền toái. Hơn nữa, hiện tại trong bộ máy cậu ấy xếp cuối cùng, nên cũng biết không có đất diễn. Tuy nhiên, tôi cũng khuyên cậu ấy là nên tranh thủ một chút. Khổng Ý Hùng cười nói. Ha ha, đồng chí Vân Lượng rất hiểu chỗ khó xử của chúng ta mà. Diệp Phàm cười nói, Khổng Ý Hùng liền hiểu ra, đây là Diệp Tổng đang bảo mình truyền đạt với Ngũ Vân Lượng, vấn đề chọn người lần này anh ta đúng là không có hy vọng. Khổng Ý Hùng vừa đi thì cũng đến giờ ăn tối, Bao Nghị nói là mời đến nhà hàng vừa mở. Đúng lúc Lam Tồn Quân có ở Hoành Không, nên ba người liền cùng nhau đi. Uống được vài chén, Lam Tồn Quân cười nói. Diệp lão đại gần đây chắc phải nghe điện thoại nhiều lắm nhỉ. Chú em lại văn rồi. Diệp Phàm cười nói. Đang thời kỳ quan trọng mà. Lam Tồn Quân cười nói. Ha ha, gần đây đang nóng chuyện bộ máy ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không mà. Bao Nghị cười nói. Anh Diệp có tính toán gì không? Lam Tồn Quân hỏi, còn tính toán gì nữa, nói ra thì cũng chính là vì danh ngạch ít quá. Cấp trên lại cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi quá nhiều suất vào danh ngạch ủy ban quản lý Hoành Không. Nhưng, đối với tập đoàn Hoành Không với bộ máy thành viên gồm 13 người thì lại là 13 lấy 4. Hơn nữa, tôi nhất định phải vào, đồng nghĩa với việc 12 lấy 3, quá khó để quyết định. Diệp Phàm thở dài nói, Dương Chấn Đông cũng là thành viên cựu, chắc anh ta cũng muốn vào. Còn đồng chí phó bí thư Cung Chí Quân thì lại là con trai của ông ấy Cung Khai Hà có thể không vào sao? Chỉ còn một suất nữa, anh Diệp đúng là khó quyết thật.
Bao Nghị nói. Tuy nói là khó định, nhưng chắc trong lòng anh cũng có người để chọn rồi đúng không? Lam Tồn Quân hỏi. Có thì có đấy, anh em mình tôi cũng chẳng giấu làm gì. Trong 10 người còn lại, tôi đang phân vân giữa Trần Viên Kiều và Ngũ Vân Lược, chọn ai gạt ai, thật là khó quá. Diệp Phàm nói, rồi lại cạn tiếp một ly. Đồng chí Trần Viên Kiều nghe nói trước kia là thông qua quan hệ với Bí Thư Ninh mà xuống, còn Ngũ Vân Lượng cũng là người dốc sức vì anh Diệp. Đây đúng là sự lựa chọn khó khăn, mà Bí Thư Ninh lại giao quyền chọn lựa 4 người cho anh Diệp, chẳng lẽ lại không chiếu cố đến chỗ quan hệ kia của lãnh đạo. Bao Nghị và Lam Tồn Quân đều gật đầu. Tuy nhiên, chắc anh Diệp muốn chọn Ngũ Vân Lượng hơn rồi. Lam Tồn Quân nói, ha ha, hai người như con giun trong bụng tôi vậy, sao lại biết rõ thế? Diệp Phàm cười nói. Buổi tối, Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Kiếm gọi điện đến, cười nói. Thư ký trưởng Diệp lâu rồi không đến văn phòng tỉnh ủy rồi. Xin lỗi, tôi là cấp dưới mà không phải phép rồi. Diệp Phàm nói. Điều này mọi người đều rõ ràng, đây chỉ là chức vụ ngoài để cậu tiện làm việc thôi, cũng không ai nói ra nói vào đâu. Đỗ Kiếm cười nói. Bí Thư Đỗ hiểu được là tốt rồi. Chỉ sợ một vài đồng chí ở văn phòng không biết rõ nên không phục trong lòng thôi. Thật ra, tôi cũng đang muốn nói chuyện này với Bí Thư Đỗ, tôi hy vọng có thể từ chức phó thư ký trưởng này. Chức trợ lý chủ tịch tỉnh bên Điền Nam tôi cũng xin thôi rồi. Việc kiêm chức này là để tiện lợi cho một số công tác, cứ để như vậy thì cũng bị mọi người dị nghị có đúng không? Hơn nữa, hiện tại khu kinh tế Hoành Không sắp thành lập rồi. Cho nên công việc của tôi rất nhiều, chức vụ này không thích hợp cho tôi nữa rồi. Diệp Phàm nói, đây là quyết định của tỉnh ủy, chứ một mình tôi cũng không có quyền này. Đỗ Kiếm cười nói, gần đây công ty cơ khí Hoành Không đang làm rất hiệu quả, nghe nói bên Tân Môn có đơn đặt hàng rất lớn, mà tổ cạnh tranh cũng đã được thành lập rồi, đây là chuyện tốt mà. Từ khi đồng chí Viên Kiều nắm giữ ấn soái công ty này đã có thay đổi lớn, đó là một đồng chí tốt, rất có tầm nhìn. Diệp Phàm cũng tăng bốc Trần Viên Kiều lên một chút. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được Đỗ Kiếm đang làm thuyết khách cho Trần Viên Kiều. Không tồi không tồi, tin rằng công ty này dưới sự dẫn dắt của đồng chí Viên Kiều nhất định sẽ ngày một phát triển hơn. Tin rằng đồng chí Diệp Phàm sẽ mở con đường rộng hơn cho công ty cơ khí Hoành Không, để công ty này trở thành một công ty con chủ lực của tập đoàn Hoành Không. Đỗ Kiếm không nhắc lại Trần Viên Kiều, nhưng lời này đã đủ khiến người ta hiểu rồi. Ha ha, chỉ cần công ty con có tiền đồ phát triển. Tập đoàn Hoành Không sẽ toàn lực ủng hộ. Họ phát triển đồng nghĩa với việc tập đoàn Hoành Không phát triển mà. Diệp Phàm cũng không trực tiếp trả lời, mà khách sáo nói. Đỗ Kiếm có chút nghe không hiểu, lúc sau cười nói. Tuy nhiên, tập đoàn có nhiều công ty con như vậy thì cũng phải có công ty trọng điểm có đúng không? Dù nói là cùng tiến thì cũng phải có phân lượng nặng nhẹ chứ đúng không? Chương 3361, vừa ý ai? Điều đó đương nhiên. Ai đạt được thành tích nghĩa là chủ lực của công ty. Diệp Phàm vẫn đẩy. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Đỗ Kiếm biết hôm nay nói bóng gió nữa sẽ không ích gì, cười cúp điện thoại. Diệp Phàm cũng có chút không rõ, trong lời nói của Đỗ Kiếm thì ý kiến của bản thân Đỗ Kiếm vẫn là ý kiến của Ninh lão đại mượn miệng của hắn để truyền đạt. Nhưng trực giác của Diệp Phàm cảm thấy đó cũng không phải là ý của chữ lão đại. Nếu như là ý của Ninh lão đại, Đỗ Kiếm nhất định sẽ nói tỉnh ủy tại sao lại không được. Đoán rằng người thật sự đứng sau Trần Viên Kiều chính là vị bí thư tỉnh ủy Đỗ Kiếm này. Tất nhiên, Đỗ Kiếm cũng là thân tín của Ninh Đại Lão. Diệp Phàm tiến thoái lưỡng nan rồi, nếu chọn Ngũ Vân Lượng đi thì đắc tội với bí thư Đỗ, nếu không chọn Ngũ Vân Lượng chính là cấp dưới thân thiết nhất của mình. Hơn nữa, Ngũ Vân Lượng biết cách quản lý du lịch. Hiện giờ, du lịch đã xem như là chủ lực của tập đoàn Hoành Không. Nhưng, trước mắt Diệp Phàm bừng sáng, có cách rồi. Viên Kiều, phân lượng của tôi còn không đủ sao? Thật ra, khi Đỗ Kiếm gọi điện thoại đến, Trần Viên Kiều còn đang ngồi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm ở phòng khách nhà Đỗ Kiếm cùng với Trần Ảnh, vợ Đỗ Kiếm. Đương nhiên, hai mắt Trần Viên Kiều lại nhìn về phía cánh cửa nhà tắm. Không ngờ Đỗ Kiếm vừa bước ra lại có thể nói câu này. Diệp Phàm cũng quá kiêu căng rồi. Rõ ràng hiểu rằng ông ám chỉ hắn mà hắn còn không nể tình. Chẳng lẽ Diệp Phàm không biết rằng ông có quan hệ với Bí Thư Ninh? Trần Ảnh hơi nổi nóng, trừng mắt nhìn chồng một cái. Hiện giờ thời gian rất gấp, không bằng nói rõ đi. Không thì ông nói ám chỉ với hắn, hắn lại giả ngu với ông.
đến lúc nhân viên này được chọn thì quá muộn rồi. Việc có thể vào ban quản lý rất quan trọng đối với Viên Kiều. Nghe nói là ban quản lý này trên cơ bản là hình thức ban ngành của chính phủ. Viên Kiều hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để mở rộng công ty và được hưởng sự đãi ngộ của nhà nước. Do đó đường đường chính chính tiến vào đại sảnh của cán bộ ngành sản xuất. Đoán chừng mọi người có bị đánh vỡ đầu cũng muốn tìm cách vào ban quản lý. Chắc tạm thời cũng sẽ không được vào, nhưng sau này thì nhất định rồi. Cùng với sự phát triển của tập đoàn Hoành Không, khu kinh tế Hoành Không chính thức trở thành một khu mới dưới quyền quản lý của hai tỉnh là điều chắc chắn. Nhưng dự đoán cũng phải 2,3 năm mở rộng nữa. Đương nhiên, hiện giờ là đang mở đường. Nếu không, sau này Viên Kiều lại từ công ty quay trở lại nhà nước sẽ rất phiền toái. Vậy ông phải nắm chắc đi, nếu không đến lúc không được chuyện tôi lại phải sốt ruột với ông. Trần Ảnh lầm bầm nói, bởi vì, Trần Viên Kiều chính là em họ của bà, quan hệ này ở trong tỉnh không có mấy người biết đến. Ai, việc này, hơi khó để nói với bà, tôi thật sự là khó làm được. Vẻ mặt Đỗ Kiếm hơi xấu hổ, chuyện này, để cho Diệp Phàm giả ngu mà qua đi khiến cho Đỗ Kiếm cảm giác thật mất mặt. Việc này hay là đi tìm Bí Thư Ninh, Diệp Phàm không nghe ông, nhưng lời Bí Thư Ninh nói thì sao? Trần Ảnh nói, bà thật là không hiểu chuyện. Chuyện gì cũng có thể tìm Bí Thư Ninh sao? Lần trước điều Viên Kiều đến tập đoàn Hoành Không là đã giữ thể diện cho chúng ta lắm rồi. Còn muốn tham lam như vậy, làm người phải biết chừng mực. Hơn nữa, người muốn nhờ Bí Thư Ninh rất nhiều, không phải chỉ có mình tôi. Đỗ Kiếm hơi tức giận, giáo huấn vợ. Trần Ảnh tức giận đi lên lầu, Trần Viên Kiều thấy vậy cũng cáo từ đi về. Đỗ Kiếm lên lầu, thấy vợ không để ý tới mình, không khỏi cười khổ nói. Bà không hiểu. Bà xem tôi làm bí thư tỉnh ủy bao nhiêu năm rồi? 5 năm, tôi nhớ rất rõ. Trần Ảnh hừ giọng. Vậy không phải là đủ rồi sao? Đỗ Kiếm nói. Ý của ông là muốn thay đổi một chút. Trần Ảnh nói. Ai mà không muốn thăng tiến, Đỗ Kiếm tôi là một nam nhân. Không lẽ cả đời chỉ dậm chân tại chỗ ở vị trí bí thư tỉnh ủy này? Đỗ Kiếm hừ nói. Vậy, ý của ông là, chuyện của người này nên gác lại. Vợ của Đỗ Kiếm là người khá thông minh. Bà nghĩ xem có phải không, đến lúc đó, khi tỉnh có thay đổi, tiến cử của Bí Thư Ninh là có trọng lượng nhất. Nếu chúng ta dùng hết mọi ân tình rồi, đến khi cần thì phải làm sao bây giờ? Đỗ Kiếm hỏi lại vợ. Vậy, giữ lại, nhưng chuyện của Viên Kiều thật sự không có cách nào sao? Việc này tôi biết nói với Tiểu Thúc như thế nào. Ông không biết Tiểu Thúc yêu thương tôi, chăm sóc tôi như thế nào, Tiểu Thúc đối với tôi còn tốt hơn với Viên Kiều. Trần Ảnh nói có chút nghẹn ngào. Việc này, tôi đã nghĩ ra cách khác, nhưng ngàn vạn lần đừng rong dài với phía Bí Thư Ninh, cả lúc chơi mạt chược cưới Hương Ngọc cũng không được nhắc tới chuyện này. Đỗ Kiếm nói. Tôi hiểu rồi, ông cần giữ lại cơ hội. Trần Ảnh nói. Diệp Phàm vừa mới gác máy, điện thoại lại reo, lại là Lão Thiết đến, cười nói. Người anh em, gần đây có đau đầu không? Anh cũng nghe nói rồi chứ, anh nói có đau đầu hay không? Diệp Phàm cười nói. Hai, chắc chắn là rất đau đầu, gần đây nhận được không ít điện thoại phải không? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Chủ yếu đều không dám mở máy. Diệp Phàm nói. Nhưng cũng lại không dám tắt máy, rất nhiều điện thoại là của lãnh đạo tỉnh gọi tới, không nghe thì nhất định không được. Nếu tắt máy họ sẽ nói tôi cố ý trốn tránh gì đó, thật là khó. Ai, khó cũng phải. Hôm nay tôi gọi điện cho cậu cũng là vì chuyện này. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Anh Thiết cũng tới giúp vui. Diệp Phàm sửng sốt, thật không ngờ đến Thiết Chiêm Hùng cũng xin hộ người nào đó. Chiều nay đồng chí Quách Thiên Minh ở bộ gọi tôi đi, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì phải bàn bạc với tôi. Kết quả không nhắc gì tới đại sự cả, lại cùng tôi nói chuyện phiếm. Thiết Chiêm Hùng giận dữ nói. Không lẽ bộ trưởng Quách cũng có người thân làm việc ở tập đoàn Hoành không? Diệp Phàm hỏi. Cũng không phải. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Thiết Chiêm Hùng đột nhiên cười nói. Cũng lão đầu cũng thật là, có dám thì cũng trực tiếp thả vào tôi là được, lại còn phải qua Quách Thiên Minh chơi trò này, không lẽ còn không tin tôi sao? Diệp Phàm không khỏi có chút giận dữ. Ha ha, ta đoán là cung lão đầu không mở miệng được, không thể mất người này, ngại mà, cho nên biết chúng ta thân thiết mới nói Quách Thiên Minh làm thuyết khách. Thật ra, tôi cũng đã cân nhắc tới. Cung Chí Quân căn bản không cần phải mở miệng cậu cũng sẽ sắp xếp đúng không? Hai người các cậu có quan hệ gì vậy? Có phải là máu và lửa không?
Thiết Chiêm Hùng cười nói. Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Diệp Phàm hừ nói. Ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười lớn, rồi nói. Tôi cũng có một chuyện cá nhân. Chuyện gì vậy, anh Thiết? Diệp Phàm sửng sốt hỏi. Ngại quá, tôi. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Anh chính là anh cả mà. Diệp Phàm đùa giỡn nói. Dù sao cậu cũng sẽ sắp xếp, tôi sẽ đóng làm anh hùng một lần, nói chuyện này với Quách Thiên Minh cũng không vấn đề gì cả. Đương nhiên, như vậy thì nhân tình của cậu lại chuyển sang cho tôi rồi, xin lỗi nhé. Thiết Chiêm Hùng nói. Vậy thì không có gì, chúng ta là anh em mà. Nhưng tôi đang nghĩ, có phải Bộ trưởng Quách hứa hẹn gì với anh, hoặc nói là có vị trí nào trong bộ rồi? Diệp Phàm cười hỏi, nhạy bén cảm giác được điều gì đó. Lão đệ, cậu thật là thần rồi, ngay cả chuyện này cũng biết. Thiết Chiêm Hùng sửng sốt hỏi. Xem ra tôi thật sự đoán trúng rồi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Đúng là như vậy, Bộ trưởng Quách dự định sắp đến làm ở Ủy ban Chính trị Pháp luật rồi. Thiết Chiêm Hùng nói. Tin tốt lành, có phải Thiết ca đang nhìn vào vị trí thường phó của ông ta? Diệp Phàm nói. Nhìn thì nhìn vào rồi, việc này Bộ trưởng Quách vốn cùng quê với tôi, gia tình cũng rất tốt, nói cho tôi biết trước chuyện này mà. Nhưng quan hệ còn phải do tự mình đi lo, đương nhiên, Bộ trưởng Quách cũng nói là sẽ tiến cử tôi. Có điều, chuyện này quá khó. TH thở dài nói. Bộ trưởng Quách tuy là cấp phó, nhưng ông ta là thường phó, đó lại là vị trí cấp chính bộ. Phó bộ này đến chính bộ còn có khoảng cách rất lớn. Nếu thiên tuyến ở Bắc Kinh không đủ mạnh, căn bản là không có khả năng đi lên. Bộ trưởng Quách chỉ tiến cử anh thôi, còn có đồng ý không lại là ở trên. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, quyền bổ nhiệm chức vụ cao như vậy ở trong tay mấy người kia. Chuyện này đã thuộc về thiên tuyến cao nhất rồi. Cậu cũng hiểu, việc này rất quan trọng với tôi, nhưng với tôi mà nói, căn bản là chuyện không thể nào. Tôi chính là thiếu thiên tuyến. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi hiểu, chuyện này tôi và anh cùng nhau tiến thoái. Diệp Phàm nói. Ha ha, biết là lão đệ cậu sẽ không quên chuyện của lão ca mà. Việc này phải nắm chắc, một khi Quách Thiên Minh để tin tức này dò dỉ ra ngoài, người ta sẽ ùn ùn kéo đến cạnh tranh. Những người muốn cạnh tranh vào vị trí như của Quách Thiên Minh cũng không ít, riêng trong bộ thôi, những đối thủ có khả năng cạnh tranh cũng không dưới 7 người. Cùng với Bí thư Ủy ban Pháp luật Chính trị các tỉnh, các đồng chí cấp phó của Ủy ban Pháp luật Chính trị quốc gia, còn có phó của các viện kiểm sát và tòa án cấp tỉnh. Hơn nữa các chức phó của Tòa án Nhân dân tối cao, nhân mã cộng lại cũng không thiếu rồi, cả nước thì cũng phải đến gần 30 người. Thiết Chiêm Hùng nói, mặc kệ là bao nhiêu người, chúng ta cũng phải thử đúng không? Diệp Phàm nói, ừ, cố gắng là được, tôi biết, hy vọng này không lớn, nhưng có cơ hội dù sao cũng phải ra sức thực hiện. Nếu không, ngay cả dũng khí thực hiện cũng không có thì còn làm người làm gì nữa. Thiết Chiêm Hùng nói, ha ha, Thiết ca rất khí phách. Diệp Phàm cười nói, điện thoại của Diệp Phàm hoạt động không ngừng, các Thiệu Trung cũng tới góp vui, nói bóng gió về chuyện Dương Quý Phương. Lão ca, anh muốn nghe lời nói dối hay là nói thật? Diệp Phàm nói, đương nhiên là nói thật, tôi biết cậu cũng khó xử, nếu có gì lão ca ta sẽ lý giải. Cái Thiệu Trung nói, 4 danh ngạch tôi muốn vào, và 2 phó bí thư cũng muốn vào có phải không? Diệp Phàm hỏi, chắc chắn rồi, dù có thế nào cũng phải nhường phó bí thư đảng ủy vào. Cái Thiệu Trung nói, sau đó mới tính đến những người còn lại, quên mất, tôi quên chưa nói. Nhưng lão đệ, ta có chút khó hiểu, còn lại một chỗ, cậu sẽ để cho ai vào? Chương 3362, uy lực của Diệp Phàm. Bởi vì Cung Chí Quân đến chưa lâu nhưng mọi chuyện về Diệp Phàm, hắn đều đã nghe qua. Hơn nữa, Cung Chí Quân cũng luôn luôn quan tâm đến quan hệ của Diệp Phàm. Phàm là những ai có quan hệ tốt với Diệp Phàm, Cung Chí Quân đều lưu tâm. Chỉ có như vậy mới theo sát từng bước đi của Diệp lão đại. Đúng vậy. Đồng chí Chí Quân nói rất có lý. Khu du lịch Hoành Không một khi xây dựng xong, phỏng chừng lợi nhuận thu được sẽ chiếm một phần lớn của tập đoàn Hoành Không. Hơn nữa, du lịch ảnh hưởng đến tất cả các thiết kiến thiết của Hoành Không. Tại sao lại nói như vậy? Mọi người nghĩ xem, những nhà máy xí nghiệp hiện giờ chúng ta đang xây dựng không phải đều liên quan đến du lịch sao? Trước kia, khi xây dựng nhà máy thường không chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, hiện giờ vấn đề này rất chặt chẽ. Không có sự phê chuẩn của các ban ngành bảo vệ môi trường,
không phù hợp với quy hoạch của Hoành Không và với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của xí nghiệp thì không thể khởi công được. Với cư dân sinh sống ở đó mà nói, thì xây một tòa nhà, cống thoát nước như thế nào đều phải phù hợp với yêu cầu của môi trường sinh thái. Bởi vì đại quy hoạch Hoành Không là phải xây dựng một môi trường làm việc và sinh hoạt nhân văn phát triển trong một khi sinh thái. Mà người khởi xưởng mảng du lịch này là của khu kinh tế Hoành Không thì hiệu quả của việc này sau này sẽ nhìn rõ. Cho nên người phụ trách khu du lịch ắt phải vào ủy ban quản lý. Nếu không, quản lý sau này rất bất tiện. Nếu đồng chí Vân Lượng có thể vào ban quản lý có yêu cầu gì về mặt hoàn cảnh cứ nói với cậu ấy là được. Nếu không, còn phải truyền đạt qua tập đoàn Hoành Không, chẳng phải càng phiền toái sao? Dương Chấn Đông cũng nói. Ừ, biểu hiện của đồng chí Vân Lượng gần đây rất xuất sắc, từ khi đồng chí này tiếp nhận khu du lịch đến nay, thường xuyên cùng ăn cùng ở với công nhân ở công trường. Cho đến khi giải quyết được vấn đề, luôn ở tại công trường xây dựng Thông Thiên Sơn đã mấy tháng nay. Tinh thần này rất đáng để chúng ta học tập, hiện giờ những đồng chí như vậy không có nhiều. Tào Nguyệt vừa thấy liền biết mình không đùa. Ngũ Vân Lượng là cấp dưới thân thiết của Diệp Phàm, Dương Chấn Đông và Cung Chí Quân vào chắc chắn sẽ liên thủ giúp đỡ Diệp Phàm. Cho nên, Tào Nguyệt hối hận. Lần trước ở tỉnh do biểu hiện khi xin tổ rút lui quá kém, không một lòng theo Diệp Lão Đại. Mà lúc đó Cung Chí Quân và Ngũ Vân Lượng liền quyết tâm đi theo, tuy nói là Dương Chấn Đông không quyết tâm đi theo, nhưng Dương Chấn Đông rất có uy tín rồi. Hơn nữa cũng giống như hai đương gia của tập đoàn Hoành Không hiện giờ, hắn vào trong ban quản lý là điều tất nhiên, nếu không phỏng chừng ngay cả Dương Chấn Đông cũng không có hy vọng. Các đồng chí chắc đã quên một chuyện, trước kia tập đoàn Hoành Không tên là gì? Là tập đoàn cơ điện Hoành Không, điều này chứng minh rằng máy móc và điện lực mới là chủ lực của tập đoàn Hoành Không. Tại sao bây giờ lại biến thành du lịch? Ngành du lịch là một ngành đầu tư nhiều mà hiệu quả lại lâu thấy. Không giống như công ty cơ giới, đầu tư sau 1-2 năm là có thể nhìn thấy hiệu quả. Du lịch chỉ trông vào phí vào cửa, vậy được bao nhiêu tiền? Vậy cần hơn 10 năm, 20 năm mới có thể thu hồi phí tổn. Tuy nói rằng tập đoàn Hoành Không đầu tư nhiều nhất, nhưng lợi nhuận chưa chắc đã thuộc về tập đoàn Hoành Không. Ví dụ như, đi cùng với du lịch là các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, những điều này trên cơ bản tập đoàn Hoành Không chúng chưa từng đề cập đến. Vậy trên thực tế, lợi nhuận chủ yếu thuộc về các cá nhân hoặc là đơn vị bên ngoài. Trần Viên Kiều cũng hiểu được mình đã hết hy vọng, những lời này cũng chỉ đơn giản là thể hiện sự bất mãn của mình mà thôi. Ha ha, sao lại có thể nói là các đơn vị và cá nhân bên ngoài hưởng lợi? Khu kinh tế Hoành Không sắp thành lập. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào tập đoàn Hoành Không, mà còn phải quan sát trên cả khu kinh tế Hoành Không. Mặc dù tập đoàn Hoành Không không trực tiếp thu được lợi nhuận nhưng trên thực tế, những cá nhân và đơn vị thu được lợi đều ở trong khu kinh tế Hoành Không đúng không? Mà những đơn vị hoặc cá nhân đó cuối cùng cũng xúc tiến sự phát triển của khu kinh tế Hoành Không. Cùng bổ sung sức mạnh cho nhau thôi mà. Diệp Phàm đột nhiên cười nói, cũng đến lúc kết thúc rồi. Cuối cùng với sự bỏ cuộc của ba người Trần Viên Kiều, Dương Quý Phương và Cung Trường Hỷ, vấn đề chọn người cũng đã được giải quyết. Sau buổi trưa, Ngũ Vân Lượng vội vàng vào văn phòng của Diệp Phàm. Diệp Bí Thư, tôi. Ngũ Vân Lượng vẻ mặt cung kính, hốc mắt còn hơi ướt. Đồng chí Vân Lượng, cậu làm gì vậy? Nào, ngồi, ngồi đi. Diệp Phàm chỉ vào chỗ ghế sofa, cười nói. Bí Thư Diệp, tôi không muốn nói gì cả. Anh xem biểu hiện thực tế trong công việc hiện tại của Ngũ Vân Lượng tôi không còn mặt mũi đến gặp anh nữa. Sau khi nói xong, Ngũ Vân Lượng hướng về phía Diệp Phàm, hơi cúi người, xoay người bước đi. Trần Viên Kiều kích thích Ngũ Vân Lượng cũng hiểu được sự bất lợi của mình. Mà Diệp Phàm lại đưa hắn lên, hắn vạn phần cảm ơn. Làm tốt công việc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe một chút. Sau lưng truyền đến giọng nói của Diệp Phàm. Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý. Ngũ Vân Lượng cũng không quay đầu lại, đi tiếp. Đỗ Kiếm đưa lãnh đạo xuống nông thôn trở về. Nhưng vừa vào đến nhà liền thấy vợ sụ mặt, hơn nữa đôi mắt còn hơi đỏ, dường như vừa khóc. Làm sao vậy Trần Anh? Đỗ Kiếm vẻ mặt nghi hoặc, đặt túi công văn lên trên bàn. Ông không phải nói sẽ nghĩ cách sao? Trần Anh lầm bầm nói. Không phải đã nói với bà cách rồi sao? Việc này tôi đang cân nhắc nhờ vị nào? Đỗ Kiếm nói. Người ta đã sớm định người rồi, còn nói cái rắm. Trần Anh tức giận đến nỗi nói tục. Định rồi. Khi nào? Đỗ Kiếm sửng sốt, mặt đỏ bừng, dường như lửa giận từ dưới bụng đã đi lên mặt.
sáng nay đã chọn rồi, mở hội nghị. Viên Kiều nói Diệp Phàm căn bản là không coi lời nói của ông ra gì mà. Ngay từ đầu đã cho hai phó bí thư Dương Chấn Đông và Cung Chí Quân và danh ngạch, suất còn lại đương nhiên cho thân tín của hắn, Ngũ Vân Lượng. Ngũ Vân Lượng là do Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái đến tập đoàn Hoành Không, dựa vào cái gì mà được vào ban quản lý. Huống hồ, cán bộ Ủy ban Kỷ luật đi quản lý sự nghiệp phát triển du lịch, điều này căn bản là không đúng với quy định đúng không? Tôi thấy Diệp Phàm này căn bản là muốn bổ nhiệm người thân, còn nói cái gì công bằng, chủ nghĩa. Trần Ảnh thở hổn hển nói. Tại sao Viên Kiều không báo cho tôi? Tôi cũng vừa đưa lãnh đạo đi nông thôn về. Đỗ Kiếm hỏi. Báo thì có ích gì, người ta đã quyết định rồi. Viên Kiều nói không muốn làm phiền ông nữa, cho nên, chỉ đến nói chuyện với tôi một chút. Hơn nữa, nói với tôi là đừng nói chuyện này cho ông biết, đừng để ông cảm thấy không thoải mái. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Viên Kiều cũng cảm ơn sự giúp đỡ của anh rể như ông. Trần Ảnh nói. Lời này của cô ấy bà cũng tin, việc này nếu cô ấy muốn cho qua thì sao còn nói với bà, rõ ràng là muốn bà nói với tôi, tiểu xảo này chẳng lẽ bà không hiểu. Đỗ Kiếm nói. Việc này đương nhiên là phải nói không được. Tôi thấy tên Diệp Phàm đó quá đáng quá rồi, tôi nghe nói ở tập đoàn Hoành Không hắn rất quá đáng. Nghiễm nhiên giống như là hoàng đế của tập đoàn Hoành Không. Cấp dưới có chút sai sót đều bị hắn mắng chửi, sợ tới mức ủy viên đảng ủy cũng không dám nói. Loại người này chính là người độc đoán, còn nói cái gì căn bản đều là nói dối gạt người. Bộ dạng đó khiến cho toàn bộ tập đoàn Hoành Không sợ hãi phải làm theo ý của hắn, đến lúc đó chẳng phải là loạn hết lên, tôi chỉ lo cá nhân quá lớn sẽ có hậu quả lớn thôi. Trần Ảnh hừ nói, bà đừng nói bừa, ăn một trả một thôi. Đỗ Kiếm vẻ mặt bình tĩnh. Gì mà nói bừa, tôi có nói bừa gì đâu. Đây không phải sự thật sao. Nghe nói tên họ Diệp này ngay cả khúc tỉnh trưởng hắn cũng dám coi thường. Mới chỉ có chút thành tích thôi mà đã vênh váo đến mức đuổi vểnh lên trời rồi. Trần Ảnh nói. Được rồi. Đỗ Kiếm đập bàn, chén trà nảy lên khiến vợ nhảy dựng lên, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên, chảy nước mắt. Tôi biết bên ngoài ông có người khác, bây giờ tôi già rồi. Xấu xí rồi có phải không? Bây giờ ông chán tôi, ngày xưa thì sao? Không phải có người theo đuổi tôi mãi. Bây giờ ông làm quan lớn rồi, tính tình thay đổi đúng không? Ôi, bà nói chuyện gì ra chuyện đấy đi. Tôi hỏi bà biết gì về Diệp Phàm sao? Đỗ Kiếm ngồi xuống, cao nhau pha một chén trà. Chuyện gì, không phải chỉ là tổng giám đốc một xí nghiệp sao? Chẳng lẽ còn khí thế hơn so với một đại bí thư tỉnh ủy như ông sao? Trần Ảnh hừ lạnh nói. Diệp Phàm là do bí thư Ninh đích thân điều đến từ tỉnh khác, bà hiểu chưa? Đỗ Kiếm hừ nói. Giả vờ, TQ không có nhân tài sao? Không lẽ Diệp Phàm và bí thư Ninh có quan hệ thân thích? Trần Ảnh căn bản là không tin. Bà biết cái gì, Diệp Phàm này quả thực rất có năng lực, tập đoàn Hoành Không trước kia như thế nào, tỉnh ủy đã sắp không vực dậy được, bí thư Ninh thấy tình hình như vậy, mà lúc đó Diệp Phàm lại đang kinh doanh ở tỉnh khác. Hơn nữa còn làm rất tốt, nên đã được bí thư Ninh đưa đến. Đỗ Kiếm nói. Hóa ra ông nói muối tìm người căn bản là nói vậy thôi. Là người của bí thư Ninh, ông còn nói thế nào được. Trần Ảnh bớt tức giận hơn rất nhiều, người đàn bà này cũng không phải là không hiểu chuyện, chỉ là do tức giận nên mới nói như vậy. Bà nói tôi phải nói chuyện này như thế nào, bảo tôi trực tiếp đi tìm Diệp Phàm ép hắn, bí thư Ninh sẽ nhìn tôi như thế nào. Nói thật. Ở trong lòng bí thư Ninh, tôi và Diệp Phàm, trọng ai khinh ai cũng không biết được. Bà không hiểu tình thế gì cả. Đỗ Kiếm nói. Không thể nào, ông đường đường là đại thư ký trưởng lại không bằng giám đốc một công ty sao. Ông làm việc cho bí thư Ninh, tuy nói là làm công việc phục vụ cho lãnh đạo, nhưng công việc của ông quan trọng nhất. Lãnh đạo không thoải mái làm sao có thể làm việc tốt được. Đánh chết Trần Ảnh cũng không muốn tin trong lòng bí thư Ninh chồng mình còn không bằng Diệp Phàm. Hừ. Bà còn không hiểu được thân phận khác của Diệp Phàm, đó là có Kiều gia ở thủ đô chống lưng. Bà nói xem, tôi có thể qua được hắn sao? Đỗ Kiếm cười lạnh nói. Điều này. Trần Ảnh trợn tròn mắt, nói. Khó trách, khó trách. Biết là tốt rồi, vốn dĩ tôi đã làm 5 năm ở tỉnh Thiên Vân rồi, nhưng đến giờ vẫn là một thư ký trưởng. Thông thường khi bí thư mới lên nhậm chức đều đổi thư ký trưởng. May mắn mà chỗ đứng của tôi vững vàng. Còn không. Vị trí của tôi có thể duy trì được không còn khó nói. Hiện tại với tôi mà nói, muốn tiến thêm một bước thì không thể không theo sát bước đi của bí thư Ninh.
Hơn nữa, bà có biết Dương Chí Thiên thành phố Hạng Nam và Bí Thư Ninh cũng có chút thân thích. Việc này cũng là do bà lúc chơi mạt trược với Phí Hương Ngọc không cẩn thận mà nói ra. Dương Chí Thăng như thế nào, sau khi xuống thành phố Hạng Nam liền dở thủ đoạn với Diệp Phàm, kết quả là bị một cú đau đớn, hiện giờ cũng là tay chân của Diệp Phàm. Chuyện này kết quả thế nào, ngay cả Bí Thư Ninh cũng nhắm mắt cho qua, bà nói xem, nếu như thật sự muốn tỏ vẻ bất mãn với Diệp Phàm, tôi liền đến nói chuyện với hắn về chuyện này. Đỗ Kiếm hỏi lại vợ. Còn nói gì nữa, chuyện qua rồi thì cho qua đi. Người này chúng ta không thể trêu vào, việc này dù sao cũng qua rồi, về sau vẫn còn có cơ hội. Trần Ảnh cũng không muốn chồng mình bị ảnh hưởng, Vân Kiều tuy là người thân, nhưng cũng không thể so sánh với tiền đồ của chồng mình. Chương 3363, tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, việc này tôi vốn không muốn nói với bà cũng đừng nói lung tung, chuyện của Diệp Phàm tôi sẽ không xen vào. Đỗ Kiếm khoát tay, mặt âm trầm vào thư phòng. Lạ thật. Phó Chủ tịch tỉnh Thiên Vân, Phong Hồ Ninh cầm danh ngạch tiến cử của tập đoàn Hoành không chút nghi hoặc. Lão Phong, coi như chúng ta đang nói chuyện phiếm đi. Nói cách nhìn của cậu đi, đừng giấu, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Tỉnh trưởng Khú Chí Quốc châm một điếu thuốc, hỏi. Bốn danh ngạch thì Diệp Phàm nhất định phải vào rồi. Dương Chấn Đông vào cũng là chuyện bình thường. Dù sao hắn ở tập đoàn Hoành không cũng lâu rồi. Hơn nữa rất có thể tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Diệp Phàm. Nhưng Ngũ Vân Lượng có thể vào được giống như một con ngựa đen đột nhiên xuất hiện. Nhưng việc Diệp Phàm đưa Ngũ Vân Lượng vào cũng là chuyện bình thường, người một nhà mà. Nhưng Cung Chí Quân này chỉ mới đến tập đoàn Hoành không có mấy tháng mà lại có thể được vào. Ý của Diệp Phàm là đưa các phó bí thư vào, điều này thật ra là không có căn cứ. Ban quản lý khu kinh tế Hoành không hẳn là cần bổ sung thêm một số các bộ quản lý trực tiếp. Ví dụ như, có rất nhiều đồng chí có năng lực trong việc phát triển khu kinh tế Hoành không, mà Cung Chí Quân vừa tới chưa lâu, chưa có chiến công gì, tại sao lại đưa vào? Phong Hồ Ninh nói, tôi cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, Cung Chí Quân tới chưa lâu, hơn nữa, người này trước kia là việc ở Quốc vụ viện, cũng ít khi xuất hiện cùng với Diệp Phàm. Mà vừa rồi, biểu hiện của Cung Chí Quân rất kỳ quái. Lão Ninh, cậu có nhớ không, hắn về tỉnh xin chuyển công tác, mà Cung Chí Quân cũng là một trong những người thân tín ủng hộ Diệp Phàm. Một người khác ở cấp bậc cao hơn chính là Ngũ Vân Lượng rồi. Cung Chí Quân và Diệp Phàm có quan hệ như thế nào? Ở đây thật sự có chuyện rồi. Tỉnh trưởng Khúc cười dài nói. Chẳng lẽ bọn họ trước kia thân nhau, dường như tôi không nhìn ra gì cả. Tôi đang nghĩ, có phải là gia thế của Cung Chí Quân có vấn đề hay không? Là do Diệp Phàm biết gia thế của hắn. Khúc Chí Quốc nói. Ồ, gia thế của hắn như thế nào? Phong Hồ Ninh hỏi. Tôi vừa mới thăm dò được, cha hắn là Cung Khai Hà, chẳng qua chỉ là một phó bộ trưởng của Bộ Quốc phòng. Chẳng qua có một số việc là do cấp trên đặc biệt sắp xếp, một phó bộ trưởng dĩ nhiên vẫn chỉ là ủy viên ủy ban quân giới. Điều này như bình thường mà nói thì rất không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, đồng chí Cung Khai Hà trước kia là làm việc bảo mật. Có thể là do lý do này nên mới để cho hắn vào ủy ban không? Khúc Chí Quốc nói, thân phận ủy viên ủy ban quân giới đã đủ quan trọng rồi, nếu như không có thân phận này, chức phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không là gì. Theo tôi, chức vụ này cũng tương đương với một cán bộ cấp phó tỉnh, chỉ là khác nhau giữa hệ thống chính trị và quân sự thôi, nhưng có thêm thân phận ủy viên, thì là cấp phó của quốc gia, phân lượng lớn hơn rất nhiều. Khó trách Diệp Phàm lại coi trọng Cung Chí Quân như thế. Phong Hồ Ninh nói. Ha ha, thật sự quan điểm của tôi và cậu khác nhau, ủy viên ủy ban quân giới được hưởng sự đã ngộ cấp quốc gia, nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn cấp phó quốc. Cho nên khi chính phủ bầu ủy viên cục chính trị, bí thư ban thư ký, đại biểu nhân dân toàn quốc, ủy viên quốc hội, chánh án tòa án tối cao, viện trưởng viện kiểm sát, phó chủ tịch hội hiệp thương, sau khi nói là ủy viên ủy ban quân giới, ai ai cũng đều tham dự hội nghị. Và giữa các ủy viên ủy ban quân giới phải chọn ra ủy viên đương nhiệm, nếu như đơn thuần chọn ra người cũ, thì ủy viên cũ và cấp phó kia cũng phải cộng thêm. Cho nên phải nói là ủy viên ủy ban quân giới được hưởng đãi ngộ quốc gia nhưng chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn cấp phó. Nhưng khi bọn họ ngồi cùng các cán bộ của chính bộ thì lại được sắp xếp ngồi phía trước. Điều này cho thấy cấp bậc của bọn họ cao hơn so với cán bộ cấp bộ nhưng lại hơi thấp hơn so với các bộ cấp phó của quốc gia, ranh giới này có chút mơ hồ, nhưng mặc dù là như vậy Cung Khai Hà cũng rất có vị thế. Chủ tịch tỉnh Khúc ha hả cười nói. Thì ra là thế.
Phong Hồ Ninh cười nói. Lão Khúc, chúng ta chỉ là đang nói chuyện phiếm, ngài nói xem, gia thế của Cung Chí Quân, Bí Thư Ninh có biết hay không? Cậu nói xem. Khúc Chí Quốc mỉm cười nhìn Phong Hồ Ninh. Như vậy xem ra, khi danh sách này đến, khi tỉnh ủy thảo luận có thể đều thông qua rồi. Duy nhất có đồng chí Ngũ Vân Lượng là chưa được bàn bạc. Bốn người có một người không được thì cũng bình thường. Chủ tịch tỉnh Khúc cười dài nói. Nếu không cho được Ngũ Vân Lượng vào, trong lòng Diệp Phàm thật là rất buồn bực. Phong Hồ Ninh nói. Có một số việc giao quyền cho cấp dưới, nhưng không phải hoàn toàn có thể giao quyền cho cấp dưới đúng không? Nếu không, tại sao có thể thể hiện được quyền lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh? Cũng không cần biết cấp trên có chuyện gì, tôi và cậu vẫn có thể ngày ngày nói chuyện phiếm, uống trà, đọc báo. Khúc Chí Quốc dường như đang nói đùa, cười nói. Đúng rồi, tỉnh trưởng Khúc, bây giờ chúng ta đang nói chuyện chính sự mà. Ban quản lý không phải còn ba chỗ cho tỉnh ta sao? Mà ba chỗ này một bộ hai tỉnh đều phải có một người. Phong Hồ Ninh nói, vừa nói đến chuyện chính sự, cách xưng hô cũng liền thay đổi thành tỉnh trưởng Khúc. Đúng là có chuyện như vậy, đồng chí Hồ Ninh, có phải cậu cũng có ý thử một phen? Tỉnh trưởng Khúc cười nói. Ha ha, Nam Nhi Chí ở bốn phương, hơn nữa những cán bộ như chúng ta đều muốn xây dựng được một sự nghiệp vững chắc. Hơn nữa tôi vừa mới đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng, nhưng phải kiến công ở tỉnh thì tương đối khó khăn. Hơn nữa, tỉnh trưởng Khúc, ngài coi trọng tôi như vậy, tôi cũng không thể để cho ngài mất mặt đúng không? Phong Hồ Ninh cười nói. Hồ Ninh, quan hệ giữa hai chúng ta mà cậu còn phải ngượng ngùng giấu giếm. Thật ra, hôm nay tôi gọi cậu đến cũng là có ý này, muốn nghe suy nghĩ thật sự của cậu. Đồng chí Hồ Ninh, cậu có thể còn không ý thức được tính mấu chốt của vị trí này. Chủ tịch tỉnh Khúc nói. Tính mấu chốt. Phong Hồ Ninh nhắc lại lời của Khúc tỉnh trưởng. Đúng vậy, ba danh ngạch này định đoạt từ một bộ hai tỉnh. Nhưng đại bộ phận khu kinh tế hoành không này được xây dựng ở tỉnh Thiên Vân. Cho dù là tập đoàn cơ giới TQ mà nói, tuy họ không trực tiếp thuộc sự quản lý của tỉnh Thiên Vân, nhưng văn phòng và nhà máy của họ cũng xây dựng tại tỉnh Thiên Vân. Cho nên, tập đoàn hoành không lấy tỉnh Thiên Vân để thành lập khu kinh tế hoành không là điều không cần nói, quốc tự ủy và tỉnh Điền Nam cũng không có cách nào gạt bỏ được chuyện này. Hơn nữa, khu kinh tế hoành không là trên cơ sở của tập đoàn hoành không. Cơ sở của đại quy hoạch hoành không cũng bắt đầu từ đó. Cho nên, ban quản lý khu kinh tế hoành không cũng chính là bí thư ban quản lý nhất định là do tỉnh Thiên Vân phái người xuống quản lý. Khúc Chí Quốc nói. Đó là điều chắc chắn, tỉnh trưởng Khúc ngài nhắc tới chuyện này lại làm nổi bật lên tầm quan trọng của vị trí này, đại quy hoạch hoành không nhất định sẽ thành sự thật, đến lúc đó, đây chính là một chính sách kinh thiên động địa. Phong Hồ Ninh gật đầu nói. Đúng vậy. Sức ảnh hưởng to lớn của nói khẳng định sẽ tạo nên một cơn sóng lớn ở một bộ hai tỉnh. Tỉnh trưởng Khúc nói, các đồng chí tham gia cũng nhiều, nhưng những người được chọn vào ban quản lý thì sao? Có phải là đều là từ một bộ hai tỉnh đảm nhiệm? Mà Diệp Phàm chỉ có thể chọn ba người là phó bí thư đảng ủy và vị trí phó chủ nhiệm thường ủy. Tôi nghĩ, ủy ban quốc tư chắc sẽ phái một đồng chí cấp thứ trưởng xuống, còn tỉnh Điền Nam cũng sẽ điều một đồng chí cán bộ cấp phó đến đây. Mà chúng ta cũng là một trong những bên tham gia nên tuyệt đối không thể thua kém bọn họ. Mà đồng chí Diệp Phàm hiện giờ còn rất trẻ, đã là tổng giám đốc công ty hưởng thụ đãi ngộ cấp phó bộ mà thôi. Người này ở ủy ban chức vụ cao nhất đến cấp giám đốc sở, cho chức phó thường trực là đã tốt lắm rồi. Phong Hồ Ninh nói. Ha ha, cậu lại nhầm rồi. Khúc Chí Quốc cười nói. Lại sai rồi, không lẽ là cho chức vụ phó bí thư đảng ủy ban quản lý kiêm phó chủ nhiệm. Mà một bộ hai tỉnh chọn ra ba đồng chí, trong đó có hai đồng chí là đảm nhiệm việc chính, đồng chí thứ ba là đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy ban quản lý kiêm phó chủ nhiệm thường vụ, đúng không? Phong Hồ Ninh hỏi. Là công việc nhẹ nhàng, không nặng nề. Khúc Chí Quốc lại lắc đầu. Chủ nhiệm ban quản lý, làm sao có thể? Các đồng chí trong một bộ hai tỉnh kia và tỉnh Thiên Vân chúng ta trở xuống đảm nhiệm một công việc, Diệp Phàm đảm nhiệm hai việc. Mà hai đồng chí của Điền Nam cùng với quốc tự ủy chỉ có thể đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm thường vụ và phó chủ nhiệm. Hơn nữa, hai người này đều phải kiêm là phó bí thư đảng ủy, thêm Diệp Phàm nữa là ba phó bí thư rồi. Việc chọn lựa phó bí thư chính là việc khó quyết định rồi, Diệp Phàm liền bắt chước theo kiểu đảm nhiệm hai chức vụ ở trong xí nghiệp, vậy chẳng phải là cao hơn một chút so với Điền Nam và bộ rồi sao? Điều này tại sao lại khiến cho hai đồng chí cấp phó tỉnh và phó bộ tâm phục? Chuyện này
là vấn đề chính quyền tỉnh ủy cần phải xem xét. Theo chức vị mà nói, chức vị của Diệp Phàm cao, theo cấp bậc mà nói cấp bậc của Diệp Phàm là không thể đi lên được. Phong Hồ Ninh cảm thấy không có khả năng. Đúng vậy, vướng mắc trong việc này tương đối lớn, đưa Diệp Phàm lên là không tốt cho hai người kia. Nếu không cho Diệp Phàm lên làm chủ nhiệm ban quản lý cũng có chút không ổn. Bởi vì hắn là người sáng lập ra khu kinh tế Hoành Không, hơn nữa đại quy hoạch Hoành Không cũng là do hắn bắt tay vào làm. Cuối cùng lại chỉ đạo một người khác đến làm quản lý, tỉnh sẽ rất lo Diệp Phàm sẽ không thoải mái. Mà khu kinh tế Hoành Không còn trông đợi vào hắn làm cho phát triển hơn, nếu trong lòng không thoải mái thì không tốt, bởi vì, thành quả mọi người thực sự làm ra tới rồi mà. Việc này, thật đúng là phiền não, đến lúc đó, một bộ hai tỉnh khẳng định sẽ cùng nhau bàn bạc. Việc này tỉnh Thiên Vân nói thì không tính, phía ủy ban quốc tư và Điền Nam nói cũng có thể không tính. Là tôi lo vì chuyện này sẽ gặp phải một số phiền phức không cần thiết. Đến lúc đó, sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không. Hơn nữa, tỉnh chúng ta chọn người phải chờ đến sau khi bộ và tỉnh Điền Nam quyết định xong mới có thể xem tình hình mà quyết định. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỉnh Điền Nam chắc là sẽ cho đồng chí Trương Tương Hòa vào ban quản lý. Trên bộ chắc cũng là một vị cấp thứ trưởng xuống dưới. Đương nhiên cũng không loại trừ chính sảnh cũng có thể đưa người vào ban quản lý. Trên mặt Khúc Chí Quốc hiện lên một tia u buồn. Chương 3364, vấn đề chức vụ của Diệp Phàm. Về vấn đề lựa chọn người của tỉnh chúng ta, không biết tỉnh có ý gì. Phong Hồ Ninh suy nghĩ. Việc này tôi đã hỏi đồng chí Chí Hòa, anh ấy nói là chờ hai người bọn họ tiến hành xong thì mới bàn đến. Việc này, những đồng chí để mắt đến cũng không ít đâu. Về việc này mà nói, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cũng rơi vào hoàn cảnh khó xử. Khúc Chí Quốc nói. Đương nhiên, giống như đồng chí Cái Thiệu Trung, Thái Cường, Triệu Hướng Vân lẽ nào không muốn sao? Phong Hồ Ninh cũng có cảm giác bất lực. So với Thái Cường và Triệu Hướng Vân, ông ta cũng chẳng có ưu thế nhiều. Nhiều lắm thì mạnh hơn so với chức trợ lý chủ tịch tỉnh của Cái Thiệu Trung mà thôi. Cái Thiệu chắc có thể gạt ra, tuy ông ta cũng là cán bộ cấp phó tỉnh. Nhưng so với đồng chí được bộ và Điền Nam sắp xếp mà nói thì ông ta thực sự là kém hơn một chút. Khúc Chí Quốc nhìn Phong Hồ Ninh rồi nói tiếp. Thực ra anh còn chưa tính đến vấn đề cao hơn một cấp. Cao hơn, không thể nào lại phái một ủy thường vụ xuống để đảm nhiệm vai trò số một của khu kinh tế đấy chứ. Phong Hồ Ninh tỏ ra nghi hoặc. Có gì mà không thể, chẳng những các vị phó của ủy ban nhân dân tỉnh nhòm ngó, mà còn rất nhiều đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy cũng đều nhòm ngó vào quả trứng lớn là khu kinh tế này. Ở những ban, ngành mà các đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy được phân công phụ trách nếu muốn có thành tích cũng khó, nhưng một khi xuống phụ trách khu kinh tế Hoành Không thì hiệu quả sẽ nhanh chóng thấy được. Nhiều lắm là thời gian 2 năm chắc chắn sẽ có thành tích, thậm chí còn nhanh hơn nữa, dù sao, việc xây dựng khu kinh tế Hoành Không cũng sắp đến lúc kết thúc rồi. Đúng lúc có thành tích, đối với những ủy viên thường vụ mà nói, bọn họ lại càng cần có thành tích. Phó chủ tịch tỉnh lên chủ tịch tỉnh, không có thành tích xuất sắc thì khó mà tạo được cơ sở vững chắc. Mối quan hệ là thứ nhất, nhưng chỉ có mối quan hệ mà không có thành tích thì cũng không được. Hai điều kiện thiếu một cũng không được, đây chính là điều kiện cần và điều kiện đủ. Bằng không, sẽ làm cho mối quan hệ của anh không thể đề cử cho anh được có phải thế không nào? Ví dụ cho trường hợp này cũng không phải là không có. Anh xem, bí thư thành ủy của các thành phố lớn không phải cũng là đảng ủy viên tỉnh ủy hay sao? Bí thư ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không do đảng ủy viên đảm nhiệm cũng là chuyện bình thường. Bởi vì đã có tiền lệ rồi mà, cũng phù hợp với điều lệ và chính sách. Từ một phương diện khác cũng có thể nhìn thấy mức độ coi trọng của tỉnh ủy đối với khu kinh tế Hoành Không. Công trình trọng điểm được nhà nước ủng hộ mà, chúng ta không coi trọng thì có thể hay sao? Nếu thực sự là như thế thì đến cả tôi cũng không dễ nói chuyện. Khúc Chí Quốc hừ nói. Việc này, khó khăn rất lớn. Sắc mặt của Phong Hồ Ninh trở nên khó nhìn, vốn cho rằng đã nắm chắc được rồi, giờ phút chốc đã rơi xuống cực điểm. Nếu là thường vụ tỉnh ủy nhúng tay vào khu kinh tế Hoành Không thì cơ bản chẳng có việc gì cho mình nữa. Sáng sớm ngày hôm sau vừa đến cổng tổng bộ, phát hiện Khổng Ý Hùng cũng đang ở cổng chính. Chào buổi sáng nhé chủ nhiệm Khổng. Diệp Phàm cười nói chào hỏi trước. Bí thư Diệp, tôi chủ định đứng ở đây chờ anh. Khổng Ý Hùng nói. Có chuyện gì chúng ta vào phòng làm việc rồi nói. Diệp Phàm nói. Không phải, là đồng chí Viên Kiều 3 giờ sáng sớm nay đã đột ngột bị bệnh.
bây giờ đang truyền dịch trong bệnh viện, cô ấy nói là nửa đêm không tiện làm phiền anh nghỉ ngơi. Cho nên đã trực tiếp gọi điện thoại cho tôi nói là muốn xin nghỉ một tháng. Khổng Ý Hùng nói, đã kiểm tra ra bệnh gì hay chưa? Diệp Phàm nhíu mày, biết Trần Viên Kiều trong lòng không thoải mái, tám phần là đang giả bệnh. Không rõ, tôi đã hỏi rồi. Bác sĩ nói là bệnh bao tử, tuy nhiên, bệnh này anh nói có thì là có, anh nói không có cũng có thể là không có, có phải thế không nào? Trong lời nói của Khổng Ý Hùng còn có ý khác. Ha ha, vừa khéo, chúng ta phải qua đó thăm xem sao. Đồng chí bị bệnh mà, chúng ta là lãnh đạo tập đoàn thì phải quan tâm, thể hiện một chút sự lo lắng của lãnh đạo chứ. Diệp Phàm cười nói, tôi mua một chút chất dinh dưỡng. Khổng Ý Hùng cười nói, mua đồ xong thì cùng với Diệp Phàm chạy thẳng đến bệnh viện. Thấy Diệp Phàm vào, Trần Viên Kiều nằm trên giường gắng gượng ngồi dậy. Đừng cử động, đừng cử động, đồng chí Viên Kiều. Xem, đừng chỉ lo lắng cho công việc mà không chú ý nghỉ ngơi. Bệnh này của chị nếu thực sự bị thì phiền phức, công ty cơ khí cả đống việc đang chờ chị quay về giải quyết đấy. Ở đó không thể thiếu chị được đâu. Diệp Phàm vội vàng đi lại nhẹ nhàng đỡ Trần Viên Kiều. Ôi, trước kia khi làm việc chẳng cảm thấy gì cả. Bệnh này một khi đã cảm nhận được thì toàn thân đều không chịu nổi nữa. Tê dại không nói, mà dạ dày đau từng cơn, thật sự không thể chịu nổi. Hơn nữa, bác sĩ đã nói, bao tử của tôi đã bị bệnh rồi, nếu không nghỉ ngơi thì sẽ nghiêm trọng hơn nữa. Vì thế có lẽ phải mất mấy tháng. Nhất định Trần Viên Kiều đang tức giận. Mấy tháng, thế thì phiền lắm. Diệp Phàm cố ý nhíu mày. Chẳng còn cách nào khác, tôi thì muốn sớm quay trở lại đi làm. Nhưng cơ thể này thực sự không chịu nổi nữa rồi. Trần Viên Kiều nói. Việc này, nếu chị thực sự cảm thấy không chịu nổi nữa thì tổng bộ công ty cũng không thể bắt chị nhất định phải quay trở lại làm việc được nữa, có phải thế không nào? Dù sao sức khỏe cũng quan trọng, sức khỏe là vốn của cách mạng mà. Chị phải nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Diệp Phàm an ủi, sau đó quay sang nói với Khổng Ý Hùng. Nói với bác sĩ, phải dùng loại thuốc tốt nhất. Toàn bộ tiền thuốc do công ty trả. Hơn nữa, còn phải tăng cường chất dinh dưỡng. Cảm ơn Bí Thư Diệp đã quan tâm. Trần Viên Kiều cảm kích ra mặt. Tuy nhiên, nếu đồng chí Viên Kiều xin nghỉ mấy tháng thì công việc của chị không có người quản lý thì không được. Ngày mai phải chuẩn bị đi thành phố Tân Môn đấu thầu rồi. Việc này rất quan trọng, không thể bỏ lỡ được. Thế này nhé, đồng chí Ý Hùng, anh lập tức thông báo với các đồng chí ở nhà trở về mở cuộc họp. Bàn bạc một chút xem việc của đồng chí Viên Kiều sẽ do ai phụ trách. Việc của Tân Môn này không có người giữ ấn soái thì không được. Vẻ mặt Diệp Phàm tỏ ra nghiêm túc. Dưới mắt chim ưng phát hiện sắc mặt Trần Viên Kiều đã thay đổi. Gây khó khăn với tôi sẽ bỏ quyền quản lý của cô, trở về thì cho cô húp cháo, Diệp Phàm trong lòng thầm hừ một tiếng. Bí thư Diệp. Toàn thân Trần Viên Kiều không biết từ lúc nào đã ngồi bật dậy. Sao thế đồng chí Viên Kiều, việc này chị không cần phải bàn giao nữa, cần phải dưỡng bệnh cho tốt. Tôi trực tiếp bố trí đồng chí Ngũ Vân Lượng tiếp quản là được rồi. Đến lúc đó, bảo anh ấy đến bệnh viện bàn bạc một chút với chị công việc liên quan là được thôi. Vẻ mặt Diệp Phàm thân thiết. Khổng Ý Hùng trong lòng muốn bật cười. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy tôi vẫn tốt, việc đi Tân Môn không thể bỏ lỡ được, hơn nữa, tôi đã quen với việc này. Nếu để đồng chí Vân Lượng tiếp quản thì e là nhất thời anh ấy chưa thể làm tốt được, đến lúc đó việc đấu thầu thất bại thì phiền phức. Việc đấu thầu Tân Môn liên quan đến công ty cơ khí của tập đoàn có thể phát triển hay không, rất quan trọng. Trần Viên Kiều nói, nhưng bệnh này của chị không thể gượng nổi mà. Diệp Phàm nhíu mày, tôi vẫn có thể chịu được, chờ việc Tân Môn giải quyết xong thì tôi lại quay về nghỉ ngơi. Hơn nữa, chỉ là bệnh bao tử, chịu được là qua được. Vừa làm việc vừa có thể tiếp tục truyền dịch có phải không nào? Trần Viên Kiều vội vàng nói, biết là Diệp Phàm người ta muốn xử lý mình. Nhưng không thể hiện thái độ thì không được. Việc đi Tân Môn là một chuyện rất tốt. Nếu có thể lợi nhuận thu về từ đơn đặt hàng cũng được hơn chục tỷ, đối với mình mà nói cũng là một chiến tích bất phàm. Cơ hội thế này không thể để tuột mất. Người đàn bà này ra mặt đúng là dày, Khổng Ý Hùng trong lòng khinh bỉ một câu. Chỉ sợ là sẽ khiến cho chị mệt chết mất thì lầm thế nào, công ty hy vọng sau khi chị khỏi bệnh sẽ tiếp tục làm việc. Diệp Phàm lại tiếp tục. Không sao, tôi thực sự có thể chịu được. Việc đấu thầu rất quan trọng, không thể để tuột mất được. Trần Viên Kiều ngồi thẳng dậy nói.
Thế thì tốt rồi, chị phải tranh thủ truyền dịch. Sáng sớm ngày mai tổ công tác do chị xây dựng sẽ đi Tân Môn. Đến đó còn phải thương lượng với đồng chí Kiều Báo Quốc một chút, bên phía bọn họ cử những đồng chí nào đi. Lần này đi là hợp tác đấu thầu. Diệp Phàm nói. Được được. Trần Viên Kiều chỉ còn biết gật đầu. Sau khi Diệp Phàm đi, Dương Thu Đàm chồng của Trần Viên Kiều liếc nhìn bà ta. Thở dài nói. Em tội gì phải khổ thế? Tôi làm sao? Trần Viên Kiều tức giận với chồng. Anh thì chẳng giúp được gì, đàn bà con gái một mình tôi cố gắng, chẳng phải là vì cái nhà này hay sao? Dương Thu Đàm làm việc trên tỉnh, tuy nhiên, đến giờ chẳng qua cũng chỉ là một cán bộ cấp phòng. Những việc lớn vẫn phải dựa vào vợ, đương nhiên sức lực không đủ. Ôi, việc này anh phải nói với em, tuy trước kia anh đều nghe lời em, tuy nhiên, lần này em không thể tiếp tục làm loạn lên nữa. Người ta chẳng phải là kẻ ngốc, vừa nhìn là có thể nhìn ra. Vừa rồi bí thư Diệp rất hiểu chỉ là đang đánh động em thôi. Em xem, em gây sức ép, không những ấn tượng không tốt, mà còn thiếu chút nữa mất đi cơ hội lớn trời cho. Anh biết, phụ nữ làm cán bộ không dễ dàng gì. Hay là em xin chuyển về tỉnh đi, ở đây làm việc thực sự không dễ dàng, áp lực cạnh tranh quá lớn. Tôi không trở về, không tạo ra phong cách cá nhân tôi về tỉnh làm cái gì. Họ Diệp càng coi thường tôi thì tôi càng phải tạo ra thành tích. Đến lúc đó xem hắn nhìn tôi thế nào. Trần Viên Kiều hừ một tiếng. Ôi, thế tùy em đi. Dù sao anh cũng không khuyên được em. Từ đầu em xuống anh cũng đã phải đối rồi. Làm ở tỉnh thoải mái biết bao nhiêu. Dương Thu Đàm thở dài. Lão Dương, anh thực sự đã bị hai chữ thoải mái hại cho đấy có biết không? Vì sao cho đến giờ anh cũng chỉ mới lên đến cấp phòng, đến chức phó sở cũng không lên được. Không phải anh rể không giúp anh. Người ta nhìn thấy anh như thế đã tức rồi. Anh không làm thì làm sao có thể phát triển được. Lão Dương, anh phải thay đổi tư tưởng quá an nhàn của anh đi. Trần Viên Kiều nói. Lý tưởng của anh và em không giống nhau, anh biết thỏa mãn với cái hiện có. Thôi đi không nói đến chuyện này nữa. Dù sao em có sự nghiệp của em, anh có cách nghĩ của anh. Chúng ta cũng không cần phải khuyên nhau nữa. Dương Thu Đàm nói. Ngày hôm sau... Tỉnh Điền Nam và tỉnh Thiên Vân lần lượt nhận được lời khước từ chức trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam và phó tổng thư ký tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân của Diệp Phàm. Bây giờ Diệp Phàm tất cả đã từ bỏ, chuyên tâm vào xây dựng khu kinh tế Hoành Không. Buổi tối cái Thiệu Trung gọi điện thoại đến, vừa mở mồm liền mắng. Không làm nữa, mẹ kiếp, còn làm cái khỉ gì chứ? Sao thế anh cái? Diệp Phàm hỏi. Ban lãnh đạo ủy ban quản lý này lại không có chủ tịch hội đồng quản trị là tôi đây, đây là gì với gì chứ? Cái Thiệu Trung hừ nói, khẩu khí hết sức bất mãn, cực đoan. Sao lại như thế, anh không thể không vào được ban quản lý? Diệp Phàm sửng sốt. Có gì mà không thể, sáng hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh đã thông báo danh sách đề cử. Người được lựa chọn là Phong Hồ Ninh, Triệu Hướng Vân và tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ là được chọn, bởi vì... Ngay khi bắt đầu Chủ tịch Khúc đã nhấn mạnh lần này tỉnh phái đồng chí đứng vào ban lãnh đạo ủy ban quản lý cấp bậc tương đối cao. Bởi vì, nghe nói tỉnh Điền Nam vào ủy ban quản lý rất có khả năng là Trương Tương Hòa, còn ủy ban quốc tư là một phó bộ trưởng. Còn cái Thiệu Trung tôi tuy cũng là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng chỉ là dự bị. Cho nên đầu tiên chính là gạch tên tôi ra ngoài. Bọn họ rõ ràng là đang âm mưu, có lẽ đã sớm bàn bạc với nhau rồi. Cái Thiệu Trung tức giận nói. Chương 3365, tỉnh ủy có cách nghĩ của tỉnh ủy. Ha ha, băn khoăn của anh đương nhiên cũng có lý, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như anh nói đâu mà. Không để cho Ngũ Vân Lượng vào ủy ban quản lý tỉnh cũng có suy nghĩ. Anh có cách nghĩ của anh, tỉnh ủy có dự tính của tỉnh ủy. Đồng chí Chu Tuế Nguyệt xuống chủ trì công việc của ủy ban quản lý lẽ nào không ủng hộ công việc của anh sao? Ha ha, đừng nghĩ cục diện tồi tệ như thế. Không chừng kết cục còn tốt hơn ấy chứ. Ninh Chí Hòa cười nói, có vẻ như tâm tình đang rất tốt. Phó Chủ tịch tỉnh Chu là cấp dưới của Ninh Thúc chứ hả? Diệp Phàm cười hỏi. Không thể nói như thế, mọi người đều là vì công việc nhà nước, không thể nói ai là cấp dưới được, là cấp dưới của đảng. Hơn nữa, về vấn đề chức vụ của cậu cấp trên cũng đang xem xét. Ninh Chí Hòa nói. Xem xét cái gì, chẳng phải là vị trí phó chủ nhiệm hay sao? Hơn nữa còn là phó chủ nhiệm xếp hàng thấp nhất ở đó nữa. Đến lúc đó chẳng khác nào vai trò một con côn trùng. Bây giờ thực sự trong lòng tôi đang rất mâu thuẫn,
nhìn từ sự phát triển của tập đoàn Hoành Không xây dựng khu kinh tế là có lợi cho sự phát triển của tập đoàn. Tuy nhiên, kết quả lại là khu kinh tế xây dựng lên rồi lại mất đi sự quản lý. Diệp Phàm nói. Ha ha ha. Ninh Chí Hòa cười không trả lời, khiến cho Diệp Phàm có chút buồn bực. Ông ấy định thế nào mà chẳng hề để lộ ra chút gì cả. Những ngày này thật khó khăn, bởi vì, mọi người đều đang chờ đợi sự công bố chính thức danh sách thành viên ban lãnh đạo ủy ban quản lý. Đương nhiên, thời gian này tin đồn cũng không ít, lúc thì thế này lúc thì thế kia. Diệp Phàm đã chẳng quan tâm đến gì cả, một lòng tập trung vào công việc. Buổi tối Diệp Phàm đi sông Thông Thiên luyện công 2 tiếng sau mới trở về nhà. Chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm vừa vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế thì Đường Thành gọi điện đến, dường như gã rất tức giận, thở phì phì, nói. Mẹ kiếp, đúng là đen đủi. Ồ, Đường Thái Tử, có chuyện gì không may cũng không dám đổ lên đầu cậu cơ mà có phải thế không nào? Diệp Phàm cười hỏi. Ai nói không rơi vào đầu tôi, bây giờ nó đã rơi rồi đấy. Đường Thành hừ nói. Ai khiến cho cậu tức giận như thế? Diệp Phàm hỏi. Chẳng phải là anh hay sao? Câu nói của Đường Thành thiếu chút nữa thì khiến cho Diệp Phàm mơ hồ, hỏi. Tiểu tử ngươi ngứa người hả? Việc này còn thực sự không phải là do anh mà đen đủi hay sao? Chẳng phải anh bảo tôi liên hệ với Phái Hoa Sơn chuẩn bị hợp tác đi Đại Tuyết Sơn Nhật Bản để giải quyết cây tuyết nham hay sao? Đường Thành hỏi. Có việc như vậy sao? Tôi cũng đang muốn hỏi cô, việc này đã hoàn thành hay chưa? Lẽ nào Phái Hoa Sơn không đồng ý hợp tác, việc này hình như không giống với tác phong của Tiêu Dương Thiên nhỉ? Diệp Phàm hỏi. Hôm qua tôi đã đến Phái Hoa Sơn, chút nữa thì đến cả thôn cũng không vào được. Những người đó ai cũng như đám hổ đó chằm chằm nhìn và đuổi tôi. Thân thủ kém cỏi của tôi thì có thể là thế nào? Sa Thiên lại không ở đó có phải không nào? Sau đó những người đó ai cũng nhìn tôi căm thù, giống như là muốn nuốt chửng tôi vậy. Nhiệm vụ Diệp Đại Anh giao cho tôi không hoàn thành được trong lòng tôi cũng không cam lòng. Hơn nữa những người đó cũng quá kiêu ngạo. Tôi tức giận lên, lập tức lấy ra 5 quả lựu đạn, nói là Tiêu Thanh Hồng không gặp tôi thì tôi cho nổ tung thôn này. Lập tức có hiệu quả ngay. Tiêu Thanh Hồng xuất hiện, tuy nhiên, vừa nhìn thấy tôi liền lạnh nhạt nói, ngươi còn mặt mũi đến đây, các ngươi thực sự muốn ép Phái Hoa Sơn đến ngõ cụt có phải không nào? Khi đó tôi đã rất bực bội, nói là lần này đến chủ yếu là nhận sự ủy thác của Diệp Tiên Sinh muốn hợp tác với Tiêu Dương Thiên đi lấy cây tuyết nham. Nào ngờ Tiêu Thanh Hồng mở miệng liền từ chối, nói là không hợp tác gì với loại lang sói. Tuy nhiên, Đường Thành tôi là gì chứ, mềm nắn rắn buông. Cuối cùng đã làm rõ nguyên nhân tức giận của bọn họ. Đường Thành nói đến đây thì nghỉ một lát. Nói nhanh nào. Diệp Phàm không chờ được liền thúc giục hỏi. Nói là sau khi bọn tôi đi được mấy ngày thì có một tướng quân họ Lâm đã dẫn theo mấy viên cảnh vệ lên Phái Hoa Sơn. Nói là ông ta là nhân viên làm việc ở cục phòng vệ, được phân công trực tiếp quản lý phòng khoa học quân sự ở Hồng Diệp Bảo. Bởi vì những hành động của Phái Hoa Sơn đã dẫn đến làm mất đi tài liệu cơ mật quan trọng của phòng khoa học quân sự Hồng Diệp Bảo. Còn nói bậy cái tên gì, đúng rồi, tên là tài liệu 806 quân công gì đó. Lâm tướng quân nói, từ sự kiện của Phái Hoa Sơn có thể thấy việc bảo vệ của phòng khoa học quân sự Hồng Diệp Bảo đã có lỗ hổng rất lớn, đối với việc xâm nhập của Phái Hoa Sơn chưa thể có được sự phòng ngự thật tốt. Qua những bộ, ngành nghiên cứu của cấp trên chủ quản. Mới phát hiện bởi vì phòng khoa học quân sự Hồng Diệp Bảo không có cao thủ bảo vệ. Cho nên, yêu cầu Phái Hoa Sơn cử ra 2 đệ tử tham gia vào đội bảo vệ phòng khoa học quân sự biệt thự Hồng Diệp để tăng sức mạnh phòng vệ an toàn của phòng khoa học quân sự. Không để cho những việc như thế xảy ra nữa. Đường Thành nói. Bọn họ trả lời thế nào? Có lẽ sẽ đổ lên đầu tôi có phải không nào? Diệp Phàm đã cảm nhận được. Không sai. Khi đó Tiêu Thanh Hồng liền cười nhạt nói là phòng khoa học quân sự biệt thự Hồng Diệp Bảo đầy những nhân tài, đến cả sư thúc Tiêu Sát Nhất cao thủ tiên thiên của bọn họ cũng bị đánh bị thương thì còn cần cao thủ nào để bảo vệ nữa chứ. Tuy nhiên, Lâm tướng quân nói việc này Hoa Sơn không hiểu. Vì vừa khéo tối hôm đó trưởng phòng Diệp mời bạn đến biệt thự Hồng Diệp Bảo uống rượu. Những cao thủ đó đều là bạn bè của trưởng phòng Diệp Anh. Chẳng có liên quan gì đến đội bảo vệ của phòng khoa học quân sự Hồng Diệp Bảo. Bây giờ việc thiếu cao thủ trong phòng là sự thật. Đường Thành nói. Tiêu Thanh Hồng biết đây là nói dối, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác có phải không nào. Nếu không bố trí thì Lâm tướng quân sẽ đem việc hôm đó ra mà nói. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy,
Tiêu Thanh Hồng rất thông minh, có lẽ cũng đã nghĩ tới. Hơn nữa Lâm tướng quân còn tuyên bố thẳng thắn. Cái gì mà phái Hoa Sơn cũng là người TQ, có nghĩa vụ ủng hộ việc quốc phòng, hơn nữa còn ám chỉ, việc lần này chỉ cần Hoa Sơn đồng ý phái người, việc trước kia sẽ bỏ qua. Bằng không thì phải xử lý công bằng. Lần này bọn họ còn dẫn theo những đồng chí của đội bảo vệ, nếu không đồng ý thì phải đưa người cầm đầu ra tòa án quân sự gì đó nữa. Tiêu Thanh Hồng bàn bạc với các trưởng lão một lúc, cuối cùng dù có tức giận thế nào đi nữa cũng đành phải chọn ra hai đệ tử để cho Lâm tướng quân dẫn đi. Hơn nữa, công lực của một người trong đó còn đạt đến thất đẳng. Đường Thành nói, lúc này đồng chí Cung Khai Hà đang rất vừa lòng có phải không? Diệp Phàm hừ nhẹ. Đó là đương nhiên, nghe nói xếp cung khi cười vui còn nói là đồng chí Diệp Phàm rất khá. Còn hy vọng hành động kiểu thế này có thể phát sinh mấy lần nữa. Đường Thành cười trên nỗi đau của người khác. Phát cái con khỉ, việc hợp tác thì sao? Diệp Phàm hỏi. Còn việc hợp tác, nói xong tất cả mọi người của phái Hoa Sơn đều chằm chằm nhìn tôi. Việc này, tôi đành phải rút lui trước. Mẹ kiếp đúng là ngạt thở. Bọn họ cho rằng chúng tôi là lòng tham vô đáy, căn bản không đáng tin. Đường Thành nói. Có lưu lại số điện thoại liên lạc không? Diệp Phàm hỏi. Có của Tiêu Thanh Hồng, hay là anh trực tiếp gọi điện cho cô ta là được? Đường Thành nói. Cũng được. Diệp Phàm gật đầu. Nhìn số điện thoại Đường Thành đưa cho, Diệp Phàm nghĩ một hồi rồi gọi điện. Anh là ai, tìm ai? Giọng nói của Tiêu Thanh Hồng truyền đến. Diệp Phàm, trưởng phòng khoa học quân sự biệt thự Hồng Diệp, cô biết mà. Diệp Phàm nói. Đừng vội cúp máy, tôi có việc thương lượng với cô. Nếu cô muốn cúp máy cũng được, tuy nhiên việc này rất có lợi đối với Tiêu trưởng lão của các người. Người còn muốn thế nào, thực sự xem phái Hoa Sơn bọn ta dễ ức hiếp lắm có phải không nào? Có bản lĩnh thì ngươi lên lại Hoa Sơn một chuyến đi, tất cả bọn ta sẽ liều với ngươi. Tiêu Thanh Hồng tức giận gào lên ở đầu dây bên kia. Tôi biết Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sát Nhất gần đây đã bị thương rất nặng, kiểu nội thương này phải mất nửa năm mới có thể hồi phục được. Hơn nữa, nếu hồi phục hoàn toàn thì phải mất khoảng thời gian một năm. Tuy nhiên, chỗ tôi đây có thuốc đặc hiệu, tuyệt đối là thứ tốt. Nếu không tin thì cô có thể cúp điện thoại. Diệp Phàm nói, đưa ra một viên kẹo ngọt. Quả nhiên có sức hấp dẫn. Tiêu Thanh Hồng trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi. Vốn là không muốn tin ngươi nữa, tuy nhiên, ngươi nói xem là thứ gì. Lần trước tôi đi Đạo Châu Hàn Quốc, lấy được nhân sâm 200 năm từ gia tộc Phát ra hàng đầu trong giới kinh doanh sâm. Tiêu trưởng môn, cô nói xem cái này có hiệu quả đối với bọn họ hay không? Diệp Phàm hỏi. Chẳng phải là hiếm. Không ngờ Tiêu Thanh Hồng lại cự tuyệt rõ ràng, thiếu chút nữa thì khiến Diệp Phàm nghẹn họng. Ha ha, các người có thứ này hay sao? 200 năm đã là gì, bọn ta môn phái hàng nghìn năm, thứ 200 năm này mà không kiếm được thì còn có thể gọi là môn phái lớn có lịch sử lâu đời hay sao? Đừng nói là 200 năm, 500 năm bọn ta cũng có. Có điều thứ này tuy có thể đẩy nhanh quá trình trị thương, nhưng hiệu quả cũng không phải biểu hiện đặc biệt. Tiêu Thanh Hồng hừ nói. Tôi biết hiệu quả không phải là đặc biệt tốt, nhưng cô nghĩ xem, nếu có thêm sự giúp đỡ trị thương từ hai người bạn của tôi thì hiệu quả sẽ thế nào? Diệp Phàm nói. Hai người bạn, chính là hai người hôm đó. Tiêu Thanh Hồng quả nhiên có chút động lòng. Ha ha, tại sao hai vị trưởng lão của các người lại như thế, chính là do hai người bọn họ. Cảnh giới công lực mà, tin rằng bà đã nghe rõ ràng từ miệng của Tiêu Dương Thiên. Hơn nữa, tôi có một trận pháp đặc biệt, có thể hợp nhất công lực của bọn họ lại. Nếu dùng công lực mạnh đả thông kinh mạch bị tắc của Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sắt Nhất, rồi cuối cùng kết hợp với dùng thuốc thì chẳng phải hiệu quả sẽ có hay sao? Tôi có thể bảo đảm, trong vòng một tháng sẽ làm cho bọn họ hồi phục được 8 phần công lực. Cô cho rằng tôi dỗi hơi không có việc làm muốn dựa cửa chỗ bà chữa bệnh có phải không? Chủ yếu là sau khi bọn họ hồi phục chúng tôi muốn hợp tác đi Đại Tuyết Sơn Nhật Bản xử lý tuyết nham mộc thôi. Thứ đó thực sự là thứ tốt, nếu dùng để rèn bảo kiếm thì tuyệt đối là nguyên liệu tốt. Hơn nữa, chia cho các người cũng có tác dụng lớn. Các người chẳng phải là Hoa Sơn kiếm phái hay sao? Lẽ nào không muốn có được bảo kiếm tốt? Diệp Phàm nói. Việc này ta suy nghĩ một chút rồi trả lời với ngươi, tuy nhiên, các ngươi không được đưa thêm điều kiện khác nữa. Tiêu Thanh Hồng nói. Đồng minh hợp tác mà, chúng ta cũng đều là người TQ. Diệp Phàm nói, cúp điện thoại xong Tiêu Thanh Hồng chửi. Đều là người TQ, các người căn bản chỉ là một lũ lang sói.
Tiêu Thanh Hồng vội vàng đi vào hậu viện. Chẳng phải là đã nói với cô nếu không có việc thì đừng đến quấy rầy bọn ta dưỡng thương hay sao? Tiêu Dương Thiên hơi chút bực bội, khẩu khí rất nặng. Đúng là có việc. Tiêu Thanh Hồng đem chuyện kể lại một lượt. Nghe nói một trong hai người đó chính là Hồng Tà, một trong tam tà của 11 người năm xưa. Người còn lại công lực cũng không kém gì lão ta, không biết từ đâu đến. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định, hai người đều là cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Nếu có sự giúp đỡ của bọn họ đả thông kinh mạch và kết hợp dùng thuốc trị thương thì chắc chắn càng làm cho bọn ta nhanh chóng khỏi. Tuy nhiên, ta lo rằng không biết bọn họ có thực lòng giúp bọn ta trị thương hay không. Tiêu Dương Thiên nghe xong nói. Chương 3366, thăng chức phó chủ tịch tỉnh. Chỉ sợ sập bẫy, tay họ Diệp kia tuy trẻ tuổi, nhưng thật sự là rất lợi hại. Tôi nghi ngờ người này là một mưu gia trời sinh, nếu như khi chữa thương động tay chân, về sau e là sẽ càng phiền phức. Ví dụ như, âm thầm làm điều gì đó, chúng ta không để bọn họ hợp tác thì bọn họ sẽ gây chuyện. Việc này phải cẩn thận mới được, hiện tại có một số cao thủ trong khi chữa thương động chân tay khiến anh rất khó phát hiện. Tiêu Sắt Nhất nói, cứ thoải mái đi, tôi tự sẽ có cách. Tiêu Dương Thiên khoát tay, thấy hai người này có chút không hiểu, bèn nói. Trước đây trong khi khảo sát tôi có phát hiện ra một tình huống. Nhất Diệp đại sư của phái Nga Mi lại ở trong Hồng Diệp Bảo. Hơn nữa, bà ta tỏ ra rất thân thiết đối với Hồng Tà. Trước kia chúng ta không quen biết Hồng Tà, cũng không bận tâm lắm, hiện tại ngẫm lại liệu trong này có vấn đề hay không. Đúng rồi. Nhất Diệp đại sư là sư thúc của trưởng môn phái Nga Mi, được Tử Y thần ni rất sủng ái. Bà ta là người xuất gia, tại sao lại ở cùng chỗ với Hồng Tà chứ? Ở đây liệu có vấn đề gì hay không? Tiêu Sắt Nhất hưng phấn lên. Đúng vậy, chỉ cần Diệp Phàm không âm thầm quấy rối thì chúng ta cũng không cần thiết phải nói ra chuyện này. Còn nếu ngược lại, chúng ta cũng sẽ vạch mặt hắn ra. Đến lúc đó, phái Nga Mi nhất định sẽ không để yên cho hắn đâu. Các môn phái lớn rất chú trọng thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tiêu Dương Thiên gật đầu nói. Phái Nga Mi thì làm gì được Diệp Phàm chứ? Hai lão già dưới tay của hắn vô cùng lợi hại đấy. Tiêu Thanh Hồng có chút nghi ngờ. Ha ha, Thanh Hồng, cô không hiểu rồi. Tử Y thần ni là ai? Bà ta là một nhân vật vô cùng lợi hại, cũng ngang ngửa sư phụ của cô đấy. Tiêu Dương Thiên cười nói. Có thể đánh lại hai lão già kia không? Tiêu Thanh Hồng còn có chút do dự. Thực lực tương đương nhau, hai lão già kia là người tàn phế, nếu đôi chân hoàn hảo thì còn tương đương, đằng này, người tàn phế thì sao đánh lại được Tử Y. Ngay cả khi hai lão liên thủ thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tử Y. Đáng tiếc sư phụ của cô lại là người khá oái oăm, bình thường chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì vả, ngay cả khi tình cảnh chúng ta như thế này thì ông ấy cũng không thèm để ý. Tôi cũng nghi ngờ ông ấy liệu có còn là người của phái Hoa Sơn nữa hay không. Võ nghệ lợi hại để làm gì? Tiêu Dương Thiên có chút bất mãn. Sư phụ không phải không quản chuyện, mà là ông ấy không thèm làm những chuyện phàm tục. Ông ấy nói rồi, chỉ trừ những chuyện lớn đe dọa đến sự tồn vong của môn phái ra, còn những chuyện khác thì đừng có đến tìm ông ấy. Hơn nữa chuyện xảy ra lần trước chúng ta cũng có chút không thỏa đáng. Nếu sư phụ biết phỏng chừng còn bị ăn mắng, nếu hai lão già kia thực lực ngang ngửa với trưởng lão, chẳng lẽ Tử Y thần ni đã đột phá lên giai đoạn niệm khí rồi hay sao? Tiêu Thanh Hồng có chút không hiểu những điều này. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghe sư phụ nói mình đã đột phá lên niệm khí. Nhà đầu ngốc, bán niệm khí không được sao? Đừng có coi thường bán niệm khí nhé. Một cao thủ bán niệm khí có thể nhẹ nhàng hạ ba cao thủ tiên thiên đại viên mãn. Hai lão già tàn phế kia liên thủ lại cũng không phải đối thủ của Tử Y. Ngẫm lại mà xem, Tử Y là người cổ lỗ sĩ. Rất chú trọng danh tiết của môn phái. Nếu để cho bà ta biết đệ tử mà mình yêu ái nhất là Nhất Diệp Sư Thái lại ở cùng chỗ thân thiết với Hồng Tà như vậy, thì sẽ mang lại hậu quả như thế nào? Tiêu Dương Thiên cười âm hiểm nói. Không thể ngờ được sư phụ lại lợi hại như vậy, phái Hoa Sơn bị người ta bắt nạt thảm như vậy, tôi phải về nói chuyện với sư phụ một chút. Tuy nhiên, tôi sẽ chú ý cách nói chuyện. Tiêu Thanh Hồng vẻ chắc chắn nói. Tiêu Sắt Nhất và Tiêu Dương Thiên liếc nhìn nhau. Hiểu ý mỉm cười. Tiêu Thanh Hồng vừa đi, Tiêu Sắt Nhất liền cười nói. Vẫn là Thanh Hồng nói. Nói xem Tiêu Thu Sơn sẽ báo thù cho đệ tử hay không. Tuy nói đám người Diệp Phàm không trực tiếp gây hại tới cô ấy, nhưng đánh vào bộ mặt của môn phái chúng ta thì cũng đồng nghĩa với việc đánh vào bộ mặt của trưởng môn mà, đúng không? Tiêu Dương Thiên cười nói.
Đó là đương nhiên, từ sự cưng chiều của Tiêu Thu Sơn đối với Thanh Hồng từ trước đến giờ, tuy nói không trực tiếp đánh tới, nhưng âm thầm trừng trị Diệp Phàm một chút có lẽ vẫn có. Tôi muốn xem bộ dạng gặp đen đủi của hắn. Tuy nhiên, việc này vẫn phải chờ chúng ta mang cây tuyết nham về rồi trừng trị thì tốt hơn. Đến lúc đó, Diệp Phàm chúng ta đã lợi dụng xong thì cũng đến lúc để hắn gặp đen đủi. Phái Hoa Sơn chúng ta không cho phép bất cứ kẻ nào coi thường, ai dám động vào chúng ta thì kẻ đó phải trả giá. Tiêu Sắt Nhất cười nói. Việc này nếu như diễn ra vào thời gian trước khi đi Nhật Bản thì càng tốt hơn. Tiêu Dương Thiên lắc đầu nói. Nói cụ thể xem. Tiêu Sắt Nhất có chút không rõ. Tiêu Thu Sơn làm, không liên quan gì đến hai chúng ta cả. Hơn nữa, Tiêu Thu Sơn là nhân vật thần bí của Hoa Sơn chúng ta. Ngoài Thanh Hồng và hai người chúng ta ra thì chẳng ai biết ông ta cả. Hơn nữa, không phải chúng ta đang bị thương nặng hay sao? Ngay cả phòng khoa học quân sự cũng không thể nghi ngờ chúng ta không thể động thủ, chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả, có đúng không? Tiêu Dương Thiên cười nói. Hay lắm, nhưng như vậy nếu như Diệp Phàm đánh cho tàn phế thì người ta căn bản sẽ không nhắc đến chuyện hợp tác nữa. Tuy xóa sạch sự nghi ngờ đối với chúng ta, nhưng cũng sẽ mất đi người hợp tác cùng. Tiêu Sắt Nhất nói. Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, cho nên, vẫn là đi Nhật Bản về rồi động thủ thì hơn. Đến lúc đó phải vạch kế hoạch cẩn thận. Khi Tiêu Thu Sơn động thủ thì hai chúng ta ở nước ngoài hay đi du lịch đều được. Đến lúc đó, chỉ cần bộ phận giám sát sân bay nói không biết là được. Và lại, có lẽ người có thủ với Diệp Phàm hẳn là không ít. Tiêu Dương Thiên nói. Khó nhất chính là chúng ta không có cách nào để biết được ý tưởng của Tiêu Thu Sơn. Đừng nói là ông ấy định hạ thủ đối với Diệp Phàm khi nào, mà ngay cả kiến nghị cũng không dám nói. Bởi chẳng khác nào tự chuốc vạ vào thân. Lão già này tính tình cổ quái lắm. Tiêu Sắt Nhất nói. Đây đúng là một vấn đề, chỉ có thể từ từ mà làm thôi. Tiêu Dương Thiên thở dài. Thực ra có nghĩ được một cách, mấu chốt là ông có dám làm hay không? Tiêu Sắt Nhất hỏi. Cách gì? Tiêu Dương Thiên hỏi lại. Chúng ta vào nhà lao một thời gian dài như vậy, một ngày nào đó Tiêu Thu Sơn sẽ động thủ thôi. Tiêu Sắt Nhất nói. Không nên, nếu để người ngoài biết hai chúng ta đã từng vào nhà đá, thì từ nay về sau đừng có nói đến chuyện lăn lộn ở TQ nữa. Tiêu Dương Thiên lập tức phản đối. Cũng phải, chỉ có thể từ từ nghĩ cách thôi. Cuối tháng 8, danh sách thành viên Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Hoành Không đã được công bố. Tập đoàn Hoành Không hôm nay rất náo nhiệt. Không những người phụ trách công tác quản lý tổ chức của một bộ hai tỉnh đến, mà ban tổ chức TW cũng cử đồng chí Kim Thụ Du Ốc xuống. Đối với việc Kim Thụ Dương xuống lần này Diệp Phàm cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì trước đó không nhận được tin tức nào. Kiều gia cũng không nói đến chuyện này. Các đồng chí, trước kia công bố danh sách thì tôi xin thông báo quyết định bổ nhiệm của ban tổ chức tư. Kim Thụ Dương nhìn xung quanh một cái, rồi tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Bổ nhiệm đồng chí Nhậm Thời Mãn làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không. Nhất thời, mấy trăm cán bộ phía dưới ổ lên. Ngay cả Diệp Phàm cũng thấy bất ngờ. Đồng chí Nhậm Thời Mãn này là người ra sao, trước đây Diệp Phàm chẳng có chút thông tin gì cả. Tiếp theo tôi sẽ tuyên bố quyết định bổ nhiệm đối với một đồng chí khác, đó chính là đồng chí Diệp Phàm, tư đảng, quốc vụ viện quyết định bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm làm ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch tỉnh Thiên Vân, kiêm nhiệm phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không, cấp bậc là phó tỉnh. Được hưởng tất cả đãi ngộ có liên quan. Nhất thời, tiếng vỗ tay trong hội trường như sấm dậy, không khí như thể được đốt nóng lên. Các đồng chí phía dưới đứng cả dậy. Đồng chí Lam Tồn Quân còn há hốc miệng mà vỗ tay, bởi vì quá kích động đến mức cảm giác không đủ oxy để thở, nên phải há miệng ra để thở vậy. Bao Nghị, Khương Quân, Ngũ Vân Lượng, Khổng Ý Hùng cũng như vậy. Kiều Báo Quốc sắc mặt lại có chút mất tự nhiên, nhưng không dừng vỗ tay. Tuy có chút ganh tị, nhưng dù sao cũng là em rể mình thăng quan. Còn Dương Chí Thăng sắc mặt xanh mét, như không tin vào lỗ tai mình. Bí thư Dương, đồng chí Diệp Phàm được bổ nhiệm anh không vui à? Tân bí thư của địa khu Giang Hoa đồng chí Mộc Thành Trương bất âm bất dương cười nói. Vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Dương Chí Thăng hừ một tiếng, rồi cũng vỗ tay. Cố Hữu Toàn và Ô Vân Sơn giống như vừa được vớt từ bể nước ra vậy, tiếng vỗ tay cũng rất đặc biệt. Điều này sao có thể, ông nói đúng không lão Ô? Không thể hiện tại cũng biến thành có thể, vốn mọi người tưởng rằng sự giới thiệu của tỉnh Thiên Vân đối với Diệp Phàm chỉ như một chiếc bánh vẽ,
Vậy mà ông xem bộ dáng của Diệp Phàm trên kia mà xem, hình như ngay cả bản thân cậu ta cũng không biết. Ô Vân Sơn nói. Chương 3367, bộ máy ủy ban quản lý. Không thể nào, chuyện lớn như vậy không hoạt động thì làm sao được. Phó chủ tịch tỉnh à, tuyệt đối không được đâu. Anh xem hai chúng ta, vất vả công tác mấy chục năm, đến giờ râu tóc bạc trắng rồi mà vẫn chỉ được tiêu chuẩn đãi ngộ phó bộ tham chiếu. Hơn nữa, anh xem bộ dáng kinh hãi của hắn căn bản chỉ là giả bộ mà thôi. Mẹ kiếp, cái tên thối tha đó cũng thật là chó ngáp phải ruồi. Cố Hữu Toàn thật sự không nhịn nổi nữa. Hai, có biện pháp gì chứ? Chúng ta cũng đã làm bao nhiêu năm rồi. Làm nữa thì có tác dụng gì? Diệp Phàm đến tập đoàn Hoành Không mới gần 2 năm, vậy mà đã thăng chức lên phó chủ tịch tỉnh rồi. Cái Thiệu Trung chẳng qua cũng chỉ là treo quan hàm trợ lý chủ tịch tỉnh mà thôi. Diệp Phàm đúng là thăng chức theo tốc độ hỏa tiễn. Mẹ kiếp, là thế đạo gì không biết. Ô Vân Sơn nhỏ giọng mắng. Mặc kệ bao nhiêu đồng chí vẫn đang mắng thầm trong lòng, nhưng danh sách ủy viên ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không được chốt như sau. 1. Bí thư đảng ủy nhậm thời Mãn. 2. Phó bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm gạch dưới Diệp Phàm. 3. Phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ nhiệm thường trực Phong Hồ Ninh. 4. Phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ nhiệm Mộc Hùng Phi trợ lý chủ tịch tỉnh Điền Nam. 5. Phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm Bành Nhất Khải trợ lý chủ nhiệm ủy ban quốc tư. 6. Phó chủ nhiệm Nạp Mãi Đề Lâm. 7. Phó chủ nhiệm Dương Chí Thăng. 8. Trợ lý chủ nhiệm, ủy viên Kiều Báo Quốc. 9. Trợ lý chủ nhiệm, ủy viên Mộc Thành Trương. 10. Ủy viên Lam Tồn Quân. 11. Ủy viên Chu Gia Sinh. 12. Ủy viên Dương Trấn Đông. 13. Ủy viên Cung Chí Quân. Ăn cơm chưa xong, Diệp Phàm được Kim Thụ Dương kêu vào phòng nghỉ tạm. Có cảm thấy bất ngờ không? Kim Thụ Dương khá khách khí. Nói bất ngờ thì nhẹ quá, cháu có cảm giác như sét đánh giữa trời nắng vậy. Tại sao có thể như vậy chứ? Trước đó cấp trên không hề tiết lộ cho cháu điều gì. Cái này, đúng là sự bất ngờ rất lớn. Diệp Phàm có chút oán giận. Ha ha, đừng trách bố vợ cháu, tất cả đều là để tốt cho cháu thôi. Cháu xem, bây giờ cháu là nhân vật số 2 của khu kinh tế Hoành Không rồi, có phải cảm giác rất bất ngờ hay không? Kim Thụ Dương cười nói. Thật sự là vượt sức tưởng tượng của cháu, theo lý lịch của cháu thì đích xác là không đạt tới tiêu chuẩn phó chủ tịch tỉnh. Vì vậy, tuy rằng tỉnh Thiên Vân đã cho cháu cơ hội, giới thiệu tôi. Nhưng tôi không coi trọng việc này lắm, biết là chuyện không thể mà cứ cố đấm ăn xôi cũng chẳng có tác dụng, càng thêm phiền não mà thôi. Diệp Phàm gật đầu nói. Hiện tại cháu đã biết vì sao thời gian trước ban tổ chức trung ương xuống dưới khảo hạch cháu chưa? Kim Thụ Dương cười tủm tỉm nói. Lúc đó cháu còn tưởng rằng là họ xuống để khảo sát ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không cơ. Bởi vì khu kinh tế Hoành Không liên quan đến một bộ hai tỉnh, do đó những đồng chí chủ yếu được bộ khảo hạch cũng là chuyện bình thường. Lúc đó các đồng chí ở bộ cũng không hề nói với tôi điều gì, ngay cả bố vợ cháu và bí thư Ninh cũng không hề nói nửa câu. Việc này thật ra cũng có tính ngẫu nhiên. Cây em Thụ Dương nói. Tính ngẫu nhiên, lời này giải thích như thế nào? Diệp Phàm khiêm tốn hỏi. Việc này vốn cha vợ cháu cũng không để tâm, dù sao biết không khả thi nên cũng không quan tâm. Tỉnh Thiên Vân đương nhiên là hảo ý, tuy nhiên những đồng chí ở tỉnh Thiên Vân phỏng chừng đại đa số cũng cho rằng chỉ là hứa suông mà thôi. Bởi vì cháu không thể lên được mà, do đó việc bí thư Ninh đề cử cháu không gặp trở ngại gì cả. Kim Thụ Dương cười nói. Kết quả hiện tại chắc nhiều đồng chí hối hận vì đã nhất trí lắm nhỉ. Đương nhiên là có rồi, tuy nhiên, gỗ đã đóng thuyền, bọn họ liệu có thể làm gì được cháu chứ? Hơn nữa, cháu có thể lên cũng đã để mọi người nhìn thấy thực lực của cháu, không thể biến thành có thể. Điều này chứng minh cái gì? Kim Thụ Dương nói. Trưởng ban Kim, chú vẫn còn chưa nói sự ngẫu nhiên này mà. Diệp Phàm hỏi. Thời gian trước, chủ tịch Đường đến ban tổ chức trung ương kiểm tra công tác, lần này đến đây căn bản là không thông báo cho các đồng chí ở bộ biết. Lúc đó các đồng chí ở bộ vẫn đang họp, do bố vợ cháu chủ trì công tác. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho mọi người luống cuống tay chân. Tuy nhiên, chủ tịch Đường thân thiết mời mọi người ngồi xuống. Ông ấy nói rất thoải mái, tuy nhiên chẳng ai dám ngồi xuống cả, tất cả đều đứng. Khi phát hiện các đồng chí cầm tài liệu trong tay cũng tùy ý lật xem. Thật là trùng hợp, đúng là may mắn. Bởi vì, hôm đó các bộ và ủy ban trung ương đang thảo luận việc đề cử cái bộ cấp phó tỉnh.
quyết định xem có báo cáo lên trên hay không. Mà cậu là do tỉnh Thiên Vân đề cử lên, đương nhiên, bất kể có được hay không thì hội nghị cũng phải thảo luận một chút. Việc này thật ra cha vợ cháu cũng không bận tâm lắm, mà khi chủ tịch Đường đi vào thì đang thảo luận vấn đề của cháu. Kết quả là chẳng cần phải nói nữa, tuyệt đại bộ phận ủy viên đều cho rằng cậu quá trẻ tuổi, kinh nghiệm lý lịch cũng không đủ. Tuy là có thành tích rõ ràng đấy nhưng vẫn nên để mấy năm nữa. Mà chú thấy, nhân cơ hội này có thể đưa cháu vào danh sách khảo hạch cán bộ cấp phó tỉnh vào năm sau. Đối với điều này tuyệt đại bộ phận đồng chí cũng không có ý kiến gì, một số người biết quan hệ giữa cháu và ủy viên Kiều thì đều tỏ vẻ ủng hộ. Đang chuẩn bị thảo luận sang đồng chí khác thì đồng chí Đường vào. Lúc đó chủ tịch Đường lật xem tài liệu của cháu, liền cười nói. Đồng chí Diệp Phàm này, sao chỗ nào tôi cũng nhìn thấy bóng dáng thể nhỉ? Rất tốt, mấy năm trước còn là đệ tử của tôi đấy. Hôm nay được giới thiệu lên đây để thảo luận, chứng tỏ cậu học trò này của tôi học tập rất thành công. Chủ tịch Đường nói xong mọi người cười ồ lên, còn chủ nhiệm Điền từ ban tổ chức TW cùng đến vừa nghe lập tức cười nói, chủ tịch, ngài không biết, đồng chí Diệp Phàm là người tạo nên rất nhiều kỳ tích đấy. Chủ tịch Đường về nghe, nhất thời liền hứng thú, chủ nhiệm Điền cũng lăng xê cháu lên một chút, nói thật, những lời của chủ nhiệm Điền tuy mộc mạc, cũng không tâng bốc cháu, nhưng những điều ông ấy nói đều là sự thực, rất có sức mạnh. Về sau, chủ tịch Đường bắt tay với các đồng chí, sau đó không nói gì nữa liền rời đi. Cha vợ cháu vừa nhìn thấy có cửa rồi, liền ra hiệu cho chú. Chú lập tức nói, Diệp Phàm nếu đã có được nhiều thành tích như vậy, liệu chúng ta có nên phá lệ hay không? Mặc dù là không biết kết quả, nhưng coi như đã bắt kịp bước chân của chủ tịch. Hơn nữa, tỉnh Thiên Vân là tỉnh lớn, giới thiệu đồng chí Diệp Phàm nhất định là hy vọng đồng chí ấy có thể lên được vị trí công tác trọng yếu hơn. Mà lời của chú vừa xong, không ngờ 5-6 đồng chí của Bộ và Ủy ban Trung ương lập tức tỏ thái độ là có thể ngoại lệ. Thậm chí có đồng chí còn đề nghị có nên đề cử trọng điểm hơn một chút hay không. Tuy nhiên, lại bị cha vợ cậu phủ quyết, cậu cũng đừng trách cha vợ cậu nhé. Kim Thụ Dương cười nói. Không đâu, cha vợ cháu là dĩ thoái vi tiến mà. Dù sao việc này chủ tịch đều đã nói rồi, trọng điểm hay không trọng điểm đều chẳng sao cả. Diệp Phàm cười nói. Không tồi, năng lực lĩnh hội của cháu hiện tại được tăng lên không ít rồi. Kim Thụ Dương cười nói. Việc này cháu phải cảm ơn sự ủng hộ của chú Dương rồi, nếu không có đề nghị của chú thì cháu đã thất bại rồi. Diệp Phàm vẻ mặt cảm kích. Ha ha, cháu ấy à. Kim Thụ Dương vuốt vuốt cằm, cảm giác rất hưởng thụ đối với lời nói của Diệp Phàm. Cười nói. Chú đâu có ra sức đâu, mấu chốt là chỗ cha vợ cháu kìa. Mà quan trọng nhất là lời của chủ tịch Đường và chủ nhiệm Điền. Còn nói lời cuối cùng kia thì cũng chỉ là té nước theo mưa thôi. Cháu nhớ đến bọn họ là được rồi, công tác cho tốt, đừng phụ lại sự kỳ vọng của các lãnh đạo đối với mình. Đó là đương nhiên, nhưng cháu vẫn phải cảm ơn chú Kim nhiều. Nếu không có đề nghị cuối cùng của chú thì đã không có chuyện gì rồi. Ha ha! Kim Thụ Dương mỉm cười nói. Tuy thế, đồng chí Chu Tuế Nguyệt không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Đồng chí này hình như là tỉnh ủy Thiên Vân đánh trống ghi tên để được bầu làm bí thư đảng ủy của ủy ban quản lý khu kinh tế Hoành Không. Vậy mà bỗng chốc lại như vậy, chắc trong lòng buồn bực lắm. Diệp Phàm nói. Ha ha, ở đây tự nhiên là có huyền cơ rồi. Vốn là tỉnh Thiên Vân dự tính như vậy, tuy nhiên sau khi ủy viên Kiều thấy cháu có cơ hội, liền quyết định tranh thủ cho cháu một phen. Liên quan đến chuyện này cũng là đã thông khí với đồng chí Chí Hòa rồi. Đồng chí Chí Hòa đương nhiên cũng lo lắng cho tiền đồ của cháu. Cho nên, đồng chí Chu Tuế Nguyệt liền bị gác sang một bên. Ở đây thật ra còn có một nguyên nhân khác. Phỏng chừng các đồng chí ở Quốc vụ viện cũng nhìn thấy tiềm lực phát triển của khu kinh tế. Cho nên, có đồng chí đưa ra có thể làm một thí điểm. Lấy khu kinh tế Hoành Không làm thí điểm xem có mâu thuẫn gì không, đặc điểm phát triển là gì. Nếu như có thể thành công, sau này cũng có thể tạo cơ sở cho những khu kinh tế ở các tỉnh khác. Cho nên, Quốc vụ viện có ý trực tiếp cử đồng chí xuống dưới tiếp nhận. Kim Thụ Dương nói, cho đến bây giờ đã có tin tức gì của đồng chí Nhậm Thời Mãn hay chưa? Chú Kim hãy nói một chút về tình hình của ông ấy xem, dù sao sau này đó cũng là đồng nghiệp, là lãnh đạo của cháu nữa mà. Diệp Phàm nói, cũng là, đồng chí Thời Mãn nguyên công tác tác tại văn phòng quản lý, đảm nhiệm chức phó thư ký trưởng. Đương nhiên, cấp bậc của ông ấy là cấp thứ trưởng. Lần này ông ấy được xếp xuống dưới còn có một nguyên nhân,
ông ấy đến khu kinh tế Hoành không chỉ là tạm một thời gian, phỏng chừng không lâu sau tỉnh ủy Thiên Vân sẽ có điều chỉnh. Kim Thụ Dương nói.